Nhưng lúc này, phía trước phố bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người tới, ít thì cũng có hơn 100 người. Mọi người vào tới với khí thế hung hăng. Lý Cuồng đánh hắc quyền 20 năm, chưa từng thấy ai kinh khủng như Diệp Quân Lâm. Phụt, phụt, nhìn bốn người khác, dưới tay Đoạn Thiên Dương, thuộc hạ mình bị đánh như diều đứt dây bay ra ngoài, máu đỏ trong miệng chảy tung tóe. Trong tròng mắt Lý Cuồng tràn đầy vẻ khó tin. Con mẹ nó, anh là quái vật gì? Anh ta và bốn anh em đều là cao thủ siêu cấp của giới hắc quyền ngầm, sao giờ lại giống rác rưởi ở trước mặt hai người này vậy? Rút lui. Ý thức được gì đó không thích hợp, Lý Cuồng lập tức hạ lệnh. Năm người liền lăn một vòng muốn chồn đi. Nhưng lúc này, phía trước phố bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người tới, ít thì cũng có hơn 100 người. Mọi người vào tới với khí thế hung hăng. Đánh chết họ đi. Đêm ra lệnh, toàn bộ mọi người xông lên. Mặc dù sức chiến đấu của năm người Lý Cuồng rất mạnh, nhưng trước đó họ bị thương, hơn nữa suýt chút nữa bị bao vây, nên rất nhanh bị đánh đến hấp hối. Khớp xương không biết đã đứt bao nhiêu, máu nhuộm đỏ cả người. Cuối cùng, năm người Lý Cuồng bị ném vào trong thùng rác. Diệp Quân Lâm nhận được một tin nhắn. Là Thanh Long gửi tới, nói đã tra được sát thủ là được phái tới. Trong khách sạn Hilton, mấy người Tiểu Linh nhỉ cùng với Trương Mỹ Lan lo lắng đợi. Đã một giờ trôi qua, bên Lý Cuồng vẫn không có tin tức truyền đến. Bọn họ không khỏi hơi lo lắng. Sao vẫn không có tin tức? Tiểu Linh Nhi cầm điện thoại di động lên. Trương Mỹ Lan ý thức được có cái gì không đúng, cô ta lập tức nói, chúng ta mau rời khỏi Tô Hàng trước. Tôi luôn cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Được. Mấy người lấy hành lý, Trương Mỹ Lan đi mở cửa. Bùm. Kết quả bên ngoài có người đá một cước vào cửa, dẫn người vào. Bịch. Ván cửa còn đập mạnh trên người Trương Mỹ Lan. Lúc này, Diệp Quân Lâm và Thanh Long xuất hiện. Bây giờ mấy người muốn đi đâu? Diệp Quân Lâm cười hỏi. À, sao anh còn sống? Trong tròng mắt Tiểu Linh Nhi tràn đầy kinh hãi. Ha ha, người cô phái đi giết tôi quá vô dụng. Bọn họ đã chết rồi. Diệp Quân Lâm cười nói. À, làm sao có thể? Đó là ác ma Lý Cuồng tôi mời tới từ thành phố Kim Lăng, anh không có khả năng còn sống. Tiểu Linh Nhi điên cuồng hét lớn. Tội mấy người có ý định giết người đã thành lập, người đâu, mang họ đi. Lúc này, Phó Học Kiệm xuất hiện từ bên ngoài. Nhóm cảnh sát đi theo phía sau trực tiếp bắt toàn bộ đám người Tiểu Linh Nhi mang đi. Vốn Diệp Quân Lâm không để chuyện này ở trong lòng, Lý của ông đó cũng quá yếu. Còn muốn giết anh, quả thực không biết tự lượng sức mình. Giữa đêm, phòng thương mại Tô Hàng cùng với nhà họ Thẩm đều nhận được tin tức. Ác ma Lý Cuồng ở thành phố Kim Lăng giết Diệp Quân Lâm, lại bị Diệp Quân Lâm giết. Ha ha, Diệp Quân Lâm này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ai cũng dám động vào. Lý Cuồng là con nuôi của Lý Nhị ở tỉnh thành. Không phải là thằng danh con này muốn chết sao? Thâm Mặc Sơn cười ha ha nói. Vẻ mặt thảm tâm gì cũng hưng phấn. Ông, vậy tức là Diệp Quân Lâm này khó thoát khỏi cái chết rồi. Không phải sao? Dưới gối Lý Nhị gia không có con nên rất yêu thương coi trọng Lý Cuồng, lần này sợ là Diệp Quân Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Thâm Mặc Sơn sờ cằm cười nói. Hừ, xem anh ta còn dám uy hiếp nhà họ Thẩm chúng ta không? Muốn chết sao, đây không phải à? Thảm tâm gì có thể tưởng tượng được Diệp Quân Lâm sẽ thảm bao nhiêu? Thời gian cách buổi lễ chỉ có 3 ngày, Đoạn Thiên Cường đã đến quân khu Tô Hàng chuẩn bị. Diệp Quân Lâm cũng trở lại công ty đi làm bình thường. Phương Tử Tình vừa kết thúc cuộc họp, đột nhiên nhận được một cuộc gọi, sau đó sắc mặt thay đổi. Ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra sự khác thường. Phó Tổng Phương, cô làm sao vậy? Phương Tử Tình lắc đầu, tôi không sao. Chuyện kia, Tiểu Lý chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi muốn đi ra ngoài, nhớ kỹ, không cần tài xế. Sau đó, Phương Tử Tình một mình lái xe đến trước sân bay quốc tế Tô Hàng. Đi tới sân bay. Một người đàn ông mặc Âu phục thấy xe thì trực tiếp mở cửa đi vào ngồi. La Nhát Thần, anh đi xuống cho tôi. Tôi không để cho anh ngồi trên xe tôi sợ bẩn xe của tôi. Thấy người đàn ông, Phương Tử Tình tức giận nói. La Nhát Thần đỡ gọng kính mắt, cười nói, Tử Tình, tốt xấu gì anh cũng là bạn trai cũ của em, nể mặt tình xưa một chút. Em hà tất phải vậy. Nét mặt Phương Tử Tình đầy vẻ giận dữ, hừ, tên cặn bã này. Tôi và anh không có bất cứ tình xưa gì.
Kỳ thực, Phương Tử Tình đã từng yêu đương một lần ở nước ngoài. Chỉ là rất nhanh thì cô ta phát hiện La Nhất Thần là một tên cặn bã, qua lại với cô ta, đồng thời còn giao du với 7-8 nữ xin hy. Phương Tử Tình phát hiện ra thì lập tức chia tay, đồng thời coi như là sỉ nhục. Xê tính cách cao ngạo của cô ta tuyệt đối không cho phép người quen mình biết chuyện này. Kể cả Lý Tử Nhiễm cũng không biết chuyện này. Không có tình xưa vậy sao em còn ra sân bay đón anh? La Nhất Thần cười khà khà nói, thậm chí còn muốn kéo tay Phương Tử Tình. Tránh rét. Phương Tử Tình hung hăng đẩy La Nhất Thần ra. Tôi tới sân bay không phải để đón anh nói mau, anh muốn thế nào mới bằng lòng đưa vài thứ kia cho tôi? Phương Tử Tình tức giận nói. La Nhất Thần cười, em xem em gấp cái gì? Nhân phẩm của La Nhất Thần anh vẫn rất đáng tin, đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn không tiết lộ chuyện riêng tư của Imo. Anh! Phương Tử Tình tức điên. Trước khi chia tay, La Nhất Thần nắm giữ bí mật cực kỳ riêng tư của cô ta, nên vẫn luôn dùng nó để uy hiếp. Mấy năm nay, Phương Tử Tình đã cho La Nhất Thần mấy triệu. Nói đi, bao nhiêu tiền mới bằng lòng đưa đồ cho tôi? Phương Tử Tình hỏi. Điều kiện này đối với em mà nói có hơi khó, nhưng em vẫn phải bằng lòng. Nếu em không đáp ứng, anh cam đoan sẽ lập tức lan truyền chuyện riêng tư của em, đến lúc đó anh cam đoan em sẽ thân bại danh liệt. La Nhất Thần uy hiếp nói. Anh, mặc dù Phương Tử Tình phẫn nộ, nhưng cô ta không làm gì được. Vốn tưởng rằng tới Tô Hàng là có thể tránh né người này, lại không ngờ La Nhất Thần đuổi tới đây. Đây là ác mộng cả đời cô ta. Điều kiện gì? Anh nói xem bao nhiêu tiền anh mới có thể đưa đồ cho tôi. Phương Tử Tình lạnh lùng nói. La Nhất Thần cười nói, anh không lấy tiền. Hiện tại La Nhất Thần không thiếu tiền, phòng thương mại Tô Hàng đã cho anh ta trọn vẹn 10 triệu. Sau khi chuyện thành, thì còn có thêm 40 triệu. Không sai, La Nhất Thần là quân cờ phòng thương mại Tô Hàng dùng để thu mua tập đoàn Vân Đình. Bọn họ đã tìm hiểu nhiều mặt. Tra ra được bạn trai cũ của Phương Tử Tình là La Nhất Thần, đồng thời La Nhất Thần nắm giữ bí mật của cô ta, nên họ lập tức thu mua La Nhất Thần, để La Nhất Thần làm chút chuyện. Đây là một trong những thủ đoạn của phòng thương mại Tô Hàng nhằm đào móc các loại tài liệu đen hoặc là nhược điểm của công ty đối thủ, để làm tan rã đối thủ. Một thủ đoạn độc ác nữa chính là dùng sự sống chết của người nhà đối thủ ra uy hiếp. Vì là mạnh mẽ thu mua, nên tai nạn chết người là chuyện thường xảy ra. Thương trường như chiến trường. Máu đỏ không nhìn thấy nhiều hơn. Cho nên phòng thương mại Tô Hàng rất tự tin có thể thu mua tập đoàn Vân Đình. Hả, vậy anh muốn cái gì? Vẻ mặt Phương Tử Tình vô cùng kinh ngạc. Nghe nói bây giờ em rất giỏi, nắm tập đoàn Vân Đình trong tay. Thân thể của em chắc giá cả cũng phải hơn 1 tỷ đi. Em phát triển tốt hơn ở nước ngoài nhiều. La Nhát Thần cười khà khà nói. Phương Tử Tình ý thức được có gì đó không ổn. Anh muốn làm gì? Cô ta cẩn thận hỏi. Anh hỏi em, có phải hiện tại tập đoàn Vân Đình là em nắm quyền không? La Nhất Thần hỏi. Tôi là phó tổng giám đốc, nhưng phần lớn quyền quyết định của công ty đều ở trong tay tôi. Phương Tử Tình nói. Nói như vậy là, ông chủ Vân Đình giao công ty cho em xử lý. Phương Tử Tình gật đầu, ừ, không sêu. Tốt lắm. Hiện tại anh muốn thu mua tập đoàn Vân Đình, em có thể làm chủ. Giọng điệu làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không hết, La Nhất Thần vừa nói, sắc mặt Phương Tử Tình trắng bệch. Cái gì, anh điên rồi hả, anh muốn thu mua tập đoàn Vân Đình, anh biết hiện tại tập đoàn Vân Đình trị giá bao nhiêu không? Gần 20 tỷ đấy, anh lấy cái gì thu mua? Phương Tử Tình nổi giận đùng đùng hỏi. La Nhất Thần cười nói, cũng không phải anh thu mua. Là ông chủ của anh thu mua. Ông chủ của anh là ai? Phương Tử Tình bỗng nhiên ý thức được có âm mưu. Nghe cho kỹ, ông chủ của anh là phòng thương mại Tô Hàng. Bây giờ là phòng thương mại Tô Hàng có ý muốn thu mua tập đoàn Vân Đình, nên họ cố ý phái anh tới bàn bạc với em. La Nhất Thần cười khà khà nói, ánh mắt luôn quan sát Phương Tử Tình. Cái gì, phòng thương mại Tô Hàng? Phương Tử Tình kinh ngạc. Cô ta lập tức hiểu được, đây là âm mưu của phòng thương mại Tô Hàng. Muốn dùng La Nhất Thần để dọa cô ta. Mấu chốt là La Nhất Thần thật sự nắm giữ nhược điểm của cô ta. Phòng thương mại Tô Hàng nhìn chúng tập đoàn Vân Đình. Có hai hình thức tạo điều kiện cho em lựa chọn. Đầu tiên, tập đoàn Vân Đình gia nhập vào liên minh phòng thương mại Tô Hàng, trở thành một phần tử của họ.
Thứ hai, phòng thương mại Tô Hàng sẽ trực tiếp thu mua tập đoàn Vân Đình. La Nhất Thần nói. Phương Tử Tình lập tức lắc đầu, không có khả năng. Bây giờ tập đoàn Vân Đình và phòng thương mại Tô Hàng là quan hệ cạnh tranh, sao có thể bị bọn họ thu mua? La Nhất Thần thản nhiên cười nói, phòng thương mại Tô Hàng cũng biết mấy người sẽ không đáp ứng, cho nên có ý tìm anh, để anh nói chuyện với em. Không phải em nói tập đoàn Vân Đình do em kiểm soát sao? Như vậy cũng tốt, anh đề nghị em gia nhập vào phòng thương mại Tô Hàng, tương lai của em sẽ tốt hơn. Phương Tử Tình lập tức từ chối, không có khả năng. Dù như thế nào tôi cũng sẽ không gia nhập vào phòng thương mại Tô Hàng. Anh dẹp suy nghĩ này đi. Phương Tử Tình, em còn có lựa chọn khác sao? Nếu em không đáp ứng, anh sẽ công khai bí mật của em. Bây giờ em nổi tiếng cao như vậy, nếu mấy thứ này vừa được lan truyền đi, chẹp chẹp, một nữ hoàng mới của giới kinh doanh lại phóng đãng như vậy, công chúng sẽ phản ứng ra sao? La Nhất Thần cười khà khà nói. Trong tay La Nhất Thần còn cầm tạp chí kinh tế, bìa mặt bất ngờ chính Phương Tử Tình. Là cô ta trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vừa, rồi. Bây giờ Phương Tử Tình còn nổi tiếng hơn các nghệ sĩ hạng 2 và 3. Vừa nghĩ tới một khi việc riêng tư của mình bị phát tán ra ngoài, nó sẽ là một đả kích mang tính chất hủy diệt với mình. Tính cách cao ngạo của cô ta tuyệt đối không thể chịu đựng được như vậy. Thái độ của Phương Tử Tình không đông cứng giống như trước, cô ta chịu thua nói, nếu muốn mua lại công ty hoặc gia nhập vào phòng thương mại Tô Hàng, tôi không làm chủ được. Không, em đừng mơ tưởng lừa dối ai. Phòng thương mại Tô Hàng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi, hiện tại tập đoàn Vân Đình do em quyết định, có muốn thu mua hay không chỉ cần một câu nói của Imo. La Nhất Thần ăn chắc nói với Phương Tử Tình. Bùm! Đầu óc Phương Tử Tình trống rỗng, đối phương nhằm vào cô ta nên chắc chắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Máu chốt nhát là cô ta thật sự có quyền lực bán công ty. Như vậy cô ta sẽ không phạm pháp, cùng lắm thì chuồn mắt. Suy nghĩ thật kỹ. Đến lúc đó em mà sợ đắc tội ai, phòng thương mại Tô Hàng sẽ là chỗ dựa cho em, cũng có thể cung cấp cho em chức vị em muốn. La Nhất Thần vừa đấm vừa xoa. Làm cho Phương Tử Tình không có không gian lựa chọn. Được rồi, phòng thương mại Tô Hàng chỉ cho kỳ hạn trong ngày hôm nay, nếu em còn không làm được, anh cam đoan sẽ phát tán bí mật của em ra ngoài vào tối nay. La Nhất Thần áp chế nói. Có thể chậm một chút hay không? Một ngày quá ngắn. Sắc mặt Phương Tử Tình tái nhợt hỏi. Muốn chậm một chút cũng được. Tối hôm nay gặp nhau ở khách sạn Marriott, nhớ kỹ, em mang 10 triệu tới. Bằng không việc này không thương lượng được. Sau khi La Nhất Thần nói xong thì trực tiếp xuống xe, không để cho Phương Tử Tình có cơ hội thương lượng. Sau khi xuống xe, La Nhất Thần gọi điện thoại cho Lôi Bộ Phàm, con trai của Lôi Thiên Tuyệt nhà họ Lôi nói, Lôi Tổng, đã làm xong. Trong vòng 3 ngày. Chắc chắn Phương Tử Tình sẽ bán tập đoàn Vân Đình. Ừ, làm tốt lắm. Lại cho anh thêm 10 triệu. Nhớ lấy tiền. Một giọng nói phát ra từ phía bên kia. Cảm ơn Lôi Tổng. Sau khi cúp điện thoại, La Nhất Thần hưng phấn không gì sánh được. Thật sự có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cái bảo bối này có thể kiếm 50-60 triệu. Đêm nay mình còn có thể ngủ với Phương Tử Tình. Thật là chuyện tốt đẹp. Tuy La Nhất Thần nắm giữ bí mật của Phương Tử Tình, nhưng hai người còn chưa lên giường, thì đã bị Phương Tử Tình phát hiện ra La Nhất Thần giao du với 7-8 cô gái. La Nhất Thần vẫn luôn muốn ngủ với Phương Tử Tình, rốt cuộc cơ hội lần này đã tới. Bùm! Cả người Phương Tử Tình ngồi sụp xuống ghế với vẻ tuyệt vọng. Muốn trách thì trách cô ta trẻ người non dạ, để La Nhất Thần nắm giữ bí mật riêng tư. Bây giờ hối hận cũng không nơi nào để khóc. Nói thật! Phương Tử Tình coi những bí mật đó quan trọng hơn tính mạng của mình. Nếu mấy thứ này mà bị đưa ra ánh sáng, Phương Tử Tình thật sự muốn nhảy lầu. Bây giờ mình nên làm gì? Thật sự bán tập đoàn Vân Đình sao? Phương Tử Tình thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Quên đi, trở về công ty trước. Phương Tử Tình cũng hiểu rõ, đêm nay đi tìm La Nhất Thần là có ý gì? Nhất định phải ngủ với La Nhất Thần thì La Nhất Thần mới chịu đáp ứng trì hoãn thời gian. Trên đường trở về công ty, rõ ràng Phương Tử Tình không yên lòng. Cũng không biết sao lại lảo đảo trở về công ty. Vụt! Phanh! Vừa đến công ty, xe Phương Tử Tình và một chiếc xe khác đụng mạnh vào nhau. Trên xe đối diện, một người đi xuống, tức giận hô, lái xe như vậy à? Mắt mù hả?
Tôi bật xi nhan cho cô nhiều lần, cô vẫn đụng vào tôi. Hả, Phương Tử Tình. Lúc này, Diệp Quân Lâm mới phát hiện, người va vào anh là Phương Tử Tình. Vừa rồi anh còn mắng cô tan cái tên ngốc lái xe lảo đảo, coi đường cái là đường nhà mình. Không ngờ là cô ta. Nghe thấy tiếng hô của Diệp Quân Lâm, Phương Tử Tình mới phản ứng được, a, à, làm sao vậy? Mẹ kiếp, cô thất thần, cô đụng phải xe ông đây. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Anh phát hiện hôm nay Phương Tử Tình có hơi khác thường. Cô ta không yên lòng. Xảy ra chuyện gì à? À, thật ngại quá. Sau khi xuống xe, Phương Tử Tình mới biết mình đụng xe. Cuối cùng cô ta gọi công ty sửa xe tới, lôi hai chiếc xe đi. Này, cô không sao chứ? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi không sao. Phương Tử Tình không yên lòng trả lời. Này, dây áo ngực cô bị lộ ra rồi. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nói. Hả, ở đâu? Phương Tử Tình lập tức cúi đầu kiểm tra, nửa ngày sau mới biết là Diệp Quân Lâm lừa gạt mình. Diệp Quân Lâm không coi thành chuyện gì to tát, đi tới văn phòng bộ phận kỹ thuật, tiếp tục uống trà và hút thuốc. Phó Vũ Tường đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm nói, Diệp Tổng, nhân tài kỹ thuật của chúng ta không đủ, tôi muốn bồi dưỡng một nhóm người mới. Vậy theo ý anh đi. Diệp Quân Lâm nói, nhưng Diệp Tổng phải tốn một khoản tài chính lớn. Phó Vũ Tường do dự nói, chút tiền này không là gì cả, anh cứ làm. Việc bồi dưỡng nhân tài hoàn toàn do anh phụ trách, nếu có được người mới, anh nói cho tôi biết, tôi đi sắp xếp. Diệp Quân Lâm nói, đã hiểu, Diệp Tổng. Vẻ mặt Phó Vũ Tường vui mừng kinh ngạc. Làm việc với Diệp Quân Lâm thật sự quá sung sướng. Hôm nay, Phương Tử Tình không yên lòng cả ngày, ai cũng có thể nhìn ra. Báo cáo cần cô ta phê duyệt cũng không phê. Cả người giống như là cái xác không hồn, ngây ngốc ngồi trên ghế. Duy trì một tư thế bất động. Điều này làm cho nhóm thư ký rất nghi hoặc. Trước kia, Phó Tổng Phương nhiệt tình 10 phần, không giống như ngày hôm nay. Chẳng lẽ là tới kinh nguyệt? Mọi người chỉ có thể đoán được loại khả năng này. Một bên khác, La Nhất Thần vừa về nước đã có được 20 triệu, lúc này, đang điên cuồng tiêu xài ở trong một câu lạc bộ. Trong phòng riêng có mười mấy người đẹp, La Nhất Thần trái ôm phải ấp. Tiểu La, lần này anh thật là phát đạt. Một người đầu chọc ngồi ở giữa là Triệu Cường. Biệt hiệu là đầu chọc, là chùm xã hội đen lớn nhất trên phố quán bar. Mấy quán bar lớn nhất ở Tô Hàng đều do anh ta bao. Còn có vài tên côn đồ thân thể cao lớn ngồi bên cạnh, là kiện tướng đắc lực của đầu chọc. Trước đây, cuộc sống cá nhân của nhãi con La Nhất Thần này rất thối nát, mỗi ngày đều ngâm mình ở hộp đêm và câu lạc bộ. Và rất quen thuộc với những tên xã hội đen này. Đương nhiên bởi vì đánh bạc, La Nhất Thần mượn đầu chọc hơn 1 triệu. Sau khi bị ép bắt đắc dĩ, mới len lén chạy đến Mỹ. Lần này, sau khi La Nhất Thần trở về, thì lập tức trả tiền lại cho đầu chọc, còn phóng khoáng với bọn họ. Anh Cường, cho tôi tài khoản, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Bây giờ, La Nhất Thần vốn không để hơn 100 vạn vào mắt. Về sau, La Nhất Thần muốn phát triển ở Tô Hàng. Giữ vững mối quan hệ với đầu chọc là rất cần thiết. Đầu chọc hút thuốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười dâm đãng. Được rồi, Tiêu La, nghe nói buổi tối anh muốn ngủ với Phương Tử Tình của tập đoàn Vân Đình. Đúng vậy, tôi nắm giữ bí mật riêng tư nhất của cô ta phải ngủ với tôi. La Nhất Thần đắc ý nói. Đầu chọc cười khà khà nói, vừa nhắc tới cô ta tôi lại thèm. Những người khác cũng nói, đúng vậy, vóc người Phương Tử Tình này rất đẹp. Rất xinh đẹp, mặt ngoài thanh thuần lạnh lẽo, trên giường nhất định là một dâm phụ. Quyền rũ chết người. Sau khi đám người đầu chọc nhìn Phương Tử Tình trên tạp chí, thì không nhịn được. Dù hiện tại trong phòng riêng có mười mấy người đẹp, đầu chọc nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Họ nào có thú vị như Phương Tử Tình? Nghĩ đến Phương Tử Tình, đầu chọc không có hứng thú đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Như vậy đi, Tiểu La. Bù ỏi tối chúng ta cùng ngủ với Phương Tử Tình, tiền anh thiếu ông đây sẽ được xóa bỏ, hơn nữa về sau anh sẽ là anh em tốt của tôi, xảy ra chuyện gì tôi đều bảo kê anh. Đầu chọc nặng nề vỗ vào bả vai La Nhất Thần. Được, anh Cường, anh tới trước, tôi lên thứ hai, những anh em khác cũng đi cùng. Con gái điểm thối này vẫn giả thanh thuần, bù ỏi tối chúng ta cùng nhau, nhìn xem đến cùng cô ta dâm thế nào. Kha kha, La Nhất Thần đáp ứng ngay lập tức.
Ha ha, anh em tốt. Đầu chọc chờ mong. Đàn em của đầu chọc hỏi, anh Cường có muốn chuẩn bị chút công cụ và thuốc gì hay không? Đầu chọc cười gượng nói, đương nhiên phải chuẩn bị rồi. Chúng ta phải chơi hỏng Phương Tử Tình. Phương Tử Tình đang sững sờ trong phòng làm việc, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Là La Nhất Thần gọi tới. Phương Tử Tình, sắp tan làm rồi, em suy nghĩ kỹ chưa? La Nhất Thần hỏi. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Phương Tử Tình cắn răng đáp ứng. Tốt, vậy sau khi em tan việc, anh tới khách sạn Marriott trên đường ven biển chờ Imo. Sau khi La Nhất Thần cúp điện thoại thì nói cho mấy người đầu chọc, làm mấy người đầu chọc mừng rỡ cười tâu toét. Đoàn người vội vã đi tới khách sạn Marriott, bọn họ không nhịn được. Cuối cùng đã tới lúc tan việc. Đầu tiên là Phương Tử Tình lấy 10 triệu trong thẻ, sau đó lại lấy một cái kéo sắc bỏ vào túi sách, rời khỏi văn phòng. Điều này làm cho mọi người càng cảm thấy kỳ lạ. Trước kia Phương Tử Tình phải làm thêm đến 11-12 giờ, ngày hôm nay 6 giờ đã đi. Có chuyện. Nhưng thân làm cấp dưới, họ sao có thể quan tâm cuộc sống cá nhân của cấp trên. Lúc này, Diệp Quân Lâm ngủ một buổi chiều đã tỉnh lại, anh duỗi người, chuẩn bị tan làm. Mấy người nói ngày hôm nay Phó Tổng Phương quá kỳ lạ. Một ngày không hề làm gì cả, mà vẫn không yên lòng. Không phải sao, rất không bình thường, hơn nữa ngày hôm nay cũng không phải là kỳ kinh nguyệt của cô ấy, thật kỳ lạ. Hình như là sáng sớm nay, sau khi nhận một cuộc điện thoại mới thành ra như vậy. Ở trong công ty, Diệp Quân Lâm nghe thấy mấy cô gái bàn tán. Không ổn, hẳn là Phương Tử Tình đã xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm kinh hô. Vốn tưởng rằng sáng sớm tông xe với mình là một lần ngẫu nhiên. Hiện tại xem ra có chuyện khác thường. Anh lập tức gọi điện thoại cho Chu Tước, điều tra hành trình hôm nay của Phương Tử Tình. Vâng, tướng quân. Lúc này, Phương Tử Tình đã tới khách sạn Marriott. La Nhất Thần chờ cô ta ở phòng khách của khách sạn. Phương Tử Tình hít sâu, sau đó đi vào. Trước đừng nóng nảy, anh kiểm tra tiền trước. Đầu óc La Nhất Thần vẫn rất rõ ràng. Nhất định phải có được 10 triệu này. Tốt, đi theo anh. La Nhất Thần dẫn đường ở phía trước. Phương Tử Tình đi theo ở phía sau. Cô ta nắm túi của mình thật chặt. Đi tới phòng cho Tổng thống La Nhát Thần đã đặt trước. Phương Tử Tình vừa muốn nói gì, đã thấy bên trong có 5 người đi tới. Người đầu chọc to cao cầm đầu đang cười híp mắt nhìn cô ta. Nhìn thấy mấy người không có ý tốt, Phương Tử Tình lui về phía sau. Mấy người là ai, hai mấy người muốn làm gì? Đầu chọc xoa tay cười nói, em gái, đừng sợ. Anh muốn kết bạn với em mà thôi. Kha kha. Đúng vậy, em gái ngoan, chúng anh đều là anh trai tốt, chờ một hồi chúng anh sẽ khiến em rên rỉ không ngừng. Những người khác cũng đều cười kha kha. La Nhất Thần, anh là tên khốn kiếp. Tôi phải đi. Phương Tử Tình xoay người muốn rời đi. Chỉ là đầu chọc nhanh hơn một bước, đã đi tới cửa, khóa trái của lại, tới gần Phương Tử Tình từng bước một. Em gái đi làm gì? Anh trai rất dịu dàng. Đầu chọc cười khà khà. Tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Đầu chọc cùng các anh em đã nín cả một buổi chiều. Hận không thể giải quyết Phương Tử Tình ngay tại chỗ. La Nhất Thần cười, Phương Tử Tình, đây là anh Cường bạn của anh ấy muốn kết bạn với Imo. La Nhất Thần, anh có ý gì? Anh đây là muốn làm gì? Lẽ nào anh đã quên chuyện phòng thương mại Tô Hàng? Anh còn nói không có chuyện gì? Phương Tử Tình quát. Sắc mặt La Nhất Thần thay đổi. Chuyện quan trọng trước mặt dĩ nhiên chính là chuyện phòng thương mại Tô Hàng. Hừ, Phương Tử Tình, không phải em muốn chậm một chút sao? Tốt, anh nói điều kiện cho em. 10 triệu cộng thêm em ngủ một đêm với bọn anh sẽ kéo dài cho em đến 3 ngày. Bằng không anh sẽ phát tán bí mật của em ra ngoài. Không phải mấy người anh Cường muốn nhìn ảnh chụp riêng tư của người phụ nữ này sao? Tôi cho mấy người xem L. La Nhất Thần hỏi. Tất nhiên là muốn, mau để cho tôi xem một chút. Đầu chọc đã không thể chờ đợi. Khoan đãi. Phương Tử Tình tức giận đến hét lớn. La Nhất Thần, anh là đồ ma quỷ. Phương Tử Tình tức giận nói. Kha kha, cảm ơn em đã khích lệ. La Nhất Thần cười nói. 20 triệu tôi cho được, nhưng chuyện gì quá phận của anh tôi không đáp ứng. Thái độ Phương Tử Tình kiên quyết. Anh Cường ra tay đi, người phụ nữ này rất bảo thủ, rất cao ngạo,
coi danh dự là quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần chúng ta ngủ với cô ta, sau đó chụp ảnh lại, cô ta sẽ nghe chúng ta hết. La Nhất Thần là biết rõ tính cách của Phương Tử Tình. Vậy thì tới đi, ông đây đã sớm không nhịn được. Đầu chọc lập tức muốn nhào tới. Không cho phép qua đây. Phương Tử Tình lập tức lấy cây kéo sắc bén ra. Mấy người không được phép qua đây. Phương Tử Tình quơ cây kéo, điên cuồng hô. Đột nhiên đầu chọc sải bước, đánh một quyền ở trên cổ tay Phương Tử Tình, cô ta bị đau, cây kéo trong tay rơi xuống. Một đám người lôi kéo Phương Tử Tình đi vào trong phòng ngủ. Phích! Đầu chọc hung hăng ném cô ta lên giường. Trong tròng mắt Phương Tử Tình chảy những giọt nước mắt khuất nhục. Tuyệt vọng! Tuyệt vọng không gì sánh được. Cô ta đã đánh giá thấp tên xúc sinh La Nhất Thần này. Hiện tại cô ta kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trong phòng ngủ có các loại công cụ, còn có camera. Xong rồi. Thế này là hoàn toàn xong rồi. Phương Tử Tình muốn nhảy lầu. Đầu chọc rất nhanh đã cởi hết sạch quần áo, cầm viên thuốc nhét vào trong miệng. Các anh em, không khách khí nữa, tôi trước. Đầu chọc sắp nhào tới. Các anh em thật có nhã hứng, có thể thêm tôi không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau. Đầu chọc cùng với đám người La Nhất Thần xoay người, thì thình lình thấy Diệp Quân Lâm đang hút thuốc. Anh là ai? Sao anh ở trong phòng tôi? La Nhất Thần hỏi. Trên mặt đầu chọc lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Các anh em phế nhãi con này cho ông đây phiền nhất là có người quấy rầy ông đây làm việc. Đầu chọc ra lệnh một tiếng, bốn gã đàn em tựa như nỗi điên nhằm về phía Diệp Quân Lâm. Trong con mắt Diệp Quân Lâm hiện lên sát ý khát máu, dùng một quyền đánh bay hết đám côn đồ xông lên ra ngoài. Bịch! Tên côn đồ bay ra ngoài hơn 10 mét, đập mạnh ở trên vách tường, sau khi ngã xuống thì trực tiếp bất động, ngay sau đó máu đỏ lan ra dưới thân thể. Bịch! Lại là một quyền được tung ra, một tên côn đồ khác bị đánh lõm xuống, quỳ dạp trên mặt đất kêu rên thảm thiết như heo bị làm thịt. Hai tên côn đồ cuối cùng thảm nhát. Hai chân Diệp Quân Lâm đá trên của quý bọn họ, chắc là trực tiếp đá nát rồi. Hai người điên cuồng lăn trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt cứ quanh quần. Sợ choáng váng. Tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Ai có thể nghĩ ra thân thủ Diệp Quân Lâm sẽ biến thái như thế? Suốt. Đầu chọc lấy một con dao găm ra, đâm về phía Diệp Quân Lâm. Nhưng Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng tránh một chút, một dao của đầu chọc liền đâm vào không khí. Đầu chọc còn muốn đánh nữa, lại phát hiện cổ tay như bị cái kìm khống chế. Diệp Quân Lâm đoạt lấy dao găm từ trong tay đầu chọc, thuận thế đâm vào hạ thể đầu chọc. Xoẹt! Nhất thời, máu tươi bắn ra. Đầu chọc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một dao này của Diệp Quân Lâm đâm chính xác vào cổ quý của đầu chọc. Đầu chọc thành thái giám. Nhìn đầu chọc bưng hạ thể đầy máu đỏ ứa ra, lăn lộn trên mặt đất. La Nhất Thần sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy như nước mưa. Đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Ánh mắt Diệp Quân Lâm chậm rãi nhìn về phía La Nhất Thần. Tôi không phải, tôi không có. Không, không có quan hệ gì tới tôi. La Nhất Thần sợ đến mức nói năng lộn xộn. Anh có bí mật của Phương Tử Tình đúng không? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi không có. La Nhất Thần lắc đầu. Diệp Quân Lâm không nói chuyện, chỉ quơ quơ dao găm. Có. Diệp Quân Lâm nói, nào, đưa cho tôi. Cái này. La Nhất Thần có vài phần do dự. Phụt. Diệp Quân Lâm đâm một đao vào đùi La Nhất Thần. Tớ La Nhất Thần điên cuồng gào thét. Đưa cho tôi. Diệp Quân Lâm nói. La Nhất Thần biết rõ hậu quả nêu do dự là cái gì, chỗ đâm tiếp theo chính là của quý. Ở trong túi của tôi. La Nhất Thần đưa túi của mình cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cầm lấy túi nhìn một chút, bên trong là một đống ảnh chụp và USB. Còn có bản sao không? Phụt. Hỏi xong, Diệp Quân Lâm đâm một dao vào bắp đùi trái La Nhất Thần. La Nhất Thần kêu thảm thiết liên tục. Không có, lúc đầu tôi, chỉ chuẩn bị đưa tất cả mọi thứ cho Phương Tử Tình, tính cách cô ta hiếu thắng, tôi lại bức ép thì cô ta tuyệt đối sẽ tự sát. La Nhất Thần thản nhiên nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Diệp Quân Lâm vừa dứt lời. Trong tròng mắt anh hiện lên ánh sáng lạnh.
phụt, một dao cắm chuẩn xác ở trên cổ quý của La Nhất Thần. Nhất thời, máu đỏ như chút nước, La Nhất Thần cảm nhận được thời khắc đau khổ nhất của đàn ông. La Nhất Thần toát mồ hôi lạnh, nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, anh. Anh lật lọng. Diệp Quân Lâm cười nói, tôi có nói sau khi đưa đồ cho tôi sẽ không động vào anh không? Tôi. La Nhất Thần muốn ngắt đi. Mấy người không quản được nửa người dưới của mình, tôi quản giúp mấy người. Diệp Quân Lâm cười, anh lại hút một điều thuốc. Mấy người trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết. Lúc này, Phương Tử Tình hôn mê đã tỉnh lại. Cô ta mở mắt ra lập tức thấy người tới là Diệp Quân Lâm. Nhìn trên sàn, mấy người La Nhất Thần đang che nửa người dưới đau khổ kêu thảm thiết. Phương Tử Tình sợ đến mức lập tức chạy đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Là anh đã cứu tôi phải không? Phương Tử Tình hỏi. Đúng vậy, chắc chắn là tôi cứu cô. Diệp Quân Lâm cười nói. Phương Tử Tình nhìn một chút, không khỏi nói, không có khả năng. Tuyệt đối không phải anh cứu tôi. Diệp Quân Lâm cau mày. Người phụ nữ này có bệnh hả? Sao không phải là mình cứu cô ta? Nhất định là ông chủ lớn. Chắc chắn là ông chủ lớn đã cứu tôi. Phương Tử Tình kích động nói. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ gật đầu, không sai, chính là ông chủ lớn cứu cô. Dù sao anh chính là ông chủ lớn, nói như vậy cũng không sai. Ông chủ lớn tới à? Phương Tử Tình tìm kiếm khắp nơi. Không, người ông chủ phái tới đã trở về, gọi tôi tới là đón cô về. Diệp Quân Lâm nói. Tốt, chúng ta trở về. Phương Tử Tình vừa định cất bước, lại phát hiện chân mình run, cô ta không di chuyển nổi bước chân. Cô ta bát đắc dĩ nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Thật phiền phức. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng anh chỉ có thể cõng Phương Tử Tình đi ra. Tuy nhiên trước khi đi, anh cầm điện thoại của La Nhất Thần. Phương Tử Tình ghé vào trên lưng Diệp Quân Lâm, cô ta cảm thấy rất kiên định, an toàn và ấm áp. Dường như Diệp Quân Lâm cũng không kém cỏi như thế, thật không tệ. Dù cho lần này người cứu mình là ông chủ lớn. Nhưng cuối cùng người mang mình ra khỏi địa ngục. Chính là Diệp Quân Lâm. Hu hu hu. Rất nhanh cô ta nghĩ đến bí mật vẫn còn ở trong tay La Nhất Thần, cô ta khóc lớn. Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, anh đưa túi cho Phương Tử Tình. Phương Tử Tình nhìn đồ đạc trong túi sách, chân mày cô ta mới dần giãn ra. Anh không xem chứ? Phương Tử Tình nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi không có hứng thú với cô. Diệp Quân Lâm nói. Anh, vẻ mặt Phương Tử Tình phẫn nộ. Tuy nhiên lấy được bí mật của mình, cô ta cũng kiên định hơn nhiều. Thực ra bí mật chính là ảnh riêng tư của cô ta, có hơi thoáng. Cộng thêm Phương Tử Tình tương đối cao ngạo bảo thủ, nên cô ta tuyệt đối không hy vọng bị lộ ảnh chụp. Trong lúc yêu đương với La Nhất Thần, La Nhất Thần đã lén lấy từ trong máy vi tính của cô ta. La Nhất Thần uy hiếp cô ta nhiều năm. Đúng rồi, đừng nói chuyện này với Tử Nhiễm. Phương Tử Tình thương lượng. Không có thời gian nói chuyện vớ vẩn của cô. Diệp Quân Lâm thật sự rất không kiên nhẫn. Phương Tử Tình không nói gì, chỉ dán mặt thật chặt lên trên lưng Diệp Quân Lâm. Mặc dù Diệp Quân Lâm có rất nhiều thứ không chịu nổi, là một thằng phế vật ở trong mắt cô ta. Không cách nào so sánh được với những người La Nhất Thần này. Nhưng ngày hôm nay cô ta phát hiện, loại đàn ông kiên định có thể tin này là khó tìm nhất. Trách không được Tử Nhiễm mãi không buông tay Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng hơi thoáng. Đuổi Phương Tử Tình về nhà cô ta xong, Diệp Quân Lâm liền về nhà mình. Hả, sao trên người anh có mùi của phụ nữ, còn có mùi máu tươi? Về đến nhà, Lý Tử Nhiễm đã đoán được. À hai, có à? Diệp Quân Lâm không đoán được. Còn nói không có, trên người anh còn có tóc của phụ nữ. Lý Tử Nhiễm tìm được sợi tóc dài trên người Diệp Quân Lâm. Cái này, đây là của Phương Tử Tình. Diệp Quân Lâm nói. Anh và cô ấy tiếp xúc thân mật như vậy để làm gì? Lý Tử Nhiễm thở phì phò phồng miệng lên, nổi máu ghen nhìn Diệp Quân Lâm. Mặc dù là bạn thân, nhưng tiếp xúc như vậy với Diệp Quân Lâm, cô cũng không nhịn được. Anh. Diệp Quân Lâm á khẩu không trả lời được. Anh muốn giải thích chuyện đã xảy ra. Nhưng Phương Tử Tình muốn anh giữ bí mật. Anh không thể nói ra được. Xem đi, không có cách để giải thích à. Nếu anh cảm thấy Phương Tử Tình tốt, anh ly hôn với em đi, mấy người ở cùng nhau đi.
Sức ghen của đại tiểu thư nhà họ Lý vừa lên, ngay cả Diệp Quân Lâm cũng trợn tròn mắt. Cô muốn thu dọn đồ đạc rời đi. Đúng lúc này, Phương Tử Tình tới. Cô ta bị chuyện vừa rồi hù dọa. Không dám ở một mình, cho nên tới tìm Lý Tử Nhiễm ngủ. Vừa tiến lên đã thấy hai người cãi nhau. Tử Nhiễm, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là chân mình bị đau, mình nói nửa ngày anh ta mới cõng mình về, Phương Tử Tình tìm cớ. Lúc này Lý Tử Nhiễm mới yên tâm, à, vậy à. Chồng, em trách oan anh rồi. Diệp Quân Lâm cười, vợ, em cứ yên tâm đi, anh không có hứng thú đối với người phụ nữ này. Tiêu Thắm không mạnh bằng cô ta. Tôi còn chướng mắt anh đấy. Phương Tử Tình phản bác. Tuy nhiên nói ra những lời này, cô ta dường như cảm thấy có điều không đúng. Buổi tối, Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm ngủ ở trên một cái giường. Diệp Quân Lâm ngủ phòng khác. Lúc này, ở trong một khách sạn lớn tên là Kim Hoàng, Lôi Bộ Phàm đang chiêu đãi khách, là nhà họ Lý tới từ thành phố Kim Lăng. Bối cảnh và thân phận của họ rất cao. Chỉ có dòng chính nhà họ Lôi nhà giàu mới có tư cách chiêu đãi. Lý Vương Tôn là đại diện nhà họ Lý tới tham gia một hoạt động. Anh Lôi, anh biết Lão Cửu, Tam gia cùng với Diệp Quân Lâm không? Lý Vương Tôn tò mò hỏi. Biết, Diệp Quân Lâm này hay là kẻ địch của phòng thương mại Tô Hàng chúng tôi? Lôi Bộ Phàm nói. Thực lực như thế nào? Lý Vương Tôn tiếp tục hỏi. Thực lực có thể nói là chắp vá, tuy nhiên ở trong mắt phòng thương mại Tô Hàng vốn không đáng giá nhắc tới. Anh Lý làm sao vậy? Máy nhân vật nhỏ này lại có thể làm anh quan tâm. Lôi Bộ Phàm vô cùng kinh ngạc. Ai già, không phải, hai ngày trước, con nuôi của chú hai tôi bị người ta giết chết ở Tô Hàng. Người ra tay chính là ba người ở chỗ này. Lý Vương Tôn nói. Lôi Bộ Phàm kinh ngạc suýt chút nữa nhảy dựng lên, cái gì? Con nuôi của Lý Nhị Gia chết ở Tô Hàng. Theo tôi được biết, con nuôi của Lý Nhị Gia là ác ma Lý Cuồng, vua của giới hắc quyền. Đúng vậy. Lý Cuồng lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng vẫn ngã xuống. Cho nên tôi mới hỏi một chút ba người này rất lợi hại sao? Lý Vương Tôn hít một hơi khí lạnh. Chỉ có thể nói bình thường, chắc là dùng thủ đoạn gì làm cho Lý Cuồng ngã xuống. Lý Nhị Gia muốn báo thù à? Giao cho tôi đi. Lôi Bộ Phàm nói. Lý Vương Tôn lắc đầu, không được. Lý Cuồng là người chú hai thương yêu nhất. Lý Cuồng ngã xuống, chú hai rất tức giận. Còn tuyên bố muốn đích thân báo thù. Lần này tôi tới chỉ là tìm hiểu, cụ thể còn phải chờ Nhị Gia tới. Lý Nhị Gia muốn tới Tô Hàng. Tô Hàng lại có rung động nữa ồ. Lôi Bộ Phàm cảm thấy đáng sợ. Diệp Quân Lâm này chắc chắn đã gây ra họa lớn rồi. Đắc tội ai không đắc? Mà lại dám đắc tội cả Lý Nhị Gia ở tỉnh thành. Người kia có danh xưng là Diêm Vương đấy. Được rồi, anh Lý. Diệp Quân Lâm này là người của tập đoàn Vân Đình, chuyện này 8 phần 10 có liên quan đến tập đoàn Vân Đình, không có người đứng sau, Diệp Quân Lâm dám động vào Lý Cuồng sao? Lôi Bộ Phàm có ý dẫn dắt cuộc chiến về hướng tập đoàn Vân Đình. Đúng là như thế, nhất định là Diệp Quân Lâm này có chỗ dựa vững chắc phía sau. Nếu không lá gan sẽ không lớn như thế, bất kể là ai, đến lúc đó nhất định sẽ bị xử lý. Trong tròng mắt Lý Vương Tôn dày đặc không gì sánh được. Trong lòng Lôi Bộ Phàm cười thầm. Sau khi tiếp đãi Lý Vương Tôn, Lôi Bộ Phàm đột nhiên nghĩ đến La Nhất Thần. Nhãi con này làm chuyện thế nào rồi? Bên chúng ta đang vội vã thu mua mà. Nghĩ tới đây, Lôi Bộ Phàm bắn một dãy xó. La Nhất Thần, chuyện anh làm thế nào rồi? Thật ngại quá, La Nhất Thần đã bị phế. Một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến cơ thể Lôi Bộ Phàm run lên. Lôi Bộ Phàm hoảng sợ hỏi, anh là ai? Diệp Quân Lâm. Cái gì, anh là Diệp Quân Lâm? Vẻ mặt Lôi Bộ Phàm kinh ngạc. Là Diệp Quân Lâm vừa nhắc tới với Lý Vương Tôn. Anh đã làm gì La Nhất Thần rồi? Lôi Bộ Phàm hỏi. Phê rồi. Diệp Quân Lâm cười. Đúng lúc này, thuộc hạ của Lôi Bộ Phàm mang một cái hộp tới, Tổng Giám Đốc Lôi, bên ngoài có người đưa cho anh. Cái gì, mở ra nhìn. Lôi Bộ Phàm nghi ngờ nói. Sau khi mở hộp ra, Lôi Bộ Phàm lập tức bị thứ rầm rề máu trong hộp dọa sợ. Đây là... Cái này tất nhiên là của quý của La Nhất Thần. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, anh thật độc ác. Lôi Bộ Phàm hít một hơi khí lạnh. Người của anh không quản được nửa người dưới,
tôi đã giúp anh quản rồi. Diệp Quân Lâm cười. Lôi Bộ Phàm nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, nói cách khác, bí mật của Phương Tử Tình đang ở trong tay anh. Đúng vậy, ở trong tay tôi. Mấy người muốn mua tập đoàn Vân Đình, dẹp suy nghĩ đó đi. Diệp Quân Lâm cười. Con mẹ nó, Diệp Quân Lâm, tập đoàn Vân Đình có quan hệ gì tới anh? Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Lôi Bộ Phàm quả thực bị chọc giận. Lúc đầu đang yên lành, giờ lại bởi vì Diệp Quân Lâm mà vỡ nát. Ai bảo anh bắt nạt bản thân của vợ tôi? Huống chỉ tôi là một phần của tập đoàn Vân Đình, các sản phẩm y tế của Vân Đình toàn dựa vào tôi. Nghe xong, gương mặt Lôi Bộ Phàm khó tin, cái gì? Tôi nói sao tập đoàn Vân Đình lại sở hữu công nghệ toàn diện nhất? Thì ra là anh. Chuyện này, Lôi Bộ Phàm hiểu. Thì ra đầu sỏ gây nên tội động đến miếng bánh ngọt của phòng thương mại Tô Hàng không phải Lục Nam Hiên, cũng không phải ông chủ thần bí của tập đoàn Vân Đình. Tên nhãi Diệp Quân Lâm này. Anh lại lặng lẽ nắm giữ toàn bộ kỹ thuật. Phải diệt trừ người này. Chuyện của tập đoàn Vân Đình mấy người cũng không cần nghĩ cách đâu. Diệp Quân Lâm cười nói. Tốt, ông đây nhận thua. Tuy nhiên, tôi sẽ không để yên việc này. Sau khi Lôi Bộ Phàm cúp điện thoại thì nhíu mày lại. Tuyệt đối không thể buông tha Diệp Quân Lâm như thế. Nhưng lập tức sẽ tiến hành buổi lễ của Tổng Chỉ huy, giờ phút quan trọng này muốn gây ra ồn ào ra chuyện xấu của phòng thương mại Tô Hàng, thì ảnh hưởng cũng không tốt. Đúng rồi, Lý Vương Tôn. Đột nhiên Lôi Bộ Phàm nhớ đến một người. Đêm đó, Lôi Bộ Phàm gặp Lý Vương Tôn. Anh Lý, tuy lần này anh tới chỉ là muốn thăm dò tin tức của mấy người Diệp Quân Lâm. Nhưng tôi cảm thấy anh nên trực tiếp xử lý mấy người này. Như vậy anh có thể tranh công ở trước mặt Lý Nhị Gia. Lôi Bộ Phàm nói. Hai mắt Lý Vương Tôn sáng ngời. Mặc dù Lý Nhị Gia không phải là người đứng đầu nhà họ Lý ở tỉnh thành, nhưng cũng là người có lời nói giá trị, ngoại trừ gia chủ thì cũng không để ai vào mắt. Nếu chuyện này có thể giải quyết, chắc chắn Lý Nhị Gia sẽ coi trọng mình, đến lúc đó phần trăm mình sẽ trở thành người thừa kế sẽ lớn hơn. Cụ thể như nào, anh Lôi? Lý Vương Tôn hỏi. Anh Lý, chuyện gần đây của phòng thương mại Tô Hàng chúng tôi anh cũng biết, tôi không tiện ra mặt. Cho nên tôi cho anh mượn người, anh đi giải quyết mấy người Diệp Quân Lâm. Lôi Bộ Phàm cười khà khà nói. Vẻ mặt Lý Vương Tôn lo lắng, nhưng mấy người Diệp Quân Lâm rất lợi hại, nếu không Lý Cuồng cũng sẽ không chết. Yên tâm đi, người tôi cho anh mượn đều là cao thủ. Đây là một đám cao thủ nhà họ Lôi chúng tôi cố ý dùng nhiều tiền bồi dưỡng được, tổng cộng có 30 người. Đều là sát thủ siêu cấp tới từ Đông Nam Á. Từ nhỏ, họ đã luyện tập thái cực quyền và các loại kỹ thuật giết người, nắm tay đầu gối đều mòn hết. Ngay cả lính trinh sát tinh nhuệ trong bộ đội cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đám nhãi này giết người như ngóe, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, ai cũng có thể giết người cho anh ta. Máy lão cửu, Tam gia kia vốn là đống cặn bã. Lôi Bộ Phàm vỗ tay một cái, 30 cao thủ đã tụ tập lại. Mỗi một người đều có bắp thịt cuồn cuộn, cơ bắp toàn thân. Vẻ ngoài của họ dữ tợn, sát khí tràn trề. Ngay cả Lý Vương Tôn cũng sửng sốt sững sờ. Lý Vương Tôn chỉ cảm thấy luồng khí lạnh đập vào mặt, làm cho người ta tê cả da đầu. Dù Lý Vương Tôn ở thành phố Kim Lăng, thì cũng chưa từng thấy những cao thủ đằng đằng sát khí này. Tốt, anh Lôi, nếu chuyện này thành công, về sau tôi sẽ đến cảm ơn anh. Lý Vương Tôn lập tức hưng phấn. Một đêm này, Lý Vương Tôn hưng phấn đến không ngủ được. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm cùng với Phương Tử Tình cùng ra ngoài đi làm. Ngày hôm nay ngoại lệ đưa anh đến công ty. Phương Tử Tình mở cửa xe ra, cho Diệp Quân Lâm đi lên. Lý Tử Nhiễm cũng gật đầu, Diệp Quân Lâm lên xe. Lúc này, trong một biệt thự tư nhân, lão cửu đang nằm ở trên giường, hai bên trái phải đều là mỹ nữ. Bịch. Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, 10 người đằng đằng sát khí xông vào từ bên ngoài. Mấy người là ai? Lão cửu lập tức đứng dậy, phản ứng kịp. Bịch! Một cao thủ cầm đầu tiến lên đánh ngắt xỉu lão cửu chỉ bằng một chiêu. Một chỗ khác trong căn hộ tư nhân. Hồng Tam vừa rời giường, thì lúc này có người gõ cửa. Ông ta vừa mở cửa ra, mấy người xông vào từ bên ngoài, họ không nói lời gì đã trực tiếp đánh hắn bát tỉnh. Cửa hoa viên Đông Phương, Phương Tử Tình vừa mới lái xe rời đi không lâu sau. Xoẹt! Đột nhiên có một chiếc xe minibus cản ở phía trước,
Phương Tử Tình chỉ có thể phanh lại. Trên xe có 10 người đi xuống, rất nhanh họ đã đi tới trước xe Phương Tử Tình. Mau hạ cửa sổ xuống. Phương Tử Tình sợ hãi, lạnh run. Chỉ là Diệp Quân Lâm không quan tâm, còn gác cánh tay lên phía ngoài cửa xe. Diệp Quân Lâm phải không? Người đàn ông cầm đầu cầm ảnh chụp lên so. Diệp Quân Lâm gật đầu, ừ, là tôi, làm sao vậy? Tốt, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, miễn cho chịu đau khổ. Người đàn ông nói không trôi chảy tiếng Trung Quốc. Tại sao tôi phải đi với mấy người? Diệp Quân Lâm hỏi. Bởi vì anh đắc tội với người ta. Diệp Quân Lâm cau mày, tôi đắc tội ai hai? Anh đi nhanh lên, đừng ép chúng tôi ra tay. Mấy người này đã không nhịn được. Muốn tôi đi cũng được, nhưng ít nhất hãy nói cho tôi biết là ai. Diệp Quân Lâm hỏi. Nghe cho kỹ, anh đắc tội Lý Nhị gia nhà họ Lý ở tỉnh thành. Ngày hôm nay anh phải chết. Người đàn ông cầm đầu trực tiếp mở cửa xe ra, bắt Diệp Quân Lâm lên xe minibus. Diệp Quân Lâm vẫn không phản kháng, anh lại muốn nhìn một chút xem là ai muốn bắt mình. Bịch. Sau khi cửa xe minibus đóng lại, thì nhanh chóng rời đi. Để lại Phương Tử Tình ngây ngần cả người. Lúc này Lý Tử Nhiễm lái xe đi tới. Phương Tử Tình lập tức ngăn lại. Tử Nhiễm không ổn rồi. Diệp Quân Lâm bị người ta bắt, Phương Tử Tình nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Hả? Sắc mặt Lý Tử Nhiễm trở nên không còn chút máu nào. Cái gì? Quân Lâm bị bắt đi. Lý Tử Nhiễm suýt chút nữa ngã xuống đất. Là ai bắt đi? Mau đi cứu Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm gấp gáp không thôi. Đúng rồi, hình như là Lý Nhị gia nhà họ Lý ở tỉnh thành. Không biết là thân thánh phương nào. Còn nói ngày hôm nay anh ta chắc chắn phải chê. Phương Tử Tình kinh ngạc nói. Đôi mắt Lý Tử Nhiễm biến ảo, nhà họ Lý ở tỉnh thành. A hai, mình phải mau tìm ông. Chắc chắn ông biết. Mình đi chung với cậu. Diệp Quân Lâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Tử Tình cũng rất gấp. Nhất là sau tối hôm qua Diệp Quân Lâm cứu cô ta, nên cái nhìn của cô ta về anh đã thay đổi rất nhiều. Sau khi Diệp Quân Lâm lên xe thì bị bịt kín mắt, đối phương không muốn cho anh biết sẽ đi nơi nào. Diệp Quân Lâm bình tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã chạy vào một biệt thự riêng. Đây là sản phẩm tư nhân của nhà họ Lý tỉnh thành ở Tô Hàng, hầu như không ai biết đến. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm được đưa xuống một phòng dưới tầng hầm. Sau khi tháo khăn bịt mắt ra, Diệp Quân Lâm thấy Lão Cửu và Hồng Tam đang quỳ bên cạnh, mũi và mặt của hai người đều sưng tấy, có vẻ như thường xuyên bị đánh. Sao ngay cả Diệp tiên sinh cũng bị bắt? Lão Cửu và Hồng Tam tỏ vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân Lâm cười không nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ngay lập tức Lão Cửu và Hồng Tam đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vốn cả hai đều lo lắng vấn đề sống chết. Có vị này đến, không cần lo lắng gì cả. Các người là ai, biết chúng tôi là ai không? Lão Cửu lạnh lùng quát. 30 siêu sát thủ Đông Nam Á xung quanh chỉ nhìn họ đằng đằng sát khí, không nói gì. Lúc này, cánh cửa mở ra. Má ấy người bước vào. Người đàn ông đi đầu trong bộ vest và đi giày da cũng đeo kính có viền vàng. Diệp Quân Lâm, Hồng Tam, Lão Cửu. Người đàn ông trung niên cười nói. Mẹ nó mày là ai? Tam gia tức giận hỏi. Xin tự giới thiệu, Lý Vương Tôn của nhà họ Lý ở tỉnh thành Kim Lăng. Cái gì, nhà họ Lý ở tỉnh thành? Lão Cửu và Hồng Tam nhìn nhau, nét mặt thay đổi rõ rệt. Xét về thực lực ở tỉnh thành, chắc chắn nhà họ Lý vượt qua một gia tộc giàu có như nhà họ Lôi. Dù gì cũng là một gia tộc lớn ở tỉnh thành. Mặc dù Tô Hàng đứng đầu về kinh tế ở tỉnh Giang Nam, nhưng sức mạnh tổng thể của nó vẫn kém hơn nhiều so với thủ phủ của tỉnh. Biết Lý Cuồng đúng không? Đó là con nuôi của chú hai, bị các người chặt băm. Lý Vương Tôn hỏi. Lão Cửu và Hồng Tam gật đầu, đúng là chúng ta đã giết Lý Cuồng. Nhưng anh ta là người giết Diệp tiên sinh trước. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Vương Tôn thay đổi. Nghe lời của các người, hình như các người đều quen Diệp Quân Lâm. Lão Cửu và Tam gia cười nói, đó là đương nhiên. Chúng tôi tôn Diệp tiên sinh làm chủ. Nhà họ Lý ở tỉnh thành có thể đụng vào chúng tôi như thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng sai lầm, các người không nên động vào Diệp tiên sinh. Lão Cửu ý vị sâu xa. Hả, chuyện này có liên quan gì? Lý Vương Tôn đoán trước được một chuyện không ổn.
Rất nhanh Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình đã đến nhà cũ nhà họ Lý. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, Lý Thiên Hạo cười khẩy nói, sao mới sáng sớm đã tới đây làm gì? Nhà họ Lý chúng ta nhỏ, không thể chứa nổi các người. Lý Tử Nhiễm khóc nói, không có, ông nội, cháu có chuyện cầu ông. Vừa nghe thấy Lý Tử Nhiễm muốn cầu xin, Lý Thiên Hạo và những người khác đã cười. Ha ha ha, thật sự không ngờ, có ngày cháu sẽ đến cầu chúng tôi. Nhưng cháu là Lý Tổng nha. Lý Văn Hải và mấy người khác chế nhạo mỉa mai. Ông nội, bây giờ Quân Lâm bị người ta bắt đi. Cầu xin ông cứu anh ấy đi. Lý Tử Nhiễm gần như quỳ xuống. Ha ha ha, đây không phải vừa đúng lúc à. Diệp Quân Lâm đã đắc tội người khác, kẻ thù bắt đi đánh chết cũng được. Đúng vậy, loại phế vật này nếu ở trong nhà họ Lý sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa, nên giải quyết sớm sẽ tốt hơn. Mọi người đều bật cười khi biết Diệp Quân Lâm gặp khó khăn. Mọi người rất vui mừng, vỗ tay ầm ầm. Lý Thiên Hạo cười nói, Tử Nhiễm ông nội cũng nghĩ như vậy. Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện, vừa hay cháu có thể ly hôn với cậu ta, sau đó gả cho một người khác là được. Ông nội, cháu sẽ không ly hôn với anh ấy. Bây giờ cháu chỉ muốn cứu anh ấy. Chỉ có ông mới có thể cứu được anh ấy, xin ông hãy giúp đỡ. Phịch một tiếng Lý Tử Nhiễm quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Hạo. Lý Tử Nhiễm, cháu thật sự điên rồi, vậy mà vì một tên phạm tội hiếp dâm mà cháu quỳ xuống. Đúng thế, tên xúc sinh đó có gì tốt, xứng đáng để cháu làm như vậy không? Mọi người lạnh lùng nói. Lý Thiên Hạo cau mày hỏi, vừa rồi cháu nói chỉ có ông mới có thể cứu cậu ta. Ý của cháu là gì? Thưa ông, bởi vì người bắt anh ấy đi là người nhà họ Lý ở tỉnh thành. Hình như người anh ấy đắc tội gọi là Lý Nhị gia gì đấy. Lý Tử Nhiễm nói sự thật. Cái gì, nhà họ Lý ở tỉnh thành, Lý Nhị gia? Lý Thiên Hạo sợ đến mức gần như không thể đứng vững. Ông nội, nhà họ Lý ở tỉnh thành có vấn đề gì sao? Lý Tùng Khuê tò mò hỏi. Các người không biết, nhà họ Lý ở tỉnh thành vẫn có chút huyết thống với nhà chúng ta, người ta là gia tộc lớn ở tỉnh thành. Nói như thế này, các bậc hào môn nhà họ Tiêu ở Tô Hàng chúng ta không đủ để đứng trước mặt nhà họ Lý ở tỉnh thành. Cho nên chúng ta thậm chí còn không có đủ tư cách để nhận người thân. Về phần Lý Nhị gia này còn đáng sợ hơn, có danh hiệu là Diêm Vương, chính là một vị đao phủ. Những kẻ đắc tội ông ta chỉ có một con đường chết. Sau khi nghe những gì Lý Thiên Hạo nói, Lý Tử Nhiễm đã toát mồ hôi lạnh. Diệp Quân Lâm chọc tới một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Điều này còn kinh khủng hơn phòng thương mại Tô Hàng. Phải làm sao đây? Ông nội, nếu ông đã biết nhà họ Lý ở tỉnh thành thì chắc chắn ông có cách, ông hãy cứu Quân Lâm đi. Lý Tử Nhiễm lập tức nói. Lý Thiên Hạo lắc đầu, không thể. Ông ở trước mặt nhà họ Lý ở tỉnh thành chỉ là cái rắm. Không hề có một chút tư, cách nói chuyện nào. Ông nội, cầu xin ông. Cháu không muốn Quân Lâm xảy ra chuyện. Cầu xin ông. Lý Tử Nhiễm ôm chân Lý Thiên Hạo van xin, nước mắt đã sớm chảy hết. Khó, quá khó, có lẽ ngay cả nhà họ Lý chúng ta cũng sẽ bị bắt. Lý Thiên Hạo lắc đầu. Ông nội, ông giúp cháu một lần đi, cho dù thử như thế nào cũng được. Lý Tử Nhiễm thật sự không có cách nào. Lý Thiên Hạo vẫn thờ ơ. Ông nội, ông thử đi, bất cứ điều kiện nào cháu cũng đồng ý. Lý Tử Nhiễm đã khóc thành nước. Nghe vậy, hai mắt Lý Thiên Hạo sáng lên, được, đây là cháu nói, điều kiện nào cháu cũng đồng ý với ông. Lý Tử Nhiễm gật đầu, vâng, đúng vậy. Ông nội, chỉ cần ông cứu được Quân Lâm, cháu bảo đảm điều kiện nào cháu cũng đồng ý hết. Được, vậy ông sẽ thử xem. Nếu cứu được Diệp Quân Lâm, đến lúc đó cháu chuyển toàn bộ công ty cho ông, cháu tự động rút lui. Lý Thiên Hạo nói. Lý Tử Nhiễm lại cảm thấy tâm lạnh. Đã đến lúc như vậy rồi. Ông nội vẫn muốn làm sao để tính kế mình. Được, cháu đồng ý. Vì cứu Diệp Quân Lâm, cô sẽ trả bất cứ giá nào. Hứa còn chưa đủ, phải ký thỏa thuận. Lý Thiên Hạo nói. Lý Văn Hải lập tức in ra một bản thỏa thuận. Lý Tử Nhiễm xem xong rồi ký lên. Người nhà họ Lý đều rất vui vẻ. Giờ đây, tất cả các sản nghiệp của Lý Tử Nhiễm đều thuộc về họ. Bọn họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Bọn họ rất tin tưởng Lý Thiên Hạo. Nếu ông ta dám đồng ý, thì chắc chắn sẽ làm được. Lý Thiên Hạo đã chắc chắn điều này.
Hơn 10 năm trước ông ta đã từng đến tỉnh thành dự cuộc họp thường niên của nhà họ Lý, khi đó nhà họ Lý ở tỉnh thành đã hứa sẽ cho mọi chi nhánh của nhà họ Lý một cơ hội. Nhà họ Lý ở tỉnh thành có thể giúp một việc. Lý Thiên Hạo tích góp hứa hẹn này đã 10 năm. Chỉ muốn sử dụng nó vào thời điểm quan trọng nhất. Bây giờ cơ hội đã đến. Xét cho cùng, sản nghiệp của Lý Tử Nhiễm gần 1 tỷ nhân dân tệ. Ừ, ông sẽ gọi điện thử. Lý Thiên Hạo bám số của nhà họ Lý ở tỉnh thành. Alo, chào bác, tôi là Thiên Hạo đến từ Tô Hàng. Vâng, tôi muốn nhờ bác một chuyện. Là cơ hội trong cuộc họp thường niên, tôi muốn thực hiện nó. Lý Thiên Hạo, ông chắc chắn muốn thực hiện. Cơ hội chỉ có một. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên kia. Ừ, tôi chắc chắn. Lý Thiên Hạo hưng phấn gật đầu. Được, có chuyện gì nói đi. Lý Thiên Hạo đem chuyện Diệp Quân Lâm nói với nhà họ Lý. Một lúc sau, có cuộc gọi lại. Ừm, chuyện này giải quyết xong rồi, Lý Nhị Gia đồng ý không truy cứu nữa. Nhà họ Lý ở tỉnh thành không hề biết hành động của Lý Vương Tôn, Lý Nhị Gia chỉ đồng ý không truy cứu Diệp Quân Lâm. Có được kết quả này, Lý Thiên Hạo vô cùng kích động. Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả, Diệp Quân Lâm đã được cứu. Người đâu, đi in bản hợp đồng chuyển nhượng cuối cùng đi. Ngay khi Diệp Quân Lâm xuất hiện, sẽ ký ngay lập tức. Lý Thiên Hạo không thể chờ đợi. Mặc dù Lý Tử Nhiễm rất buồn, nhưng cô không bao giờ hối hận. Một công ty đổi lấy mạng của Diệp Quân Lâm, rất đáng. Vào lúc này, trong tầng hầm của trang viên riêng của nhà họ Lý. Lý Vương Tôn nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Quân Lâm, tôi không quan tâm các người có thân phận gì, nhưng hôm nay tôi sẽ lấy đầu của ba người các người cho chú hai của tôi. Người đâu, chặt đầu bọn họ cho tôi. Sau khi Lý Vương Tôn ra lệnh, thì quay đầu đi, giống như, sợ hãi nhìn thấy bức tranh đẫm máu. 30 sát thủ Đông Nam Á lập tức lao vào chặt Diệp Quân Lâm thành nhiều mảnh. Bịch! Nhưng vào lúc này, Diệp Quân Lâm đột nhiên tránh thoát. Một cú đấm hất tung một người lên không trung. Bịch! Một cú đá vòng nữa đã tung một người lên không trung. Tiếp theo, nó trở thành chiến trường của riêng Diệp Quân Lâm. Anh lướt qua đám đông, trong mỗi bước di chuyển mang theo gió và sấm sét, chỉ cần anh di chuyển, chắc chắn ai đó sẽ gục ngã. 30 giây, cả 30 siêu sát thủ đến từ Đông Nam Á đều nằm dưới đất lăn lộn trong đau đớn. Mỗi người đều có ít nhất 7 hoặc 8 chiếc xương bị gãy. Cả Lão Cửu và Hồng Tam đều sững sờ. Chưa bao giờ thấy Diệp Quân Lâm ra tay, vì nghĩ rằng anh là một người bình thường. Không ngờ anh lại là một cao thủ siêu phàm. Lý Vương Tôn nhận ra có điều gì đó không ổn, từ từ quay lại. Sau khi quay lại, anh ta đã sợ chết khiếp. Nhiều cao thủ đều đã bị ngã như vậy. Đây cũng quá lợi hại. Lý Nhị Gia phải không? Giúp tôi tặng cho Lý Nhị Gia một phần quài. Diệp Quân Lâm bước đến gần Lý Vương Tôn và nói. Lý Vương Tôn kinh hãi hỏi, quà gì? Bịch! Trong nháy mắt Diệp Quân Lâm đá vào chân anh ta, răng rắc một tiếng gãy luôn. Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! Diệp Quân Lâm đá liên tiếp ba cú, tứ chỉ của Lý Vương Tôn đều bị gãy. Tiếng hét như giết lợn vang lên, cuối cùng Lý Vương Tôn cũng hiểu món quà của Diệp Quân Lâm là gì. Ngay sau đó, anh ta đã ngất đi trong đau đớn. Diệp Quân Lâm dặn dò hai người Lão Cửu, kiểm tra rõ danh tính của những người này, bọn họ không đơn giản. Sau khi rời khỏi trang viên, Diệp Quân Lâm đi tìm Lý Tử Nhiễm. Trong nhà họ cũng nhà họ Lý. Ông nội, rốt cuộc có cứu được Quân Lâm không vậy ạ? Lý Tử Nhiễm lo lắng hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì, Lý Nhị Gia đích thân mở miệng nói không truy cứu nữa. Lý Thiên Hạo vô cùng tự tin. Chúng ta đợi một lát. Không được thì gọi cảnh sát. Phương Tử Tình cảm thấy nhà họ Lý không đáng tin cậy. Lúc này, Diệp Quân đã đến đây. Nhìn đi, ông đã nói là không có chuyện gì mà. Lý Thiên Hạo cười nói. Những người còn lại của họ Lý nhìn Lý Thiên Hạo đầy ngưỡng mộ. Âm thầm nói, ông nội giỏi quá, một cuộc điện thoại, nhà họ Lý ở tỉnh thành đã thả người ra. Ngay cả Phương Tử Tình cũng cảm thấy Lý Thiên Hạo rất giỏi. Lý Tử Nhiễm nhìn thấy Diệp Quân Lâm, ngay lập tức ôm lấy anh. Đây là lần mà Lý Tử Nhiễm lo lắng nhất. Anh không sao, em đừng khóc, chúng ta về nhà đi. Diệp Quân Lâm nói. Vâng, anh cùng Tử Tình đi làm trước đi,
em có chút chuyện muốn nói với ông nội. Lý Tử Nhiễm nói. Ừ. Cuối cùng, Phương Tử Tình đưa Diệp Quân Lâm đi làm. Lý Tử Nhiễm đã ký một thỏa thuận chuyển giao sản nghiệp, Lý Thiên Hạo cũng mời luật sư để công chứng. Xong rồi bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện ở Hoa Đình không liên quan đến Lý Tiểu Thư nữa. Luật sư nói. Ừm, tôi biết rồi. Lý Tử Nhiễm nhẫn nhịn không để nước mắt rơi ra. Phải rồi Tử Nhiễm, năng lực của cháu mạnh như vậy, đến chỗ của ông nội làm đi hai. Lý Thiên Hạo còn đưa ra lời mời. Không đâu. Lý Tử Nhiễm từ chối, cô khóc rời khỏi nhà họ cũ nhà họ Lý. Ha ha ha. Trên dưới nhà họ Lý cười hoan hô. Bọn họ đã thèm muốn sản nghiệp của Lý Tử Nhiễm trong nhiều tháng. Ngày này cuối cùng đã đến. Tối nay, tìm nhà hàng tốt nhất, chúng ta sẽ ăn mừng. Tâm trạng của Lý Thiên Hạo rất tốt. Ba, có cần mời Lão Tam không? Lý Văn Hải cười khà khà. Đương nhiên cần phải thông báo, để cho Lão Tam đứa con trai bát hiểu này thay tài sản của nhà nó cuối cùng, cũng nằm trong tay ba chứ. Ha ha ha. Lý Thiên Hạo cười lớn. Lý Tử Nhiễm trực tiếp chạy xe quay về Hoa Viên Phương. Đông. Bây giờ cô không có gì cả. Thậm chí cô còn không thể trả tiền thuê căn nhà này. Nhưng cô không hối hận. Chỉ cần Diệp Quân Lâm bình an là tốt rồi. Phương Tử Tình không nói với Diệp Quân Lâm về chuyện này, nên Diệp Quân Lâm không hề biết. Diệp Tiên Inh, tôi đã tra được rồi. Nhóm người này là những sát thủ đến từ Đông Nam Á, được nhà họ Lôi bỏ tiền ra nuôi dưỡng. Rất nhanh bên Lão Cửu đã truyền tin tức tới. Diệp Quân Lâm ngay lập tức hiểu rằng đây là chiêu Lôi Bộ Phàm mượn dao giết người. Tốt lắm, sau khi lễ bổ nhiệm của Thiên Dương kết thúc, tôi sẽ tiến hành khai đao với bọn chúng. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm. Sau khi tan làm vào buổi tối, Phương Tử Tình đưa Diệp Quân Lâm về. Trước khi xuống xe, Phương Tử Tình nói những lời thắm thía, đối xử với Tử Nhiễm tốt hơn một chút, sau này ra. Đình này sẽ trông cậy vào anh. Diệp Quân Lâm cảm thấy không thể giải thích được. Anh vẫn luôn đối xử tốt với Lý Tử Nhiễm. Sau khi trở về nhà, nhìn dáng vẻ của Lý Tử Nhiễm, hình như cô vừa khóc. Vợ, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Diệp Quân Lâm tò mò hỏi. Không có chuyện gì, em chỉ muốn khóc một chút. Lý Tử Nhiễm lau nước mắt. Sở thích duy nhất của em. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lúc này có người gõ cửa điên cuồng. Sau khi Diệp Quân Lâm mở cửa, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đi thẳng đến chỗ Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm con làm sao vậy? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan ngạc nhiên hỏi. Lý Tử Nhiễm sững người, không biết phải nói gì. Ba mẹ, sao vậy ạ? Tử Nhiễm có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm sững sờ. Lý Văn Uyên trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm, con còn không biết sao. Vì cái thằng phế vật như con, Tử Nhiễm đem toàn bộ sản nghiệp chuyển cho nhà họ Lý. Đúng thế, bây giờ Tử Nhiễm không có một xu dính túi. Triệu Nhã Lan gầm lên. Hả, xảy ra chuyện gì? Diệp Quân Lâm chết lặng. Không phải con đã bị người của nhà họ Lý ở tỉnh thành bắt đi sao? Vì cứu con, Tử Nhiễm đã đồng ý với điều kiện của ông nội. Muốn cứu con, Tử Nhiễm sẽ chuyển hết tài sản. Không phải con được cứu ra sao? Đương nhiên Tử Nhiễm phải ký thỏa thuận. Đều tại con. Khó khăn lắm cuộc sống của gia đình chúng ta cũng tốt lên, con đã làm gì? Con đắc tội nhà họ Lý ở tỉnh thành làm gì? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan thực sự muốn đánh Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm bất lực nói, con thừa nhận con đã đắc tội nhà họ Lý ở tỉnh thành. Nhưng người cứu con không phải Lý Thiên Hạo, là con tự cứu mình. Liên quan gì đến ông ta chứ? Anh nhìn Lý Tử Nhiễm và nói, vợ, em bị lừa rồi, không phải Lý Thiên Hạo đã cứu anh. Sao em không hỏi anh? Lý Tử Nhiễm sững sờ. Cô vẫn tin Diệp Quân Lâm. Đánh giám, con biết sự tồn tại của Lý Nhị Gia là gì không? Tương đương với người giàu có nhát tô hàng. Nếu đắc tội loại nhân vật này, con có thể tự chạy ra ngoài. Đúng vậy, rõ ràng là ba đích thân liên lạc với nhà họ Lý ở tỉnh thành, Lý Nhị Gia đồng ý tha cho con một con đường. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Liên tức giận nói. Lý Tử Nhiễm cũng nghi ngờ nhìn Diệp Quân Lâm. Trong mắt bọn họ chuyện này là không có khả năng. Diệp Quân Lâm cũng không dễ giải thích. Dù sao, ai cũng không ai tin điều này. Lý Thiên Hạo chiếm đúng thời gian, địa điểm và con người. Nói trắng ra,
đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Diệp Quân Lâm, con hãy suy nghĩ kỹ xem, vì con tử, Nhiễm đã hy sinh bao nhiêu, giờ ngay cả công ty 7-800 triệu tệ cũng bị chuyển ra ngoài. Lý Văn Uyên vội muốn khóc. Diệp Quân Lâm cảm động nhìn Lý Tử Nhiễm. Cô gái này thực sự yêu mình. Rốt cuộc, mấy trăm vạn có thể kiểm tra nhân tính của một người. Cô có thể trong khảo nghiệm gần 1 tỷ tệ, vẫn lựa chọn mình. Nếu công ty đã chuyển thì để chuyển đi, coi như là ném bánh bao thịt đuổi chó. Còn con sẽ giúp Tử Nhiễm tạo dựng một sản nghiệp nữa, tuyệt đối sẽ xưa nay chưa từng có. Tiền bạc 7-800 triệu tệ con không hề để vào trong mắt. Diệp Quân Lâm nói, vừa hay anh đang nghĩ đến một kế hoạch. Sắp tới anh sẽ dọn đẹp thị trường tô hàng. Khi đó, trong toàn bộ thị trường có quá nhiều nguồn lực sẽ bị bỏ trống. Lý Tử Nhiễm mới gia nhập, cơ hội khó tìm. Cũng giúp tập đoàn Vân Đình chia sẻ áp lực. Những sản nghiệp mà nhà họ Lý cướp đi, thực sự chướng mắt. Thằng nhóc con chỉ biết nói những lời đao to búa lớn. Cũng may là con làm việc trong tập đoàn Vân Đình, nếu không lần này ba mẹ sẽ giết con. Vợ chồng Lý Văn Uyên cười khổ rời đi. Lý Tử Nhiễm cười nói, chồng, anh đừng trêu em, cái gì mà xưa nay chưa từng có. Vợ, anh nói thật đấy. Sắp tới, thị trường tô hàng sẽ có những thay đổi lớn. Em đợi mà xem. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm coi là Diệp Quân Lâm an ủi mình, cô chỉ cười. Còn nữa, nhà họ Lý cứ chờ xem, tiền của Diệp Quân Lâm. Anh không dễ tiêu như vậy đâu. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lóe lên tia sáng lạnh lùng. Tối nay nhà họ Lý thiết đãi yến tiệc theo nghi thức hoàng gia. Bọn lão tam không dám tới. Lý Văn Hải cười lớn. Ba, con đề nghị nên xóa bỏ nhà lão tam ra khỏi gia phả. Bây giờ họ hoàn toàn là kẻ bần cùng. Lý Văn Hải đề nghị. Lý Văn Phi cũng gật đầu, đúng, đúng vậy, hiện tại giá trị của nhà lão tam đều dùng hết rồi. Còn giữ bọn họ lại làm gì? Đúng, đúng. Nhà họ Lý chúng ta có tài sản hơn mấy trăm triệu tệ. Làm sao có thể có người nhà như Lý Văn Uyên? Nói ra không phải chúng ta sẽ mất mặt sao? Hơn nữa, chắc chắn sau này bọn họ sẽ cầu xin sự giúp đỡ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Những người khác vội vàng nói. Lý Thiên Hạo uống vài ly rượu, gật đầu nói, được. Vậy ngày mai sẽ có đại hội gia tộc, xóa người nhà Lý Văn Uyên ra khỏi gia phả. Từ đó về sau không liên quan gì đến chúng ta nữa. Ha ha ha, thật tuyệt. Lý Văn Hải và những người khác bắt đầu tán thưởng. Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm vẫn đang ngủ. Tiếng điện thoại dồn dập đã đánh thức họ. Là Lý Văn Uyên gọi đến, bảo bọn họ lập tức trở về nhà cũ nhà họ Lý. Khi Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đến, vợ chồng Lý Văn Uyên đã đến. Địa điểm cũng được lựa chọn đặc biệt là trước sảnh nhà cũ. Ba mẹ có chuyện gì sao? Vội như vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Không biết, chỉ bảo chúng ta về nhà cũ trước, có lẽ có chuyện lớn cần thông báo. Triệu Nhã Lan nói. Lý Văn Uyên cau mày nói, tại sao mí mắt bên phải của tôi không ngừng nhảy lên? Ngay sau đó, Lý Thiên Hạo đưa các thành viên khác trong nhà họ Lý đến sảnh nhà cũ. Lý Văn Hải cùng những người khác cười khẩy. Điều này khiến mấy người Diệp Quân Lâm càng thêm khó. Hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn là không có gì tốt cả. Cuối cùng, Lý Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế gỗ trước sảnh nhà cũ, mọi người đứng vào vị trí của mình tùy theo thâm niên. Sau khi nhìn lướt xung quanh, Lý Thiên Hạo uy nghiêm nói, mọi người đã đến đủ rồi chứ? Lý Văn Phi gật đầu, ba, mọi người đến đủ rồi. Sau đó, Lý Thiên Hạo dâng hương trước. Nhà họ Lý chúng ta đã lâu không tổ chức họp gia tộc ở sảnh nhà cũ. Hôm nay có một sự kiện lớn cần tuyên bố trong cuộc họp gia tộc ở sảnh nhà cũ. Vừa nói, ánh mắt của Lý Thiên Hạo rơi vào Lý Văn Uyên. Sau khi thảo luận với người trong nhà, đã đưa ra quyết định, nhà họ Lý ở tô hàng của tôi đã quyết định khai trừ gia đình 4 người Lý Văn Uyên ra khỏi gia phả. Lời nói không kinh ngạc không chết người không thôi. Lý Thiên Hạo nói điều này. Toàn sảnh kinh hoàng. Gương mặt của Diệp Quân Lâm thay đổi. Cái gì? Khai trừ khỏi gia phả. Tin tức này giống như một tia sét đánh từ trên trời xuống. Ba người Lý Văn Uyên. Bọn họ đã bị khai trừ khỏi gia phả. Cú đánh này thực sự quá lớn. Đủ để đánh bại tâm lý của một người. Lý Văn Uyên nhìn Lý Thiên Hạo với vẻ mặt khó tin.
Triệu Nhã Lan sợ hãi, trực tiếp khóc. Lý Tử Nhiễm cũng rưng rưng nước mắt. Ông nội vừa cướp đi sản nghiệp gần 1 tỷ của mình, sau đó lại qua cầu rút ván, thậm chí còn khai trừ bọn họ ra khỏi gia phả họ Lý. Hành động này đơn giản là ngoạn mục. Ai không có ý kiến gì với quyết định này thì giơ tay. Lý Văn Uyên hét lên. Trong phút chốc, Lý Văn Phi và hàng chục người nhà họ Lý cùng giơ tay. Được, quyết định khai trừ nhà Lý Văn Uyên khỏi gia phả họ Lý được nhất trí thông qua. Lý Thiên Hạo cười nói. Không hề quan tâm đến những ý kiến của Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên nhà các người là do tự mình gây ra, từ nay về sau, nhà họ Lý ở Tô Hàng và nhà các người không hề có liên quan gì đến nhau. Hy vọng sau này những việc các người làm, không được liên lụy tới nhà họ Lý ở Tô Hàng. Mối quan hệ của tôi Lý Thiên Hạo và các người hoàn toàn bị cắt đứt. Sau này các người có thể coi tôi như người qua đường. Rời khỏi đây nhanh lên. Lý Thiên Hạo tàn nhẫn nói. Cút khỏi nhà họ Lý. Cút khỏi nhà họ Lý. Cút khỏi nhà họ Lý. Những người còn lại trong nhà họ Lý hét lên. Đúng rồi, tôi khuyên các người nên đổi họ của mình. Các người không xứng có họ Lý. Lý Văn Hải cười lớn. Lý Tử Nhiễm đã khóc rất to. Ấm ức. Ấm ức chưa từng có. Bây giờ cô thậm chí không xứng với họ Lý. Chuyện này còn gây sốc hơn là cô bị mất toàn bộ tài sản. Vậy mà ông nội đã cắt đứt quan hệ với mình. Máu chốt là vừa mới cướp mất gần 1 tỷ tệ của mình. Triệu Nhã Lan không thảm như vậy. Đau đớn nhất là Lý Văn Uyên. Ông bị cha ruột cắt đứt quan hệ, xóa tên khỏi gia phả. Thử hỏi có loại đả kích nào tàn nhẫn hơn loại này. Phóc! Lý Văn Uyên tức giận, nôn ra một ngụm máu. Ba, Văn Uyên! Lý Tử Nhiễm và Triệu Lan nhanh chóng đỡ Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hạo. Sao, các người còn không phục? Lý Thiên Hạo chế nhạo. Đúng, tôi không phục. Diệp Quân Lâm đột nhiên nói. Một thằng phế vật như cậu không phục cái gì? Cậu không có tư cách làm người nhà họ Lý nhất. Đúng, mau cút khỏi nhà họ Lý. Đồ phế vật. Trong nhà họ Lý cậu là người không có tiếng nói. Cút xa một chút. Khi Diệp Quân Lâm phát biểu, mọi người đều chỉ trích anh. Lý Thiên Hạo, ông tin hay không ông sẽ hối hận? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Ha ha, tôi hối hận. Không thể nào, toàn bộ sản nghiệp của Lý Tử Nhiễm đều nằm trong tay tôi hối hận cái gì? Lý Thiên Hạo cười khẩy. Những người khác nhìn Diệp Quân Lâm như một kẻ ngốc. Lý Văn Uyên lau vết máu trên khóe miệng, nhìn Lý Thiên Hạo không thể tin nổi hỏi. Ba thật sự tuyệt tình như, vậy. Lý Văn Uyên con đã làm sai cái gì mà ba khai trừ con ra khỏi gia phả? Đúng, tôi biết nhà họ Lý có gia quy nghiêm khắc, nhưng việc khai trừ gia phả là phản bội tổ tiên hoặc là làm ra chuyện không thể tha thứ, tôi và Văn Uyên đã làm gì? Triệu Nhã Lan khóc lóc hỏi. Lý Tử Nhiễm cũng kiên cường nhìn Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo, Lý Văn Hải và những người khác nhìn nhau rồi chế nhạo, các người còn chưa rõ. Lý Văn Uyên, tôi đã nuôi dạy anh lớn như vậy. Còn mở công ty cho các người. Còn các người thì sao? Không làm việc cho gia tộc, còn làm nhiều chuyện bắt công, các người như vậy là muốn rời khỏi nhà họ Lý. Các người đang phản bội tổ tiên. Đúng, hành động tách công ty của Lý Tử Nhiễm là phản bội tổ tiên. Phản bội tổ tiên nên bị đuổi khỏi gia tộc. Cút khỏi nhà họ Lý. Trong khi Lý Văn Hải la mắng, họ cũng xô đẩy gia đình Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Hạo hỏi, ba. Con sẽ hỏi ba một lần cuối cùng, ba nhất định phải tuyệt tình. Như vậy sao? Đi đi, sau này đừng gọi tôi là ba nữa, anh không phải người nhà họ Lý nữa, Lý Thiên Hạo cười lạnh. Đồng thời, ông ta tuyệt tình gạch tên mấy người Lý Văn Uyên ra khỏi gia phả. Lý Văn Uyên không còn là con cháu nhà họ Lý. Vào lúc này, một người đàn ông lớn như Lý Văn Uyên đã khóc, khóc không thành tiếng. Ba mẹ, Tử Nhiễm chúng ta đi. Diệp Quân Lâm đưa ba người họ đi. Mấy người bước đi rất thản nhiên, nhưng bóng lưng họ trông rất nghèo túng. Ha 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 ha. Nhà họ Lý bật cười nghiêng ngả. Có một loại sảng khoái như xua đuổi thần bệnh dịch. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Lý của tôi chính thức bật dậy. Lý Thiên Hạo gầm lên. Trong xe, ba người Lý Văn Uyên ôm nhau khóc thảm thiết. Ngày này là ngày đen tối nhát đói với họ. Không thể tưởng tượng sẽ có một ngày bọn họ bị gạch tên ra khỏi gia phả. Ngay cả họ Lý cũng không thuộc về họ nữa.
Diệp Quân Lâm chỉ có thể an ủi, ba mẹ, Tử Nhiễm, tính cách của mọi người quá tốt. Nhẫn nhịn chấp nhận mọi thứ về họ, mọi người luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu, luôn thỏa hiệp và chịu đựng. Mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem, bọn họ có xứng với lòng tốt của mọi người không? Nhìn xem bây giờ bọn họ đối xử với mọi người như nào. Gài bẫy lấy mát tất cả của mọi người, còn đuổi mọi người ra khỏi nhà. Nhưng như vậy cũng tốt, từ giờ mọi người không phải lo lắng về điều đó, chỉ cần chăm chỉ làm việc. Con sẽ khiến nhà họ Lý bọn họ phải hối hận. Mọi người chờ ngày Lý Thiên Hạo đến quỳ xuống cầu xin mọi người đi. Ba người họ đều đau lòng, coi lời nói của Diệp Quân Lâm là niềm an ủi, không ai quan tâm. Thủ đoạn của nhà họ Lý không chỉ có như thế. Ngay sau đó các phương tiện truyền thông ở Tô Hàng đã truyền tin tức. Nói Lý Văn Uyên đã quên tổ tiên, phản bội nhà họ Lý, muốn độc chiếm toàn bộ tài sản của gia tộc họ Lý. Thị Lý Thiên Hạo không còn cách nào, vì việc nghĩa mà quên tình thân, khai trừ nhà Lý Văn Uyên ra khỏi gia phả. Chỉ trong một thời gian có vô số lời mắng chửi. Bọn họ lên án Lý Văn Uyên là xúc sinh, vong ân bội nghĩa. Loại chó này nên bị bóp cổ ngay khi nó mới sinh ra. Giữ lại làm gì? Đúng vậy, ngay cả tổ tiên cũng có thể quên. Giống trước kia bọn họ là kẻ phản bội. Cả Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều không thể đến nơi làm việc. Chắc chắn có một sự sụt giảm về số lượng. Ấm ức. Quả thực quá ấm ức. Sau khi nhận được tin tức, Thẩm Tâm Di đã bật cười. Diệp Quân Lâm, anh cũng có ngày hôm nay. Ngay cả vợ anh cũng đã ngã xuống. Lần này xem anh làm thế nào. Mới bật lên được. Thẩm Tâm Di cười khẩy. Ngay cả Thẩm Mặc Sơn cũng cảm thấy rất sảng khoái khi ỷ biết điều đó. Vốn dĩ, một nhân vật nhỏ bé ở trình độ của Diệp Quân Lâm không thể lọt vào mắt Thẩm Mặc Son. Nhưng những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của tên nhóc này khiến Thẩm Mặc Son rất tức giận. Cho nhà họ Lý một chút lợi ích, làm quá tốt. Thẩm Mặc Sơn cười nói. Bọn họ thực sự sảng khoái. Ngày mai sẽ tham gia lễ bổ nhiệm của Tổng Tư lệnh. Hiện tại nghe được tin tức của Diệp Quân Lâm cũng rất sảng khoái. Bây giờ, mọi người mau đi chuẩn bị tốt đi, chuẩn bị cho. Buổi lễ ngày mai. Đêm nay, đối với những người nổi tiếng của giới thượng lưu Tô Hàng mà nói, chắc chắn là khó ngủ. Trong một sơn trang sang trọng, Lôi Thiên Tuyệt cùng bốn thủ lĩnh của bốn gia tộc đứng đầu phòng thương mại Tô Hàng đã mời Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quân đến. Lão Phó, Lão Trịnh ngày mai phải giúp chúng tôi. Lôi Thiên Tuyệt đưa ra yêu cầu. Giúp các người như nào? Trịnh Hướng Quân lộ ra dấu vết nghi ngờ. Ngày mai ông sắp xếp cho chúng tôi gặp riêng tướng quân Côn Luân và Lão Tần. Nhất định không được để bọn Thẩm Mặc Sơn nhìn thấy. Chuyện này trông cậy vào ông. Hiện tại phòng thương mại Tô Hàng đang gặp khủng hoảng. Gương mặt của một số người rất xấu xí. Được, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ngoài ra, tôi sẽ để Tiểu Chu ban hành một số chính sách cho phòng thương mại Tô Hàng. Phó Long Hành bình tĩnh nói. Vậy thì quá tốt rồi. Mấy người Lôi Thiên Tuyệt vô cùng phấn khích. Số phận của họ gắn liền với Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quân. Hừ hừ, đến lúc đó tập đoàn Vân Đình và nhà họ Thẩm sẽ bị giẫm dưới chân chúng ta. Họ nóng lòng nghĩ về ngày mai. Ngày hôm sau, mọi thứ ở quân khu Tô Hàng đã chuẩn bị xong, bu ỏi lễ cho. Tổng tư lệnh sẽ bắt đầu đúng giờ vào lúc 9 giờ. Thẩm Thanh Vân phụ trách bu ỏi lễ, đang rất bận rộn. Cuối cùng, tướng quân Côn Luân sẽ đích thân tới, đích thân công bố Đoạn Thiên Dương là tổng tư lệnh của quân khu Tô Hàng. Điều này làm Thẩm Thanh Vân rất kích động. Ngay cả tướng quân Côn Luân cũng phải tuân theo sự sắp xếp của ông ta. Đây là một điều đáng kinh ngạc. Bu ỏi sáng. Diệp Quân Lâm nói với mấy người Lý Văn Uyên, ba mẹ, Tử Nhiễm hôm nay con sẽ đưa mọi người đến một nơi để thư giãn. Ba người Lý Văn Uyên cũng không hỏi nhiều, đều lên xe. Ngay sau đó Diệp Quân Lâm đã lái xe ra khỏi vùng ngoại ô. Lý Tử Nhiễm không quan tâm, chỉ cho rằng Diệp Quân Lâm đưa họ đến khu trang trại hoặc một số nơi có phong cảnh đẹp. Nhưng khi đến nơi, cô thấy có điều gì đó không ổn. Trên đường có rất nhiều xe ô tô, hầu hết là xe sang thương mại như Maybach và Rolls-Royce. Đều đi cùng hướng với Diệp Quân Lâm. Hay là có hoạt động gì nhỉ? Lý Tử Nhiễm đoán trong lòng. Chồng, anh đưa bọn em đi đâu vậy? Lý Tử Nhiễm hỏi. Đưa mọi người đi xem sự đời, thuận tiện đi thư giãn. Diệp Quân Lâm cười.
Khoảng 2 giờ sau, rất nhanh đã ra khỏi thành phố Tô Hàng. Lúc này, cuối cùng cũng đến đích. Ba người Lý Tử Nhiễm ngắn ra. Quân khu hóa ra là một quân khu. Xe vừa đến nơi, các binh sĩ đến kiểm tra ngay. Những binh sĩ được trang bị súng thật, làm cho đám người Lý Tử Nhiễm bị sốc. Thưa ngài, vì mọi người không phải là xe quân sự, xin vui lòng đậu xe bên trái, rồi đi bộ vào. Binh sĩ nói. Được. Diệp Quân Lâm lái xe đến bãi đất trống gần đó và dừng lại. Sau khi xuống xe, Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Một nơi trang nghiêm và linh thiêng như vậy mà mình cũng có thể đến được. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người đều rất tò mò. Nhưng cũng thấy sợ. Rốt cuộc, có một sự kính sợ không thể giải thích với quân đội. Lý Tử Nhiễm cũng nhìn thấy những chiếc xe hơi sang trọng mà cô đã nhìn thấy trên đường đều đậu ở đây. Đây chắc chắn là một sự kiện. Hử, Diệp Quân Lâm. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc truyền đến. Diệp Quân Lâm quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy nhà họ Thẩm đi tới. Bọn họ nắm bắt được nhiều quan hệ, có hơn 10 người tới. Thẩm Tâm Di bước tới chỗ Diệp Quân Lâm, cười hỏi, anh đến đây làm gì? Đây là nơi để anh có thể đến. Thẩm Mặc Sơn cũng cười. Đúng thế. Quá khó để kiếm được một chỗ cho buổi lễ hôm nay. Với một nhà giàu nhất như ông ta cũng khó. Chưa kể những người khác. Vậy mà Diệp Quân Lâm lại đến. Điều này không phải quá nực cười à? Diệp Quân Lâm cười nói, đương nhiên là đến tham dự buổi lễ. Ha 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 ha. Nghe vậy, Thẩm Mặc Sơn bật cười. Lần này, số người tham gia đại điển không phải là những người có quan hệ rộng, nhưng đều là cấp bậc của Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt của phòng thương mại Tô Hàng. Nếu có cơ hội, giá trị 500 triệu tệ như nhà họ Tiêu có thể có một tia hy vọng. Nhưng Diệp Quân Lâm là cái thá gì? Có thể có quan hệ này. Bây giờ cậu ta hai bàn tay trắng không nói làm gì, còn bị nhà họ Lý đuổi ra khỏi nhà. Ôi, ông Thẩm thật có nhã hứng. Ông đang cười cái gì vậy? Có tiếng nói, các lãnh đạo cao nhất của phòng thương mại Tô Hàng đều xuất hiện. Thẩm Mặc Sơn cười nói, Tiểu Lôi, các người biết Diệp Quân Lâm. Bốn người Lôi Thiên Tuyệt sửng sốt, cười nói, đương nhiên biết. Đặc biệt là Lôi Bộ Phàm đứng phía sau đang nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Theo ý kiến của anh ta, Diệp Quân Lâm đã rất may mắn, rõ ràng là Lý Vương Tôn sắp giết được anh. Kết quả là Lý Nhị Gia hạ lệnh không truy cứu nữa. 30 sát thủ đã làm hại anh đã biến mất. Anh ta nghĩ Lý Vương Tôn đã mang bọn họ về tỉnh thành Kim Lăng. Diệp Quân Lâm cũng đến tham dự buổi lễ. Thẩm Mặc Sơn nói, đám người Lôi Thiên Tuyệt đều bật cười. Cậu ta nào có tư cách tham gia? Hừ! Mấy người Lôi Thiên Tuyệt khít mũi, rời khỏi đây. Trong mắt họ Diệp Quân Lâm giống như một con kiến, không đủ tư cách để bọn họ nhìn lại lần thứ hai. Tuy nhiên, trước khi Lôi Bộ Phàm rời đi, bọn họ đã làm một động tác cắt cổ với Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sớm muộn gì anh cũng phải răng rắc. Tất cả các nhóm đã rời đi. Hồng hộc. Mấy người Lý Văn Uyên thở hồn hền. Vừa rồi là các ông lớn hàng đầu Tô Hàng thực lực quá mạnh đến mức không thở nổi. Điều mà họ không ngờ là Diệp Quân Lâm đã đắc tội đến tất cả những ông lớn này. Nhìn theo sau mấy người đó, hình như bọn họ có mối hận thù sâu sắc với Diệp Quân Lâm. Sao anh lại có thể gây họa? Không thể không nói, con thật sự là có năng lực. Cùng một lúc đắc tội nhiều ông lớn như vậy. Lý Văn Uyên cười bất lực, không biết là khoe khoang hay mắng mỏ. Ba mẹ, không sao, sau hôm nay những người này sẽ ngã xuống. Diệp Quân Lâm cười tự tin. Không nói chuyện này nữa, anh có thể đưa bọn em vào được không? Còn buổi lễ gì đó? Lý Tử Nhiễm hỏi. Được chứ? Sau đó, Diệp Quân Lâm dẫn ba người họ vào quân khu một cách suôn sẻ. Ngay lập tức có người của quân khu đưa ba người đi tham quan. Diệp Quân Lâm vẫn không có ý định để họ tham gia lễ bổ nhiệm. Bởi vì nó không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi tham quan. Thẩm Mặc Sơn và nhóm người kia bước vào hội trường của quân khu, vừa ngồi vào chỗ, đã hỏi con trai Thẩm Thanh Vân. Diệp Quân Lâm hay nhà Lý Văn Uyên có tên trong danh sách không? Thẩm Thanh Vân lắc đầu, không có, danh sách này đã được đánh ra từ lâu, không hề có Diệp Quân Lâm. Ha 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 ha, mấy người ở Thẩm Mặc Sơn bật cười. Hơn nữa, bọn Diệp Quân Lâm chưa hề đến hội trường, sao bọn họ có thể tham gia buổi lễ?
Thẩm Thanh Vân hỏi ngược lại. Nụ cười của Thẩm Mặc Sơn trở nên rạng rỡ hơn. Trong mắt bọn họ Diệp Quân Lâm chỉ là một chú hề. Tên hề này ngoại trừ may mắn của mình ra thì hoàn toàn vô dụng. Khi nhà họ Thẩm xử lý anh, tình cờ gặp Đoạn Thiên Dương giải quyết nguy cơ. Nhà họ Lý ở tỉnh thành xử lý anh, Lý Thiên Hạo giải quyết nguy cơ. Một ngày nào đó anh ta sẽ hết may mắn. Thẩm Tâm Di chế nhạo. Trong hội trường quân khu Tô Hàng đã sắp xếp xong. Tất cả những vị khách đến dự lễ đều đã ngồi từng người một. Thẩm Mặc Sơn và những người khác có tiếng ngồi ở hàng đầu tiên. Đám người thị trưởng Chu Ngọc Hằng ngồi ở ghế trước, mặc dù Phó Long Hành nghỉ hưu, nhưng tùy theo trình độ của ông ấy cũng ngồi ở hàng thứ nhất. Trịnh Hướng Quần và Tần Bắc Sơn cũng đến ngồi ở giữa hội trường. Ngay sau đó hầu hết các chỗ ngồi đã kín chỗ. Chỉ có hàng ghế đầu tiên có 6 ghế trống. Mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì. 6 ghế là tướng quân Côn Luân và 5 đại chiến vương của anh. Chỉ cần chọn ra một người thôi cũng đủ để Tô Hàng dung chuyển. Chưa kể còn có tướng quân Côn Luân. Kích động. Vô cùng kích động. Trong đời Thẩm Mặc Sơn chưa bao giờ kích động như. Vậy, ông ta sắp được nhìn thấy một chiến thần chí cao vô thượng. Ông ta đã đợi ngày này bao lâu rồi? Cuối cùng cũng đợi được. Ý nghĩa lần này không giống nhau. Tướng quân Côn Luân xuất hiện cùng Tần Bắc Sơn. Tổng tư lệnh mới bổ nhiệm cũng là một danh tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Tương đương với việc chứng kiến một thời khắc lịch sử. Thẩm Mặc Sơn không ngừng nhìn vào lối đi, vô cùng mong chờ. Các thế hệ trẻ của nhà họ Thẩm cảm thấy họ vô cùng vinh dự, niềm kiêu ngạo đến từ tâm của họ. Trong các thế hệ trẻ của Tô Hàng, ai có thể tham dự buổi lễ kiểu này? Đây là tư bản của họ. Kinh nghiệm tài nguyên khi cạnh tranh với người cùng tuổi. Chắc chắn có thể đè bẹp người cùng tuổi. Đối với các ông lớn của phòng thương mại Tô Hàng cũng vậy. So với Thẩm Mặc Sơn, bọn họ càng coi tướng quân Côn Luân như cọng rơm cứu mạng. Bởi vì phòng thương mại Tô Hàng hiện đang gặp nguy hiểm, thị trường đang tiếp tục tan rã. Nếu không có các cao thủ đứng sau chỉ bảo, họ sẽ rất khó khăn. Không lâu sau, hội trường dần dần yên tĩnh lại. Ngay lập tức, Đoạn Thiên Dương trong bộ quân phục bước đến hội trường. Mọi người lần lượt đứng dậy chào đón sự xuất hiện của Đoạn Thiên Dương. Dù sao thì sau này anh ấy sẽ là lãnh đạo của quân khu Tô Hàng. Tuy nhiên, Đoạn Thiên Dương không lên sân khấu mà đứng ở lối vào của cửa chờ đợi. Ngay sau đó 5 người, Thanh Long, Kỳ Lân và Chu Tước xuất hiện. 5 vị thiếu tướng. Khí thế như cầu vồng, hoành áp toàn hội trường. Đây là lần đầu tiên 5 đại chiến vương ác liệt cùng một sân khấu. Ngay cả Trịnh Hướng Quần cũng cảm thấy khí huyết sôi trào. Chỉ có 5 người này có thể đánh bại bước ra từ thiên quân vạn mã. 5 người Thanh Long cũng dừng ở lối ra vào, cùng Đoạn Thiên Dương đứng thành 2 hàng, lẳng lặng chờ. Đợi. Mọi người biết điều này có nghĩa là gì? Bọn họ đang chờ đợi sự xuất hiện của tướng quân Côn Luân. Mọi người đứng dậy, nín thở nhìn chằm chằm vào lối đi. Cộp cộp cộp. Ngay sau đó, có tiếng bước chân. Một bóng dáng vững vàng xuất hiện ở lối vào của cửa. Kính chào. Đoạn Thiên Dương hét lên, chào một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Những binh sĩ khác cũng chào theo. Bóng dáng kia cũng chào, đồng thời bước vào hội trường. 6 người Đoạn Thiên Dương vây quanh. Tất cả mọi người đều nhiệt tình, 7 người trước mặt nói không khoa trương có thể thay đổi cục diện thế giới. Quá kích động. Bởi vì anh là tướng quân Côn Luân. Tướng quân 5 sao duy nhất của Hoa Hạt. Ngắm nhìn bóng dáng cao lớn từ xa. Thẩm Tâm Di cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây mới là anh hùng. Đây là người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn kết hôn. Khi Thẩm Tâm Di nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó, cô ta cảm thấy cô ta đã yêu ngay lập tức. Hơn nữa, nhà họ Thẩm đã lên kế hoạch dùng mọi cách để làm Thẩm Tâm Di có quan hệ với tướng quân Côn Luân. Vì vậy Thẩm Tâm Di rất tự tin mình sẽ trở thành vợ của tướng quân. Đó là vợ của vị tướng cao quý nhất của Hoa Hạt. Trong đầu cô ta đã tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng. Mấy người Thẩm Mặc Sơn cũng mặt mày hồng hào, sau hôm nay, ông ta Thẩm Mặc Sơn sẽ là ông nội tướng quân Côn Luân. Kể từ đó, nhà họ Thẩm đã cất cánh và trở thành nhân vật lớn mạnh nhất Hoa Hạt. Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm và 6 người kia đã đến hội trường. Ngồi vào chỗ đã đặt trước. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của tướng quân Côn Luân cao lớn,
thẳng tắp như xương sống của quốc gia. Huân chương 5 ngôi sao tỏa sáng như những vì sao. Lúc này, anh là tâm điểm chú ý nhất của mọi người. Sinh con như tướng quân Côn Luân. Thảm Mặc Sơn thở dài. Hình như tướng quân Côn Luân nhìn có chút quen mắt. Bởi vì vị trí Thẩm Mặc Sơn ở gần phía sau, nên bọn họ không thể nhìn rõ. Thẩm Mặc Sơn, Lôi Thiên Tuyệt và những người khác lấy kính đọc sách ra đeo vào. Hình như bóng dáng này rất quen thuộc, từng thấy ở đâu rồi. Thẩm Mặc Sơn nói. Đúng vậy, cháu cũng cảm thấy bóng dáng đó quen mắt, nhưng nghĩ một lúc cũng không nhớ ra. Thẩm Tâm Di cũng nói. Vào lúc này, Trịnh Hướng Quản, Thẩm Thanh Vân và những người đang ngồi ở hàng đầu tiên, chỉ cần liếc nhìn, bọn họ đã kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Trước đây bọn họ đều đã xem ảnh của Diệp Quân Lâm. Không ngờ Diệp Quân Lâm lại là tướng quân Côn Luân. Bịch! Thẩm Thanh Vân không ngồi yên, ngã xuống đất. Khơi dậy sự chú ý của mọi người. Thanh Vân bị sao vậy? Sao lúc này lại phạm sai làm cấp thấp như vậy? Thẩm Mặc Sơn tức giận nói. Sắc mặt nhà họ Thẩm cũng khó coi. Tiếp đó, lễ nhậm chức chính thức được tiến hành. Sau một loạt các thủ tục, đã gần một giờ đồng hồ. Đoạn Thiên Dương đứng trên sân khấu, chờ đợi. Cuối cùng, xin mời tướng quân Côn Luân. Đoạn Thiên Dương tuyên bố. Trịnh Hướng Quần đứng dậy và hét lên, chào tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân. Tất cả những binh sĩ cùng nhau hét lên. Giữa tiếng hò hét của những binh sĩ, Diệp Quân Lâm bước ra sân khấu. Đứng đối diện với mọi người. Điều này khiến cho những người từng chứng kiến tư chất thực sự của tướng quân Côn Luân trở nên điên cuồng. Là thời khắc hiện thực hóa ước mơ của mỗi người binh sĩ. Mấy năm nay binh sĩ đều coi tướng quân Côn Luân là linh hồn của quân đội. Thẩm Mặc Sơn tức giận nói. Sắc mặt nhà họ Thẩm cũng khó coi. Tiếp đó, lễ nhậm chức chính thức được tiến hành. Sau một loạt các thủ tục, đã gần một giờ đồng hồ. Đoạn Thiên Dương đứng trên sân khấu, chờ đợi. Cuối cùng, xin mời tướng quân Côn Luân. Đoạn Thiên Dương tuyên bố. Trịnh Hướng Quần đứng dậy và hét lên, chào tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân. Tất cả những binh sĩ cùng nhau hét lên. Giữa tiếng hò hét của những binh sĩ, Diệp Quân Lâm bước ra sân khấu. Đứng đối diện với mọi người. Điều này khiến cho những người từng chứng kiến tư chất thực sự của tướng quân Côn Luân trở nên điên cuồng. Là thời khắc hiện thực hóa ước mơ của mỗi người binh sĩ. Mấy năm nay binh sĩ đều coi tướng quân Côn Luân là linh hồn của quân đội. Nhìn thấy tướng quân Côn Luân một lần, chê cũng không hồi tiếc. Tôi muốn nhìn xem tướng quân Côn Luân trông như thế nào. Đám người Thẩm Tâm Di trẻ tuổi khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng đó, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi điên cuồng, ngay tức khắc không còn chút huyết sắc nào. Bùm! Giống như một tia sét đánh từ trên trời xuống, tất cả mọi người bị sét đánh cho đến chết. Diệp Quân Lâm! Không ai nghĩ rằng tướng quân Côn Luân vậy mà lại là Diệp Quân Lâm. Không thể tưởng tượng được. Vậy mà là Diệp Quân Lâm. Thẩm Tâm Di chết lặng. Thẩm Thanh Phong chết lặng. Lôi Bộ Phàm chết lặng. À, các người làm sao vậy? Bị dọa sợ à? Thẩm Mặc Sơn và những người khác vẫn đang tự hỏi, tại sao thế hệ trẻ lại sợ hãi như vậy? Chúng ta cũng nhìn xem một chút. Một vài người trong số họ cũng nhìn qua ngay lập tức. Sau khi Thẩm Mặc Sơn và Lôi Thiên Tuyệt nhìn rõ mặt Diệp Quân Lâm, bọn họ suýt ngắt vì sợ hãi. Diệp Quân Lâm, vậy mà là Diệp Quân Lâm? Không có khả năng. Làm sao ngài ấy có thể là Diệp Quân Lâm? Tôi không tin, chắc tôi nhìn nhầm rồi. Mấy người Thẩm Mặc Sơn không thể chấp nhận được sự thật này, cho dù nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng cảm thấy không thể tin được. Ngay cả Phó Long Hành, từng là lãnh đạo lớn nhất thành Phó Tô Hàng, cũng tái mặt vì sợ hãi. Đây không phải là Diệp Quân Lâm sao? Tướng quân Côn Luân là Diệp Quân Lâm, tôi đang nằm mơ sao? Những người biết Diệp Quân Lâm vào lúc này đều đã có cái nhìn suy sụp về cuộc sống. Người thanh niên từng bị giam, đã thay đổi mình, trở thành một vị tướng vô song. Dưới một người, trên vạn người. Không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng trước mắt thực sự gây sốc. Mọi người trong giới này hoàn toàn sững sờ. Bọn họ giống như bị sét đánh. Đứng trên sân khấu, Diệp Quân Lâm cười nói, để các vị thất vọng rồi. Tôi chính là tướng quân Côn Luân. Bùm! Diệp Quân Lâm đích thân thừa nhận. Mọi người trong phòng thương mại Tô Hàng đang sắp phát điên.
Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao tập đoàn Vân Đình lại thăng tiến trên mọi nẻo đường. Đứng sau tập đoàn Vân Đình là tướng quân Côn Luân. Mẹ nó ai có thể đỉnh hơn. Ngoài ra còn có Lục Nam Hiên, họ đã nhìn thấy Lục Nam Hiên trong danh sách khách mời. Lục Nam Hiên là thiếu tướng Kỳ Lân. Phụt, Thẩm Mặc Sơn không thể chịu đựng được nữa, nôn ra một ngụm máu. Ông ta từng lên cơn đau tim, chính tướng quân Côn Luân đã cứu ông ta. Tuy nhiên, ông ta ngạo mạn nói tướng quân Côn Luân là một sự tạo hóa, sau khi bị từ chối, nhà họ Thẩm cho rằng anh là một kẻ xấu xa, một tên hề đạo đức giả. Muốn thông qua việc cứu ông ta để phá hoại nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm ba lần bón lượt tính kế anh, thậm chí còn muốn giết anh. Bây giờ Thẩm Mặc Sơn sợ hãi đến mức xuất huyết. Thì ra người mà ông ta nhắm tới là tướng quân Côn Luân. Người ta thực sự không quan tâm đến chút hồi đáp ít ỏi đó, tướng quân Côn Luân có thể thiếu tiền. Còn cần ông ta tạo hóa. Nhà họ Thẩm sắp xong đời rồi. Thẩm Mặc Sơn đột nhiên nhớ ra Diệp Quân Lâm đã đưa ra vài lời cảnh báo. Ngoài thân phận của anh ra, ai có đủ năng lực để cho người giàu có nhất nhà họ Thẩm phải quỳ gối xin lỗi trước mặt mình. Còn có Tổng Tư lệnh Đoạn Thiên Dương đến thăm người thân mà anh nói là Diệp Quân Lâm. Ông ta thực sự hồ đồ. Đáng lẽ phải nghĩ đến từ lâu. Phụt, phụt, Thẩm Mặc Sơn lại nôn ra vài ngụm máu. Thẩm Tâm Di càng phải chịu nhiều đả kích hơn. Cô ta đã từng tiếp xúc với Diệp Quân Lâm, có mâu thuẫn lớn nhất với anh. Cô ta thậm chí còn đập Diệp Quân Lâm bằng tiền. Điều đó nghĩa là gì? Coi thường thần linh. Cô ta đã làm gì? Vậy mà cô ta đã làm nhục tướng quân Côn Luân. Thẩm Tâm Di ngay lập tức khóc ra tiếng. Chính cô ta là người đã đẩy toàn bộ nhà họ Thẩm đến chỗ diệt vong. Trên sân khấu, Diệp Quân Lâm nhận thư bổ nhiệm tuyên bố. Tôi chính thức bổ nhiệm đồng chí Đoạn Thiên Dương làm Tổng Tư lệnh quân khu Tô Hàng. Đoạn Thiên Dương nhận thư bổ nhiệm trong tràng pháo tay. Đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh đã nghĩ mình đã rời khỏi Viêm Hoàng Thiết Lữ, nhưng không ngờ lại được bổ nhiệm bởi người mà anh kính trọng nhất. Trước tiên Diệp Quân Lâm không bước ra khỏi sân khấu, anh nhìn lướt qua mọi người, nói với một nụ cười, nhân cơ hội này, tôi có một vài điều muốn nói với một số người có mặt tại đây. Bùm! Khi Diệp Quân Lâm nói điều này, mọi người đã vô cùng sửng sốt. Đặc biệt là sắc mặt Thẩm Mặc Sơn thay đổi chóng mặt. Bọn họ nhận ra điều đó trong vài giây. Sắp xong rồi. Đoạn Thiên Dương và các lãnh đạo cấp cao của quân khu Tô Hàng đều tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Bọn họ không biết những thay đổi ở Tô Hàng. Nhưng đám người Trịnh Hướng Quần và Phó Long Hành đã nhận ra điều gì đó. Bọn họ giật mình, toát mồ hôi hột. Thẩm Mặc Sơn ở đó chứ? Diệp Quân Lâm đột nhiên nói. Bùm! Lúc này Thẩm Mặc Sơn sắp lên cơn đau tim. Lại nôn ra một ngụm máu. Thẩm Mặc Sơn ở đó không? Giọng của Diệp Quân Lâm tăng lên, giống như một tiếng sấm rên. Mọi người có mặt đều cảm thấy áp lực đang ập đến. Thẩm Mặc Sơn sợ đến mức sắp khuỵu xuống. Ngày đó tôi đã cứu mạng ông đã đối xử với tôi như thế nào? Thẩm Mặc Sơn và Thẩm Tâm Di đều quỳ xuống đất. Lấy oán trả ơn, cháu gái của ông dùng tiền làm nhục tôi trước mặt tôi, khiêu khích tôi hết lần này tới lần khác, còn muốn giết tôi. Khi Diệp Quân Lâm nói điều này, mọi người đã rất sốc. Các lãnh đạo cấp cao của Tô Hàng đều khó tin nhìn người nhà họ Thẩm. Đây có phải là quá can đảm? Vậy mà dám giết tướng quân Côn Luân? Ai có thể chịu được? Sợ rằng Trịnh Hướng Quần sẽ phải đưa người tới san bằng. Người nhà họ Thẩm tự mình rút lui, hay là tôi dùng thực lực cá nhân giúp các người rút lui? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Một câu nói giống như một bản án. Xong rồi. Mọi thứ đều kết thúc. Tô Hàng không còn Thẩm Mặc Sơn là người giàu nhất. Phòng thương mại Tô Hàng cũng có mối hận thù cá nhân với các người. Tôi đã thành công trong việc khởi nghiệp cách đây 6 năm, nhưng các người lại thèm muốn công nghệ của tôi, còn cố ý thiết lập một bộ phận, lừa dối tôi. Tống tôi vào tù, ăn cắp công nghệ của tôi, lấy đi mọi thứ của tôi. Các người nên bị tội gì? Diệp Quân Lâm hỏi một câu. Phịch, đám người Lôi Thiên Tuyệt lần lượt quỳ xuống đất. Lúc này, bọn họ cũng hiểu tại sao Diệp Quân Lâm không nhắm vào họ ngay từ đầu. Đáng lẽ tập đoàn Vân Đình sẽ dần thay thế thị trường Tô Hàng. Các người cũng giống người nhà họ Thẩm đi. Diệp Quân Lâm lại nhìn Chu Ngọc Hằng,
lão Chu, tất cả những người có vấn đề đều bắt đi. Bùm! Đám người Lôi Thiên Tuyệt tái mặt, đổ mồ hôi. Những năm gần đây bọn họ làm nên lớn như vậy, vi phạm cũng nhiều. Đủ để mỗi người trong số họ bị nhốt. Hơn nữa, bọn họ đã nhìn thấy thủ đoạn của Diệp Quân Lâm về tập đoàn Vân Đình, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể thoát được. Mấy người nhanh chóng nhìn Trịnh Hướng Quần và Phó Long Hành. Mong đợi hai người này có thể lật ngược tình thế. Nhưng hai người lần lượt cúi đầu. Nếu là Tô Hàng, hai người còn có thể nói chuyện. Nhưng mẹ nó đây là tướng quân Côn Luân. Sức mạnh, pháp lý, tất cả đứng lên. Phó Long Hành ngay lập tức nói, tôi lấy danh nghĩa của mình chứng thực phòng thương mại Tô Hàng có vấn đề. Chu Ngọc Hằng gật đầu, tướng quân, tôi nhất định sẽ làm ổn thỏa. Được rồi, kết thúc buổi lễ. Không ai nghĩ lễ bổ nhiệm tổng tư lệnh sẽ kết thúc theo cách này. Một giờ sau, toàn bộ Tô Hàng đã được thay đổi. Phòng thương mại Tô Hàng mạnh nhất và người giàu nhất nhà họ Thẩm, sắp bị phế. Sau khi rời khỏi hội trường, Diệp Quân Lâm thay quần áo bình thường, Đoạn Thiên Dương đi theo anh. Hai người tìm thấy người nhà họ Lý. Hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Sau khi tham quan quân khu, Lý Văn Uyên có tâm trạng tốt, nỗi đau buồn trước đó của ông đã biến mất. Ba mẹ, con giới thiệu với mọi người, đây là bạn của con Đoạn Thiên Dương. Hôm nay có thể đến đây là nhờ phúc của cậu ấy. Diệp Quân Lâm giới thiệu Đoạn Thiên Dương cho hai ông bà biết. Lý Văn Uyên kích động bắt tay Đoạn Thiên Dương. Bọn họ đã rất sốc. Diệp Quân Lâm còn có người bạn như vậy. Dám hỏi tiểu Đoạn có chức vụ gì? Lý Văn Uyên có chút tò mò. Chỉ là một chỉ huy nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến đâu ạ. Đoạn Thiên Dương cười nói. Triệu Nhã Lan đẩy Lý Văn Uyên một chút, đây là cơ mật, ông hỏi cái này làm gì? Ha ha, là tôi đường đội. Lý Văn Uyên cười. Sau đó mấy người dùng bữa ở đây. Trên đường đi ra ngoài, Lý Văn Uyên còn hỏi, hình như. Hôm nay Tổng Tư lệnh đến. Đúng vậy. Chúng ta không cần phải quan tâm đến những người đó. Nhưng mà Quân Lâm này hôm nay con làm rất tốt, ba mẹ đều rất vui vẻ. Lý Văn Uyên cười nói. Tiếp theo sẽ có những sự kiện vui vẻ, sẽ lần lượt xảy ra. Diệp Quân Lâm cười nói. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đang nghịch điện thoại, đột nhiên trông cô kinh hãi suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Con gái con sao vậy? Mọi người đều tò mò nhìn cô. Xảy ra chuyện lớn. Tô Hàng sắp dung chuyển lớn. Lý Tử Nhiễm hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Mặc Sơn và mọi người trong nhà họ Thẩm đã chọn cách rút lui khỏi tập đoàn Thẩm Thị. Phòng thương mại Tô Hàng tuyên bố giải thể. Lôi Thiên Tuyệt, bốn người đứng đầu gia tộc lớn, bốn ông lớn phòng thương mại Tô Hàng và hàng chục lãnh đạo cấp cao đều bị bắt vì tội vi phạm thương mại và các tội danh khác. Xem các tiêu đề bắt mắt trên điện thoại. Máy người Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên sắp phát điên. Đây chắc chắn là tin tức lớn nhất ở Tô Hàng. Nhà họ Thẩm và phòng thương mại Tô Hàng sụp đổ cùng một lúc. Không thể tin được. Ánh mắt Lý Tử Nhiễm khó hiểu rơi vào trên người Diệp Quân Lâm, như có một tầng sương mù. Anh chàng này có năng lực đoán trước tương lai hả? Lúc nãy, anh vẫn còn nói phòng thương mại Tô Hàng và nhà họ Thẩm sắp xong đời. Trong nháy mắt, nó đã thực sự trở thành sự thật. Diệp Quân Lâm, có phải con biết gì không? Lý Văn Uyên hỏi. Nghe Đoạn Thiên Dương nói. Vừa rồi tướng quân Côn Luân khai đao với hai nhà này, chính là lúc diễn ra bu ỏi lễ bổ nhiệm. Diệp Quân Lâm cười nói. Thì ra là như vậy. Bọn họ đắc tội tướng quân Côn Luân, ba thấy là lạ, ở Tô Hàng vẫn có người có thể khiến bọn họ thất thủ. Điều này đơn giản là không thể. Lý Văn Uyên trông nhẹ nhõm. Trận dung chuyển ở Tô Hàng nhanh chóng lan rộng khắp tỉnh Giang Nam. Hai ngọn núi sụp đổ trong tích tắc. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường Tô Hàng trống không, ai cũng muốn cắn miếng thịt béo bở này. Trong một thời gian, tỉnh thành Kim Lăng và những nơi khác đều để mắt đến miếng thịt mỡ ở Tô Hàng này. Cùng lúc đó, tập đoàn Vân Đình nhận được lệnh của ông chủ lớn, đã chọn mở rộng quy mô, bắt đầu ăn thịt thị trường. Đĩa Tô Hàng này quá to, nên không thể một sớm một chiều ăn hết được. Dù sao, kế hoạch của Diệp Quân Lâm rất đơn giản. Anh có thể khôi phục sự ổn định càng sớm càng tốt mà không làm rung chuyển nền kinh tế Tô Hàng. Lúc này, tập đoàn Tiêu Thị đã nhận được lệnh của Diệp Quân Lâm, cũng gia nhập vào trong đó. Trong một thời gian, tập đoàn Tiêu Thị trở thành người mạnh nhất ở Tô Hàng.
Đây là điều mà tập đoàn Tiêu Thị không bao giờ ngờ tới. Thứ nhất là Diệp Quân Lâm nể mặt, thứ hai là muốn nhanh chóng ổn định Tô Hàng. Tử Nhiễm, em còn nhớ anh đã từng nói gì không? Anh sẽ làm em sống lại lần nữa. Chờ tin tức của anh nhé. Diệp Quân Lâm cười nói. Nhìn Diệp Quân Lâm thần thần bí bí, không ngờ cô lại có một chút mong chờ. Lúc này, nhà họ Lý cũng rất kích động. Vừa mới nhận được nhiều tiền và sản nghiệp như vậy, thị trường Tô Hàng hoàn toàn trống rỗng. Điều này có nghĩa là một cơ hội đã tới. Chỉ cần nhà họ Lý cố gắng, trở thành tập đoàn hàng chục tỷ tệ không phải là mơ. Quả nhiên, sau khi đuổi nhà Lão Tam đi, nhà chúng ta đã may mắn lên. Lý Văn Hải cười ha ha. Lý Thiên Hạo nhìn lên trời cười dài, trời phù hộ nhà họ Lý tôi. Chuyện lớn không tốt, chuyện lớn không tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt hét lên. Các cháu làm gì vậy? Hốt ha hốt hoảng, không phải bảo các cháu chuyển công ty sao? Lý Thiên Hạo cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Sau khi tiếp quản công ty của Lý Tử Nhiễm, việc đầu tiên ông ta làm là chuyển công ty của mình đến Quảng trường Ngân Hải. Xét cho cùng, Quảng trường Ngân Hải chính là trung tâm thành phố, tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, có bao nhiêu sảng khoái. Ông nội, công ty đã chuyển xong hết rồi ạ, nhưng có chuyện khác. Ông nội, không biết xảy ra chuyện gì mà sáng nay, nhân viên của Lý Tử Nhiễm đột nhiên từ chức với số lượng lớn. Lại còn là một số giám đốc điều hành cốt cán đã dẫn đầu rời đi. Công ty bị tổn thất rất lớn. Lý Tùng Khuê thỏ hồn hển nói. Khuôn mặt của Lý Mộng Nguyệt cũng vô cùng u ám. Cái gì, còn có chuyện này nữa? Sắc mặt của Lý Thiên Hạo và những người khác đều thay. Nếu chỉ là nhân viên quèn từ chức thì không sao. Nhưng nếu là các giám đốc điều hành rời đi, thì là vấn đề lớn rồi. Lúc này, điện thoại trong tay Lý Mộng Nguyệt vang lên. Cái gì, lại có 7-8 quan chức cấp cao từ chức nữa? Lý Mộng Nguyệt kinh ngạc. Điện thoại Lý Văn Hải cũng reo lên. Hả, đội thi công dự án công viên sinh thái Thành Tây hủy hợp đồng, công nhân bỏ trốn tập thể. Ngay cả bảo vệ công trường và chó gác cổng cũng chạy. Rồi, con người của Lý Văn Hải đều sắp rớt ra ngoài rồi. Dự án công viên sinh thái Thành Tây đã hoàn toàn biến thành một đống hỗn độn. Điện thoại di động của Lý Tùng Khuê nhận được một tin nhắn, sau khi đọc nó anh ta gần như chết lặng. Cái gì, chuỗi vốn của công ty đang thiếu hụt, nguồn vốn từ lâu đã sớm được sử dụng trong giai đoạn phát triển. Bây giờ công ty một xu cũng không có. Lý Tùng Khuê suy sụp. Lúc này, người phụ trách dự án của tập đoàn Vân Đình gọi điện đến cho Lý Thiên Hạo. Xin chào Lý Tiên Sinh, tại sao tất cả các dự án gần đây chúng tôi hợp tác với công ty Hoa Đình đều bị dừng lại? Tập đoàn Vân Đình hỏi thẳng. À, gần đây công ty sáp nhập, làm trì hoãn một số việc, rất nhanh sẽ khôi phục lại thôi. Lý Thiên Hạo cười nói. Bây giờ đối với họ mà nói tập đoàn Vân Đình chính là ông thần tài. Lý Tiên Sinh, ông xem ký hợp đồng đi, thời gian còn 2 ngày nữa, nếu như hạng mục đầu tư không khôi phục được, các ông sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường. Theo hợp đồng, số tiền bồi thường là 1 tỷ tệ. Một câu nói của người phụ trách của tập đoàn Vân Đình dọa Lý Thiên Hạo sợ sắp tè ra quần. Sau khi bên kia cúp máy, cơ thể Lý Thiên Hạo liền run rẩy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả các dự án hợp tác với tập đoàn Vân Đình đều đã dừng lại. Lý Thiên Hạo hỏi. Lý Văn Phi ngay lập tức đi kiểm tra. Sau khi biết được tin tức, Lý Văn Phi đổ mồ hôi lạnh như thác đổ xuống. Ba, hạng mục mà chúng ta đang hợp tác với tập đoàn Vân Đình quá lớn. Nếu muốn tiếp tục, chúng ta phải bỏ tiền vào đó. Lý Văn Phi nói. Chuyện là thế nào, không phải công ty của Lý Tử Nhiễm được đầu tư lớn à? Sao lại thế này? Lý Thiên Hạo suýt nôn ra máu. Bây giờ trong ngân sách của công ty Lý Tử Nhiễm đều rỗng tuếch, không chỉ quỹ vốn bị phá vỡ, mà hình như còn thiếu nợ. Lý Tùng Khuê lại nói ra một chuyện khác khiến nhà họ Lý kinh hồn bạt vía. Gì co, không thể nào. Lý Tử Nhiễm phát triển tốt như thế, địa điểm mới của công ty cũng đều chuyển đến Quảng trường Ngân Hải rồi. Đúng vậy, giá trị của công ty gần 1 tỷ tệ không phải là giả. Má ấy, người Lý Thiên Hạo đều không thể tin được. Tôi biết rồi, tất cả là dấu hiệu ảo do Lý Tử Nhiễm tạo ra.
Cô ta cố tình tạo ra một báo cáo tài chính tốt và một hình ảnh công ty hoàn hảo để thu hút đầu tư và hợp tác. Đúng, trong giai đoạn này, rất nhiều doanh nhân đã đến đầu tư và hợp tác. Họ bị thu hút bởi báo cáo tài chính của Lý Tử Nhiễm. Lý Văn Phi lập tức phân tích. Chết tiệt, bà cứ nghĩ là thật, tưởng 1 tỷ sắp vào tay rồi, không ngờ lại là một mớ hỗn độn. Lý Thiên Hạo rất tức giận. Lúc này, một chiếc ô tô đi đến nhà của nhà họ Lý thì dừng lại. Người đến là mây người đàn ông và phụ nữ mặc vest. Vị nào Lý Thiên Hạo tiên sinh? Là tôi, các người là ai? Lý Thiên Hạo có cảm giác không ổn. Xin chào, chúng tôi là người phụ trách của quảng trường Ngân Hải. Đến để thông báo với các vị một chuyện, lúc trước công ty Hoa Đình thuê công ty chỉ là ký hợp đồng tạm thời, hiện tại chúng tôi mang tới hợp đồng chính thức. Giá cả cũng sẽ thay đổi tương ứng. Trước kia là 5 năm 10 triệu giờ thành 5 năm là 100 triệu. Hy vọng các vị thanh toán càng sớm càng tốt, nếu không các vị sẽ bị yêu cầu chuyển đi trong vòng 3 ngày. Người phụ trách quảng trường Ngân Hải lạnh lùng nói. Bùm! Như một tiếng sét giữa trời quang, Lý Thiên Hạo suýt không thể đứng vững. Lý Tùng Khuê run rẩy nhận hợp đồng mới lật xem. Sắc mặt đều đen như đáy nồi. Người nhà họ Lý đều sắp điên rồi. Có phải vận may quá kém rồi không? Lý Tử Nhiễm thuê chỉ cần 10 triệu, nhưng đến khi họ thuê thì người ta lầy 100 triệu. Các vị phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Người phụ trách quảng trường Ngân Hải rời đi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Lại có người đến. Xin chào, tôi là Thảm Họa Mặc, giám đốc dự án của Ngân hàng Tô Hàng, ban đầu công ty Hoa Đình vay 80 triệu, bây giờ cộng cả lãi là 110 triệu. Yêu cầu tập đoàn Lý Thị trả lại trong vòng 7 ngày. Nếu không, chúng tôi sẽ làm theo trình tự pháp luật. Thẩm Họa Mặc không chút lưu tình nói. Phịch phịch, Lý Thiên Hạo bị dọa đến mức ngã lăn ra đất. Nợ ngân hàng hơn 100 triệu. Lý Tử Nhiễm điên rồi hả? Quan trọng là nhà họ Lý phải dọn dẹp mớ hỗn độn này. Thẩm Họa Mặc đưa người rời đi. Kết quả lại có thêm người đến. Hòn chục công ty đến cùng một lúc. Xin chào Lý Tiên Sinh, tôi đến từ công ty đầu tư Hoa Luân. Bây giờ tôi đến thu lại khoản nợ 20 triệu. Chào Lý Thiên Hạo Tiên Sinh, tôi thuộc tập đoàn Ái Sinh. Đến để thu lại khoản nợ 15 triệu. Lý Thiên Hạo Tiên Sinh, tôi thuộc tập đoàn Hy Nhĩ. Bây giờ đến để thu lại khoản nợ 30 triệu. 13 công ty, không có ngoại lệ, đều đến đây để thu hồi nợ. Cộng thêm quảng trường Ngân Hải và ngân hàng nữa. Số nợ vừa tròn 480 triệu. Mọi người trong nhà họ Lý gần như ngất xỉu. Một xu cũng không lấy được, thậm chí còn bị nợ gần 500 triệu. Phụt! Mọi người thật sự sắp thổ huyết rồi. Không đúng, đây là công ty Hoa Đình của Lý Tử Nhiễm nợ, không liên quan gì đến tập đoàn Lý Thị chúng tôi. Lý Tùng Khuê và những người khác ngay lập tức giải thích. Hừ, các người đang ngụy biện cái gì? Tập đoàn Lý Thị chính thức mua lại công ty Hoa Đình. Các khoản nợ của công ty Hoa Đình đương nhiên thuộc về các người rồi. Đúng vậy, liên quan gì đến Lý Tiểu Thư? Mau chóng trả lại tiền, nếu không chúng tôi sẽ làm theo. Trình tự pháp, tất cả người nhà họ Lý sẽ phải ngồi tù. Đại diện của 13 công ty có thái độ cứng rắn cương quyết, không cho nhà họ Lý bất cứ cơ hội thở phào nào. Thời gian 7 ngày, chúng tôi chỉ cho thời gian 7 ngày thôi. Sau khi đại diện của 13 công ty rời đi, trên dưới nhà họ Lý im lặng. Mỗi người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lâu, thỏ hồn ha hỗn hển. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Tiếp theo, một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ xông vào. Nhà cũ nhà họ Lý. Thì ra đây là các nhà thầu của công ty Hoa Đình, hôm nay là ngày công ty Hoa Đình trả lương. Nghe được tin công ty gặp khủng hoảng, lập tức chạy đến nhà họ Lý đòi tiền. Lý Thiên Hạo mau trả tiền đi. Đúng vậy, mau thanh toán tiền lương cho chúng tôi, nếu không thì ông không gánh nổi hậu quả đâu. Hơn 100 người đã bao vây nhà họ Lý. Động lực rất lớn. Nhà họ Lý sững sờ. Một nhóm công nhân chạy đến đòi tiền. Nhưng cố tình Lý Tử Nhiễm lại trả tiền cho các nhà thầu này hàng tháng, đúng hôm nay là ngày trả lương. Đúng là bọn họ phải trả khoản nợ này. Tiền của các người thì đi mà đòi Lý Tử Nhiễm. Không liên quan đến nhà họ Lý chúng tôi. Lý Tùng Khuê tức giận nói. Demi Lý Tiểu Thư không liên quan gì đến công ty. Đúng vậy, hơn nữa, đây là chuyện của tập đoàn Lý Thị.
các người đã trục xuất Lý tiểu thư ra khỏi gia phả. Còn có liên quan đến người ta nữa hả? Mau thanh toán tiền rõ ràng đi, nếu không, chúng tôi sẽ không rời đi. Nhóm công nhân này bắt đầu vô lại. Các người mau rời khỏi đây ngay, các người làm như này là đột nhập nhà riêng, cẩn thận chúng tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Lý Tùng Khuê hét lên. Muốn báo thì báo, đúng lúc để cảnh sát biết các người không trả lương cho chúng tôi các nhà thầu không quan tâm. Được lắm, tôi sẽ báo cảnh sát. Lý Tùng Khuê vẫn không tin vào điều xấu này. Nhưng Lý Văn Phi lập tức ngăn lại, đừng làm loạn. Một khi gọi cảnh sát, chẳng phải các phương tiện thông tin đại chúng sẽ biết tập đoàn Lý Thị của chúng ta có chuyện sao? Như vậy thì chúng ta sẽ càng phiền phức hơn. Lý Tùng Khuê phản ứng lại ngay lập tức. Nếu chuyện này bị truyền thông đại chúng biết, tập đoàn Lý Thị sẽ càng chết thảm hơn. Vậy phải làm gì? Lý Tùng Khuê hỏi. Thanh toán. Lý Văn Phi nghiền răng nói. Bác cả chuyện này. Anh ta không bằng lòng thay Lý Tử Nhiễm trả tiền cho những người này. Bác nói rồi, thanh toán. Lý Văn Phi lạnh lùng nói. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt cùng bên tài vụ thanh toán ngay lập tức. Có tổng cộng 7 nhà thầu, trong tháng này bọn họ cần thanh toán 570 vạn. Cuối cùng sau khi thanh toán xong, các nhà thầu mang hàng trăm công nhân rời đi. Nhà họ Lý tạm thời hít một hơi. Nháy mắt đã mất hơn 500 vạn. Đau quát điều quan trọng là không kiếm lại được một xu. Mọi người trong nhà họ Lý ngồi sụp xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọn họ gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay. Nợ 500 triệu tệ. Bán Lý Thiên Hạo cũng không đủ. Sao đột nhiên lại trở thành như thế này? Bọn họ nghĩ không ra. Chúng ta có thể làm gì? Các người đều là những con lừa ngu ngốc hả? Lúc trước không kiểm tra tình hình nội bộ công ty của Lý Tử Nhiễm trước hả? Lý Thiên Hạo gầm lên. Hoa Đình phát triển đặc biệt tốt, có hàng trăm triệu vốn lưu động, cũng có rất nhiều nhà đầu tư hợp tác. Triển vọng là vô cùng tốt. Lý Tùng Khuê nói yếu ớt. Vậy thì tại sao nó lại trở nên như thế này? Lý Thiên Hạo hỏi. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai có thể trả lời câu hỏi này. Đây là điều mà họ không ngờ tới. Các người nói xem bây giờ phải làm gì? Lý Thiên Hạo gầm lên. Con hiểu rồi, đây chắc chắn là Lý Tử Nhiễm có ý. Con đã nói mà, 1 tỷ đổi lấy mạng của Diệp Quân Lâm, cho dù là kẻ ngốc cũng không đưa ra lựa chọn này. Đúng thế, con điểm Lý Tử Nhiễm này có nhiều thủ đoạn như thế, vì để có được vị trí như này đã ngủ với biết bao ông già. Sao cô ta có thể treo cổ chết trên cây Diệp Quân Lâm chứ? Đúng thế, có lẽ giữa 500 vạn với Diệp Quân Lâm cô ta sẽ chọn 500 vạn, chứ đừng nói là 1 tỷ tệ. Cô ta cố ý làm như thế. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt bô bô cái miệng. Hai mắt Lý Thiên Hạo hung hăng sáng lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lúc trước Lý Tử Nhiễm không kiểm soát được công ty, muốn tìm người nhận thay. Vừa đúng lúc xảy ra chuyện này, cô ta liền đổ cho chúng ta hai. Chắc chắn là như thế. Mẹ con Điềm này lòng dạ rắn rết mài. Một chiêu này muốn kéo nhà họ Lý xuống hồ. Tôi chỉ muốn giết chết con Điềm này. Phụt! Lý Thiên Hạo tức giận đến mức nôn ra máu. Con điểm Lý Tử Nhiễm này, quả nhiên không phải cái loại tốt gì, cô gài bẫy tôi. Lúc này, mọi người trong nhà họ Lý đều cho rằng đó là kế mà Lý Tử Nhiễm đã dùng, đổ đống hỗn độn lên đầu bọn họ. Trên thực tế, Lý Tử Nhiễm còn không hề biết điều đó. Bởi vì trong thời gian cô giữ chức, Hoa Đình phát triển rất mạnh, có đủ tài chính, không hề có tình trạng này. Tất cả những thứ này là do Diệp Quân Lâm làm. Trong một đêm, thay đổi số mệnh của Hoa Đình. Quăng hết mớ hỗn độn cho nhà họ Lý. Ba, con thấy bây giờ nên để Lý Tử Nhiễm tiếp quản công ty của cô ta một lần nữa, để cô ta giải quyết mớ hỗn độn này một mình. Lý Văn Hải đề nghị. Đúng, hãy làm như thế đi, để cô ta quay về tự mình giải quyết. Mọi người tức giận. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đang ở trong tập đoàn Vân Đình. Tuy mất công ty nhưng năng lực của cô vẫn còn, cô dự định sẽ đến Vân Đình phát triển. Nhưng Diệp Quân Lâm lại ngăn cản. Không cho cô đến tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm có ý tưởng để Lý Tử Nhiễm mở lại công ty. Bây giờ Lý Tử Nhiễm đang hòn rỗi. Đúng lúc này, đột nhiên cô nhận được điện thoại của Lý Thiên Hạo. Lý Tử Nhiễm, cô làm chuyện tốt lắm. Cô có ý gài bẫy tôi phải không? Cô là đứa cháu bất hiếu. Thật sự không xứng mang họ Lý. Điện vừa mới kết nối,
Lý Thiên Hạo đã mắng chửi Lý Tử Nhiễm. Sao vậy à, ông nội? Lý Tử Nhiễm sững sờ. Còn sao vậy, hoa đình của cô nợ món nợ khổng lồ hơn 400 triệu tệ. Quản lý cấp cao của cô đồng loạt từ chức. Chuyện lớn như này mà cô không biết, cô giả vờ cái gì? Hả, sao lại như thế, cháu không biết. Lý Tử Nhiễm sững sờ, cô không hề biết đã xảy ra chuyện như vậy. Cô muốn chọc tôi tức chết hả? Lý Thiên Hạo sắp bị tức chết, vậy mà Lý Tử Nhiễm còn giả ngu. Phí công sau khi tôi xóa tên các người ra khỏi gia phả, còn thấy có lỗi với người nhà các người, vẫn luôn tự trách, ai ngờ cô lại dở trò, chuẩn bị gài bẫy tôi. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Ông nội, ông nói gì vậy, cháu thực sự không biết. Lý Tử Nhiễm sững sờ. Công ty của cô phát triển tốt như thế, sao lại có khoản nợ? Đây là chuyện không có khả năng. Lý Tử Nhiễm cô cái đồ khốn nạn, tôi chỉ muốn đánh chết cô. Lý Thiên Hạo thực sự sắp bị tức chết. Còn nữa cô đừng gọi tôi là ông nội, tôi không có đứa cháu gái như cô. Lý Tử Nhiễm không biết nên làm như thế nào. Nhưng, tôi sẽ cho cô một cơ hội, chỉ cần cô cầm lại quyền kiểm soát công ty, tôi sẽ đồng ý cho nhà các người quay về nhà họ Lý, coi như không tính chuyện lúc trước trục xuất khỏi gia phả. Lý Thiên Hạo chê trước khen sau. Ông ta rất hiểu tính cách của Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm, họ coi vinh quang của gia đình quan trọng hơn tính mạng của mình. Đặc biệt là họ Lý này, mang theo tất cả mọi thứ của họ. Cho nên, sau khi bọn họ bị trục xuất khỏi gia phả, Lý Văn Uyên đã tức giận đến mức phải khóc. Đối với họ, một số thứ còn cao hơn cả cuộc sống. Ông ta tin, chỉ cần khôi phục gia phả cho bọn họ thì chắc chắn Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên sẽ mềm lòng đồng ý. Có thể khôi phục gia phả cho các người trước, chỉ cần cô quay về giải quyết chuyện của công ty, sau này tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Vừa nãy ông nội nói nặng lời, dù sao công ty cháu cũng có cái sọt đó. Lý Thiên Hạo dụ dỗ từng bước. Quả nhiên vừa nói ra lời này, Lý Tử Nhiễm đã động lòng. Nếu có thể lấy lại được công ty, vừa có thể quay về gia phả họ Lý. Hai chuyện đẹp cả đôi đường. Cô cắn răng, định đồng ý. Tử Nhiễm, chỉ cần cháu đồng ý, bây giờ cháu có thể về nhà cũ, ông sẽ đích thân khôi phục thân phận trong gia phả cho các cháu. Lý Thiên Hạo đã mong đợi Lý Tử Nhiễm đồng ý, tiếp tục nói. Ông nội, cháu đồng. Ngay lúc Lý Tử Nhiễm định đồng ý, Diệp Quân Lâm đột nhiên giật lấy điện thoại. Mẹ nó ông là ai? Không được gọi điện quấy rầy vợ tôi. Cẩn thận tôi đánh ông. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Quân Lâm, là ông. Ông là ông nội của cháu đây. Mặc dù Lý Thiên Hạo rất tức giận, nhưng ông ta không dám nổi giận. Ông là ông nội ai hả? Tôi còn là tổ tông của ông đấy. Cút. Diệp Quân Lâm tức giận mắng một câu, sau đó tắt điện thoại. Anh còn cho toàn bộ phương thức liên lạc của Lý Thiên Hạo với đám người đó vào danh sách đen. Sau đó Lý Thiên Hạo đã gọi lại ngay, rất nhanh ông ta đã nhận ra mình bị cho vào danh sách đen. Những người khác gọi điện qua cũng có kết quả như thế. Lý Tử Nhiễm cho tất cả chúng ta vào danh sách đen. Sắc mặt của Lý Thiên Hạo lạnh lùng, là Diệp Quân Lâm. Cậu ta còn mắng tôi. Diệp Quân Lâm anh làm gì thế hả? Sao anh lại mắng ông nội? Lý Tử Nhiễm không hài lòng hỏi. Ngày đó anh đã nói với mọi người như nào? Chỉ một cuộc điện thoại của người ta em đã mềm lòng. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lý Tử Nhiễm cắn môi, nhưng công ty xảy ra vấn đề. Đó là công ty của em à. Xảy ra chuyện thì có liên quan tới em à. Còn nữa em là người nhà họ Lý à. Đã bị trục xuất khỏi gia phả rồi. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Nhưng ông nội muốn khôi phục gia phả cho chúng ta. Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Ông ta muốn khôi phục gia phả cho em là muốn em thu dọn mớ hỗn độn, đợi em thu dọn xong sẽ lại đá y mồ. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm cắn chặt môi, cô dần dần phản ứng lại. Em hiểu rồi, em đều nghe theo anh hết. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm lại lập tức dặn dò Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đem những người kia vào danh sách đen. Không chỉ có như thế, anh còn sắp xếp cho Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đi du lịch. Lý Thiên Hạo mơ mà tìm được. Người tốt bị lừa gạt, em phải hiểu. Tất cả mọi chuyện của nhà họ Lý bây giờ đều không liên quan đến em. Diệp Quân Lâm lắc đầu không nói nên lời. Khi nào thì tính cách tốt bụng và mềm yếu của Lý Tử Nhiễm mới có thể thay đổi?
Nếu không, bọn họ sẽ bị Lý Thiên Hạo ức hiếp cả đời. Bây giờ cả nhà Lý Thiên Hạo sắp nổi điên. Bởi vì không thể liên lạc được với người nhà Lý Tử Nhiễm. Ông nội, đã tìm một vòng rồi, không hề tìm thấy Lý Tử Nhiễm đâu, hơn nữa Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã đi du lịch, không biết đã đi đâu. Ít thì cũng phải 10 ngày nửa tháng mới về. Đám người Lý Tùng Khuê thở hổn hển nói. Trời muốn diệt nhà họ Lý tôi. Lý Thiên Hạo sắp khóc. Con mẹ nó đều tại Diệp Quân Lâm này, Lý Tử Nhiễm sắp đồng ý rồi. Chẳng phải như thế à, bây giờ cả nhà Lý Văn Uyên đều do Diệp Quân Lâm đứng sau làm chủ. Tôi thật sự muốn giết chết Diệp Quân Lâm. Người nhà họ Lý đều bị ép điên rồi. Đúng lúc này, lại có mấy chiếc xe lái đến nhà cũ. Giới thiệu một chút, chúng tôi là đối tác của công viên sinh thái Thành Tây, chúng tôi vẫn đang chờ công viên sinh thái của các người xây dựng để kiếm tiền. Các người có ý gì? Nghe nói tất cả các đội xây dựng đã bỏ chạy, kể cả chó và nhân viên bảo vệ. Các người đang định cầm tiền chạy. Những đối tác này rất hung hãn, phía sau họ còn có hơn 20 người đàn ông vạm vỡ. Hả, không phải, chúng tôi không có. Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Lý Tùng Khuê khóc không ra nước mắt. Sao lại không liên quan? Trên hợp đồng đã viết, bây giờ tập đoàn Lý Thị hoàn toàn chịu trách nhiệm về công viên sinh thái Thành Tây. Một câu làm Lý Tùng Khuê không nói nên lời. Dự án của các người hiện đang bị đình chỉ, đội xây dựng bỏ chạy, nguồn vốn thiếu hụt, công ty đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Chúng tôi không thể hợp tác được nữa, yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Ông cần trả lại tất cả vốn đầu tư. Chúng tôi đã thuê luật sư, hãy nói chuyện với luật sư của chúng tôi. Các đối tác đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Không đúng, sao lại là luật sư? Chúng tôi không đồng ý chấm dứt hợp đồng thì sao? Lý Tùng Khuê thực sự tức đến mức chết lặng. Bốp! Một người mạnh mẽ bước ra, dùng tay đấm vào mũi Lý Tùng Khuê, máu bắn ra tung tóe. Lý Tùng Khuê tức giận nói, vậy mà các người dám đánh người. Các người chờ đó, tôi muốn báo cảnh sát. Người đàn ông đánh người cười lạnh, anh báo cảnh sát đi, tôi là người qua đường, chỉ là không quen nhìn mặt mũi tự phụ của các người. Các người! Người nhà họ Lý thực sự vừa tức giận vừa phẫn nộ. Nhưng không biết phải làm gì. Sau đó, có một cuộc gọi khác đến. Đích thân cục trưởng Ngô cục xây dựng thành phố gọi điện, Lý Thiên Hạo tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Công viên sinh thái Thành Tây đã xảy ra chuyện gì? Ông mau chóng trả lại tiền cho đối tác, nếu không, sau này ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn. Cục xây dựng thành phố ra lệnh. Lý Thiên Hạo không dám làm trái lời, ngay lập tức nói, Tùng Khuê, thanh toán tiền cho. Bọn họ. Vâng, ông nội. Không còn cách nào khác chỉ đành rút lui trả lại tiền. Còn may số lượng đối tác trong giai đoạn đầu tương đối ít, tổng cộng 12 triệu. Nhưng hôm nay đã mất gần 20 triệu. Cái này cũng chưa tính là gì với số nợ nhiều như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy ngày nữa nhà họ Lý sẽ không chống đỡ nổi. Cứ tưởng sẽ chết đi sống lại, nhưng không ai nghĩ nó sẽ có kết quả như thế này. Lý Thiên Hạo lo lắng đến mức khóc. Tham, trách ông ta quá tham lam. Nếu không, làm gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hu hu hu, những người khác cũng cùng nhau khóc. Nếu điều này cứ tiếp tục, không chỉ cuộc sống của họ sẽ bị hủy hoại mà thậm chí họ sẽ phải ngồi tù. Lúc này, Lý Văn Hải thở hổn hển chạy tới. Ba, con đã tìm thấy Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đang ở đâu rồi, bọn họ ở trong tập đoàn Vân Đình. Đi, chúng ta đến tập đoàn Vân Đình. Lý Tử Nhiễm là hy vọng duy nhất. Lý Thiên Hạo mang đám người nhà họ Lý đi về phía tập đoàn Vân Đình. Đám người Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đang ở trong văn phòng, nhìn thấy một nhóm người nhà họ Lý đến qua cửa sổ sát đất. Sao bọn họ lại đến đây? Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên. Đương nhiên là tới tìm em đổ vỏ. Cục diện rối rắm của Hoa Đình chỉ có thể ném cho em. Diệp Quân Lâm cười nói. Bây giờ Lý Tử Nhiễm đã biết về cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý, cô kinh ngạc nói, tại sao Hoa Đình lại gặp nhiều vấn đề như vậy ngay sau khi em rời đi? Em thực sự, cảm thấy như thể có người đứng sau làm. Đúng vậy, là anh đứng sau làm. Diệp Quân Lâm cười nói. Anh, không có khả năng, nếu anh có năng lực này, thì anh sẽ không ở chỗ này uống chài. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Lúc này, Lý Thiên Hạo dẫn đầu một nhóm người vội vã đến tòa nhà của tập đoàn Vân Đình, họ muốn xông thẳng vào.
đứng lại, làm gì đó? Tưởng là nhà của mình muốn xông thẳng vào à? Đội bảo vệ lập tức ngăn bọn họ lại. Anh bạn phiền cậu đi thông báo, chúng tôi muốn gặp Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo cười nói. Lý Tử Nhiễm gì? Công ty chúng tôi không hề có ai tên Lý. Tử Nhiễm, các người muốn làm gì? Võ Sâm đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói. Vậy, chúng tôi tìm Diệp Quân Lâm, phiền anh báo với Diệp Quân Lâm một tiếng. Lý Thiên Hạo lập tức thay đổi lời nói. Ông ta còn bí mật nhét cho nhân viên bảo vệ một phong bì, trong đó có đầy tiền. Ông nói Diệp tiên sinh, tôi hỏi thử xem. Võ Sâm và Diệp Quân Lâm rất quen thuộc, lập tức gọi điện cho anh. Diệp tiên sinh, có người tìm ngài. Nói với bọn họ, không gặp, đang bận. Chà đạp vì điện thoại di động của Võ Sâm bật loa ngoài, nên Lý Thiên Hạo và những người khác có thể nghe rõ. Cái gì, không gặp. Lý Thiên Hạo lập tức nói, Quân Lâm là ông đây, là ông nội đây. Mẹ nó ông lợi dụng ai hả, tôi là ông nội của ông này. Nói xong, Diệp Quân Lâm tắt máy. Chuyện, tất cả người nhà họ Lý đều sững sờ. Lý Thiên Hạo vỗ vào miệng, chủ yếu là do thói quen trước đây. Bảo vệ tiểu võ nhìn chằm chằm đám người Lý Thiên Hạo, không phải các người tới tìm họ hàng chứ. Dám xưng ông nội với Diệp tiên sinh. Những bảo vệ khác cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Ở trong công ty Diệp Quân Lâm không được Phương Tử Tình và những quản lý cấp cao để vào mắt. Nhưng lại quen thuộc thân thiết dễ gần với bảo vệ. Thường xuyên hút thuốc, nói phét uống trà. Cho nên uy tín của Diệp Quân Lâm ở trong vòng này rất cao. Vừa nghe thấy có người xưng là ông nội với Diệp tiên sinh. Mấy chục bảo vệ này đều không đồng ý. Đúng vậy, đội trưởng tôi thấy mấy người này không phải người tốt gì, hung dữ như vậy. Những bảo vệ khác tức giận nói. Lý Tùng Khuê nghẹn một bụng tức, bây giờ lại bị bảo vệ khiêu khích, lập tức nổi, mẹ nó mấy tên bảo vệ rẻ rách chúng mày ra oai cái gì? Chúng mày là cái thá gì? Mau tránh ra. Đúng, mấy tên bảo vệ rẻ rách chúng mày là cái thá gì? Mau bảo Diệp Quân Lâm xuống đây, nếu không tôi sẽ làm cho chúng mày thất nghiệp. Lý Văn Hải cũng tức giận. Nói thế nào thì nhà họ Lý bọn họ cũng có giá trị 1 tỷ tệ. Có thể để bọn bảo vệ này khiêu khích. Võ Sâm đội trưởng đội bảo vệ vừa nghe thấy lời này, anh ta liền dựng tóc gáy. Những người này tới quấy rối ở Vân Đình, đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi. Võ Sâm ra lệnh. Mười mấy bảo vệ cùng ra tay, ném bọn Lý Tùng Khuê ra ngoài. Lý Tùng Khuê vừa mới bị đánh, giờ lại bị đánh nữa. Lý Thiên Hạo sắp bị chọc tức chết. Chát, chát, chát. Ông ta tát mấy cái lên mặt Lý Tùng Khuê và Lý Văn Hải. Các người làm gì thế hả? Chúng ta đến đây cầu xin người ta, không phải tới đây ra oai. Lý Thiên Hạo thật sự sắp bị tức chết. Lý Thiên Hạo bước lên, lại nhét phong bì đầy tiền. Võ Sâm nhận hết. Anh ta lại gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Nói với bọn họ, nếu thật lòng tới tìm người thì tất cả hãy quỳ xuống đi. Diệp Quân Lâm nói. Nghe thấy chưa? Nếu các người thật lòng tới tìm Diệp tiên sinh có chuyện thì hãy quỳ xuống đi. Võ Sâm nói. Diệp Quân Lâm mày khinh người quá đáng. Lý Văn Hải và Lý Tùng Khuê vừa định nổi giận thì bị Lý Thiên Hạo ngăn lại. Các người làm gì thế hả? Các người còn chưa phản ứng được hả? Mau quỳ xuống cho tôi. Bị Lý Thiên Hạo xô đẩy, Lý Văn Phi, Lý Văn Hải, Lý Tùng Khuê và những người khác quỳ xuống trước quảng trường tập đoàn Vân Đình. Nhục nhã. Vô cùng nhục nhất sẽ có một ngày, bọn họ sẽ khiến phế vật rác rưởi Diệp Quân Lâm này quỳ xuống trước mặt bọn họ. Những người qua đường đi qua dừng lại nhìn, thậm chí có người còn đang chụp ảnh và quay video. Điều này càng khiến nhà họ Lý cao ngạo cảm thấy nhục nhã hơn. Mặt mũi của bọn họ, tôn nghiêm của bọn họ giống như bị trà đạp vào lúc này. Bọn họ thề sẽ xé nát Diệp Quân Lâm thành hàng vạn mảnh. Sẽ trả lại gấp 10 lần sự sỉ nhục mà hôm nay anh mang đến cho bọn họ. Mặc dù Lý Thiên Hạo không quỳ xuống, nhưng ông ta vẫn cảm thấy rất nhục nhã. Nhà họ Lý mất hết mặt mũi. Vì có thể gặp được Lý Tử Nhiễm, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm có thể nhìn rõ cảnh tượng bên dưới. Đặc biệt là bác cả và chú hai ngày thường rất độc đoán, vậy mà lại quỳ gối nơi công cộng này. Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng hơi xấu hổ. Quân Lâm, chúng ta làm thế này có thể sẽ không hay không? Làm cho bọn họ mất mặt như vậy.
Lòng tốt của Lý Tử Nhiễm, Lý Tử Nhiễm quá tốt bụng, lúc này cô vẫn đang nghĩ cho người khác. Em đau lòng bọn họ, lúc các người bị trục xuất khỏi nhà họ Lý, bọn họ đã làm gì? Họ đã đuổi các người đi. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm gật đầu. Đúng thật là như vậy. Alo, Tiểu Võ, tại sao vẫn còn có người đứng? Bảo ông ta cũng quỳ xuống đi. Diệp Quân Lâm không hài lòng nói. Vừa nghe thấy lời này Lý Tử Nhiễm đã lo lắng. Anh làm gì thế? Đó là ông nội, sao có thể bảo ông ấy quỳ? Lý Tử Nhiễm hoảng hốt nói. Em coi ông ta là ông nội, ông ta coi em là cháu gái không? Em đừng xen vào chuyện hỗn độn này, giao toàn bộ cho anh. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm kiên quyết. Trên quảng trường, Võ Sâm bước tới trước mặt Lý Thiên Hạo. Người phía sau hỏi, anh bạn, Diệp Quân Lâm nhìn thấy bọn họ không? Nhìn thấy, nhưng còn ông thì sao? Sao ông không quỳ xuống? Võ Sâm hỏi. Tôi. Lý Thiên Hạo sững sờ tại chỗ. Ông ta nào có ngờ tới ông ta cũng phải quỳ. Theo quan điểm của ông ta, để cho đám người Lý Văn Phi quỳ xuống đã là chân thành nhất rồi. Vậy mà bây giờ lại yêu cầu cả ông ta cũng phải quỳ xuống. Không nhận tổ tông. Phản bội tổ tông. Sao hả? Vừa nãy không nghe thấy nói tất cả mọi người phải quỳ xuống à? Ông đặc biệt hả? Đến cầu xin người ta giúp, còn muốn làm giá? Võ Sâm tức giận nói. Thân thể Lý Thiên Hạo run lên hỏi, anh bạn, là cậu ta bảo tôi cũng phải quỳ à? Phí lời, phải quỳ thì quỳ, không quỳ thì mang đám rác rưởi này cút. Võ Sâm rất tức giận. Thình thịch, trong ánh mắt kinh hãi của người nhà họ Lý, cuối cùng Lý Thiên Hạo vẫn quỳ trên mặt đất. Ngay lúc này, tôn nghiêm của nhà họ Lý sụp đổ. Xấu hỏi. Quá xấu hổ. Diệp Quân Lâm, chúng tôi nhất định sẽ giết chết cậu. Đây là những suy nghĩ của mỗi người nhà họ Lý. Ngay lúc Lý Thiên Hạo quỳ xuống, ông ta cũng sắp khóc. Cuối cùng ông ta vẫn phải quỳ xuống trước Diệp Quân Lâm. Tuyến phòng thủ tâm lý của Lý Thiên Hạo thực sự bị phá vỡ khi ông ta nhìn thấy những người đến nhìn bọn họ. Ông ta chỉ muốn đánh Diệp Quân Lâm đến chết. Vì nhà họ Lý, ông ta nhẫn nhịn. Lý Tử Nhiễm đang ở trong văn phòng bị sốc. Lý Thiên Hạo thực sự quỳ xuống. Lúc này, cô cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cô nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt tò mò. Kể từ khi người đàn ông này ra tù, anh trở nên bí ẩn như vậy. Miệng giống như đã được mở ra. Nói hội thương mại Tô Hàng và nhà họ Thẩm sẽ thất thủ, bọn họ thực sự đã thất thủ. Nói Lý Thiên Hạo sẽ đến quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ, nó đã thực sự trở thành sự thật. Anh ấy là thượng đế à? Nói là làm ngay. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải Diệp Quân Lâm đứng sau giở trò quỷ trong chuyện của nhà họ Lý hay không. Nhưng không giống anh có sức mạnh này. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Tử Nhiễm hỏi. Để quỳ trước đi. Cho đến lúc tan làm, đám người Lý Thiên Hạo đã quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ. Diệp Quân Lâm để Lý Tử Nhiễm đi cùng xe với Phương Tử Tình. Anh vênh váo bước ra từ cửa trước của công ty. Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm xuất hiện, cả nhà họ Lý đều mỉm cười. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng xuất hiện. Diệp Quân Lâm đi thẳng tới chỗ Lý Thiên Hạo cười nói, ông già, bảo ông quỳ ngay. Không phải cậu và Tử Nhiễm đã bảo chúng tôi quỳ sao? Còn Tử Nhiễm đâu, có phải nó đã đồng ý với yêu cầu của tôi rồi phải không? Lý Thiên Hạo lo lắng hỏi. Đúng thế, chúng tôi vẫn đang chờ Tử Nhiễm trở lại, kiểm soát tình hình chung. Những người khác cũng lo lắng. Diệp Quân Lâm cười nói, ngại quá, Tử Nhiễm không hề ở đó, là tôi bảo các người quỳ, không liên quan gì đến Tử Nhiễm. Đấu giá tập đoàn Đông Thiên cái gì hay có nghĩa là Tử Nhiễm còn không hề hay biết. Lý Thiên Hạo sững sờ. Đúng vậy, còn việc các người muốn làm thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Mọi người trong nhà họ Lý đều sững sờ. Đúng thật. Bọn họ hoàn toàn không nói gì, đã quỳ ở đây 3-4 tiếng đồng hồ. Diệp Quân Lâm cậu chơi chúng tôi. Lý Thiên Hạo nhìn Diệp Quân Lâm đầy nghi ngờ. Nhà họ Lý sắp nổi điên. Tôi chơi các người à? Các người cũng không nói cho tôi biết chuyện gì, còn nữa tôi bảo các người liền quỳ. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Nhà họ Lý thực sự sắp bị tức đến mức muốn khóc. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Diệp Quân Lâm xoay người bỏ đi. Đợi đã, nói cho chúng tôi biết Lý Tử Nhiễm đang ở đâu.
Lý Tùng Khuê nhanh chóng ngăn Diệp Quân Lâm lại. Việc gì phải nói cho các người biết, tránh ra. Không nói, không thể đi. Con mẹ nó tránh ra, anh chán sống hả, dám động vào anh Diệp. Võ Sâm vội vàng đưa toàn bộ bảo vệ chạy đến. Trong nháy mắt, Lý Tùng Khuê và những người khác đều bị thu phục đè xuống đất. Lý Tùng Khuê bị đánh 3 lần 1 ngày. Nhà họ Lý chỉ có thể nhìn Diệp Quân Lâm rời đi. Trong mấy ngày qua, tập đoàn Vân Đình là lúc bận rộn nhất, ngay cả khi đèn trong toàn bộ tòa nhà văn phòng đều bật sáng vào ban đêm. Bởi vì sau khi hội thương mại Tô Hàng và nhà họ Thẩm sụp đổ, khối lượng thị trường quá lớn. Tập đoàn Vân Đình cần chiếm nhiều thị trường càng nhanh càng tốt. Gần đây tỉnh thành Kim Lăng, các nhà kinh doanh lớn ở tỉnh thành Kim Lăng và các khu vực khác của tỉnh Giang Nam đều đổ về Tô Hàng để có được một phần của chiếc bánh. Lúc này Vương Húc trưởng bộ phận tiếp thị gọi đến, anh ta là cấp dưới cũ của Diệp Quân Lâm. Diệp Tổng, vừa nãy tôi thấy một xí nghiệp khá tốt. Chắc là thích hợp với cô Lý. Nói đi, tập đoàn Đông Thiên, ban đầu do nhà họ Thẩm kiểm soát, là một doanh nghiệp toàn diện, những năm gần đây còn phát triển các dự án văn hóa và giải trí, triển vọng rất lớn. Gần đây, sau khi nhà họ Thẩm sụp đổ, tập đoàn Đông Thiên cũng sụp đổ, vì vậy cần người tiếp quản. Ngày mai công ty sẽ được đấu giá tại khu nghỉ dưỡng Thanh Vân ở ngoài ô tô hàng. Tôi có cần thu xếp việc chụp ảnh không? Vương Húc nói. Không cần đâu, tôi sẽ đích thân đến đó. Diệp Quân Lâm cười nói. Đúng dịp đưa vợ đến khu nghỉ dưỡng để thư giãn, nhân tiện trốn ở nhà họ Lý. Sau khi trở về nhà, Lý Tử Nhiễm vẫn còn lo lắng. Thu dọn đồ đạc một chút. Diệp Quân Lâm nói. Hả, tại sao lại thu dọn đồ đạc? Lý Tử Nhiễm chớp chớp đôi mắt to hỏi. Đi du lịch. Lý Tử Nhiễm càng khó hiểu, đều đã như vậy rồi đi du lịch làm cái gì? Cô đang lo lắng về công việc, về tương lai, về nhà họ Lý. Không có thời gian để đi du lịch. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm cũng đến thẳng khu nghỉ dưỡng Thanh Vân với Diệp Quân Lâm. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Diệp Quân Lâm lại đưa cô đi du lịch vào lúc này. Khi đến khu nghỉ mát đã gần 9 giờ. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người đến khu nghỉ dưỡng trong khoảng thời gian này, các khu vực đỗ xe đều là xe thương mại hạng sang, ngay cả chiếc Audi 7 rupee Ấn Độ của Lý Tử Nhiễm trông cũng rất kém sang. Qua, đó không phải là chủ tịch Vạn Vân sao? Sao anh ta cũng tới đây? Còn CEO của Long Nguyên? Lý Tử Nhiễm không khỏi cảm thán khi nhìn thấy nhiều doanh nhân lớn. Đồng thời, cô cũng rất khó hiểu tại sao khu du lịch lại tập trung nhiều nhân vật lớn đến vậy. Sau khi đăng ký thành công tại khu nghỉ dưỡng, Lý Tử Nhiễm mới biết. Ngày mai tập đoàn Đông Thiên sẽ được bán đấu giá tại đây. Những ông lớn đó đều đến đây là vì tập đoàn Đông Thiên. Sau sự sụp đổ của nhà họ Thẩm và hội thương mại Tô Hàng lần này, những tập đoàn trị giá hàng tỷ như Đông Thiên đã sa sút quá nhiều. Lý Tử Nhiễm cảm thán với Diệp Quân Lâm. Ngày mai anh đấu giá cho em thấy tập đoàn Đông Thiên như thế nào? Diệp Quân Lâm hỏi. Rất mạnh, không chỉ phát triển mạnh mảng bất động sản, còn có một bộ phận giải trí tốt, tạo ra rất nhiều người nổi tiếng. Đứng đầu điện ảnh Internet. Lý Tử Nhiễm cười nói. Diệp Quân Lâm xoa đầu cô, được rồi, ngày mai anh sẽ đấu giá cho Imo. Hi hi hi. Lý Tử Nhiễm cười run rẩy. Anh đừng nói giỡn, tập đoàn Đông Thiên đấu thầu, giá thấp nhất cũng phải 2 tỷ tệ. Lý Tử Nhiễm cười nói. Trước đó, Diệp Quân Lâm đã nói cô sẽ sống lại. Nhưng việc đấu thầu cho tập đoàn Đông Thiên là quá phóng đại. Cô cho rằng Diệp Quân Lâm đang tự an ủi mình. Tuy nhiên, ngày mai chúng ta cũng tham gia đấu giá, được thêm kiến thức. Lý Tử Nhiễm nói. Ngay khi cả hai chuẩn bị đi thang máy lên phòng dành cho khách, một giọng nói vang lên sau lưng, có phải Tử Nhiễm không? Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chạc 30. Anh ta rất sung sức, thuộc loại đàn ông thành đạt. Hả, anh Cao Thiên Lâm? Lý Tử Nhiễm nhận ra. Đây là con trai của bạn học Lý Văn Uyên. Trước đó, bạn cùng lớp Lý Văn Uyên muốn sắp xếp một buổi hẹn hò mù quáng, nhưng cô đã từ chối. Thực sự là em, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Cao Thiên Lâm cười nói, đồng thời nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khinh bỉ. Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi, anh Cao, anh làm việc ở đây à? Nghe vậy, Cao Thiên Lâm đứng thẳng người, đắc ý nói, đúng vậy, tôi là tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Thanh Vân. Đây là danh thiếp của tôi.
Cao Thiên Lâm đưa cho Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân một tấm danh thiếp. Sau khi đọc danh thiếp, Lý Tử Nhiễm lịch sự nói, anh Cao, anh bây giờ thật tốt. Cả người Cao Thiên Lâm lâng lâng, khiêm tốn nói, cũng được, mỗi năm chỉ có mấy trăm vạn mà thôi, không thể so với các người. Ôi, Tử Nhiễm, xin lỗi, tôi quên mất em không có gì cả. Hai ngày trước, tôi nghe tin công ty của em đã đưa cho nhà họ Lý, em cũng bị trục xuất khỏi gia phả. Hai, Tử Nhiễm cuộc đời của em thật khổ. Anh ta lại liếc nhìn Diệp Quân Lâm nói, càng thảm hơn nữa là em đứng với một người chồng như vậy. Vừa ra tù thì không nói làm gì, trong thời điểm em gặp khủng hoảng, chẳng giúp được việc gì. Thấy Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm không nói chuyện, Cao Thiên Lâm nói tiếp, anh này, không phải nói anh đâu. Đàn ông trưởng thành mà để một người phụ nữ nuôi có xấu hổ không? Anh nên đi làm quen đi, ly hôn với Tử Nhiễm, đừng để Tử Nhiễm bỏ lỡ đời nữa. Vậy anh nói cho tôi biết ai mới xứng với Tử Nhiễm? Diệp Quân Lâm hỏi. Trò hay. Có vẻ như thằng nhóc này cũng biết mình không làm được. Cao Thiên Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm trìu mến nói, Tử Nhiễm, tôi đã 32 vẫn còn độc thân. Thực ra tôi vẫn luôn đợi em, chỉ cần em bằng lòng, tôi sẽ lập tức cưới em. Bây giờ tiền tiết kiệm của tôi sắp đến 1000 vạn, xe là Porsche. Ở nhà cũng có mấy gian phòng. Lý Tử Nhiễm trông xấu hổ. Nhưng ánh mắt ngượng ngùng này rơi vào trong mắt Cao Thiên Lâm, khiến anh ta nóng mắt, nóng lòng muốn ngủ với Lý Tử Nhiễm ngay lập tức. Sau khi kết hôn với tôi, em là vợ của ông chủ khu nghỉ dưỡng Thanh Vân. Tôi thì sẽ ký thêm hợp đồng với một khu nghỉ dưỡng khác. Cao Thiên Lâm cười nói. Theo ý kiến của anh ta, Lý Tử Nhiễm không thể từ chối sự cám dỗ này. Diệp Quân Lâm cười hỏi, khu nghỉ dưỡng này có giá trị rất cao à? Anh em nói cho anh biết, 200 triệu tệ. Cao Thiên Lâm khoa trương nói. Diệp Quân Lâm im lặng gọi điện thoại, này, là tôi, Diệp Quân Lâm, giúp tôi mua khu nghỉ dưỡng Thanh Vân. Anh ta nghĩ mình là ai? Tính cách độc đoán và bộc trực của Diệp Quân khiến Lý Tử Nhiễm và Cao Thiên Lâm sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, Cao Thiên Lâm bật cười. Anh em, anh xem nhiều phim quá à, chỉ cần một cú điện thoại là có thể mua được toàn bộ khu nghỉ dưỡng sao? 200 triệu tệ đó. Cao Thiên Lâm chế nhạo. Ha ha ha, người này bị bệnh sao? Còn muốn mua khu nghỉ dưỡng? Anh ta nghĩ mình là ai? Chỉ là giả vờ giàu có ý dạo ai? Các nhân viên xung quanh cười phá lên. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng cảm thấy khoa trương. Mặc dù mất mặt trước Cao Thiên Lâm, nhưng chuyện đó không thành vấn đề, cô không quan tâm. Diệp Quân Lâm nói phét lại trở thành trò cười. Anh Cao, chúng tôi đi trước. Cảm nhận được những ánh mắt khinh thường, Lý Tử Nhiễm không muốn ở lại đây nữa. Cô kéo Diệp Quân Lâm đi. Em gái Tử Nhiễm hãy giữ danh thiếp của tôi, nếu em có bất cứ chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Tôi là người có tiếng nói cuối cùng trong khu nghỉ dưỡng này. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Cao Thiên Ân không quên nhắc nhở. Sau đó, Cao Thiên Lâm nói với nhân viên một lần nữa, vào xem họ ở phòng nào, rồi để lại chìa khóa cho tôi. Ha ha. Vẻ mặt của Cao Thiên Lâm lộ rõ vẻ dâm đãng. Anh ta đã mơ ước Lý Tử Nhiễm từ lâu. Lần này Lý Tử Nhiễm đến đĩa của anh ta, làm sao anh ta có thể bỏ qua được? Hừ hừ, em gái Tử Nhiễm chờ anh đây làm em vui vẻ nhé. Cao Thiên Lâm cảm thấy trong lòng nóng bừng, suýt chút nữa không chịu nổi. Sau khi bước vào, Diệp Quân Lâm nhận được một cuộc gọi. Này, mua lại thành công rồi phải không? Được rồi, sáng mai gửi hợp đồng đi. Bây giờ đã quá muộn, tôi muốn nghỉ ngơi. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm trợn mắt trắng nhìn anh, người đã không còn ở đây nữa mà anh còn nói phét. Anh nói phét với em cũng vô dụng. Lý Tử Nhiễm cho rằng Diệp Quân đang khoác lác. Nhưng trên thực tế, nhà họ Tiêu đã thực sự mua khu nghỉ dưỡng này sau khi nghe Diệp Quân Lâm dặn dò. Sau đó, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đến nhà hàng ăn cơm. Các nhân viên đã nhanh chóng thông báo cho Cao Thiên Lâm về nơi ở của họ. Cơ hội đến rồi. Cao Thiên Lâm đến nhà bếp nhà hàng. Các món ăn ở bàn 08 là gì? Cao Thiên Lâm hỏi. Ở đây. Đầu bếp chỉ tay. Cao Thiên Lâm lén đổ một gói thuốc lên một số món ăn. Đây là liều thuốc bí mật của anh ta. Trong những năm qua, lần nào cũng được. Nhiều cô gái xinh đẹp đến khu du lịch đã bị anh ta đánh thuốc mê rồi lăn ra ngủ. Khi thức dậy vào ngày hôm sau,
người liên quan thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cao Thiên Lâm và người phục vụ đích thân đến bàn của Diệp Quân Lâm. Em gái Tử Nhiễm, tôi tặng cho em mấy món ăn và một chai rượu vang đỏ. Chúc hai người có một thời gian vui vẻ. Cảm ơn. Diệp Quân Lâm cảm thấy Cao Thiên Lâm không có ý tốt. Anh ngửi thấy, thức ăn và rượu đều bị đánh thuốc. Nhưng anh không vạch trần. Anh và Lý Tử Nhiễm ăn uống như bình thường. Cao Thiên Lâm ở đằng xa đã nhìn thấy mọi thứ trong mắt anh. Tối nay vui vẻ rồi. Tác dụng gây nghiện của thuốc tác dụng sau một giờ, anh ta có thể làm Lý Tử Nhiễm như nào cũng được. Lý Tử Nhiễm vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc ăn cô lắm bẩm đụng vào Diệp Quân Lâm, để anh nhìn sang bên cạnh. Diệp Quân Lâm nhìn sang suýt nôn. Vì có ba người đàn ông ngồi bàn bên cạnh. Ba người đàn ông tuy cứng cáp nhưng trang điểm đậm, đánh phần nền dày, tỉa lông mày và tô son. Điều thậm chí còn phóng đại hơn là ba người này, đang véo ngón tay nhau. Thỉnh thoảng ba người họ còn hôn nhau. Gay! Sau khi Diệp Quân Lâm nhìn thấy, từ này hiện lên trong đầu anh. Ngày nay, xã hội ngày càng cởi mở, những chàng gay không chỉ là những chàng trai da trắng mà còn có rất nhiều chàng trai mạnh mẽ tập thể hình điệu đà như thế này. Người đàn ông càng thô bạo, anh ta càng thích chơi. Nhìn thấy ba người đàn ông vạm vỡ đang tán tỉnh, Diệp Quân Lâm cảm thấy đồ mình đang ăn muốn nôn ra hết. Đối với Lý Tử Nhiễm cũng vậy, toàn thân nổi da gà. Chồng à, chúng ta mau ăn đi, ăn xong rồi đi. Lý Tử Nhiễm nhỏ giọng nói. Ừ, cả hai ngay lập tức tăng tốc độ ăn. Sau khi ăn xong, Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất buồn ngủ. Về đến phòng thì ngủ quên mát. Hiển nhiên là thuốc đã phát huy tác dụng. Nhưng loại thuốc này không làm Diệp Quân Lâm bị thương chút nào. Anh ngồi trên ghế sofa, chờ đợi. Lúc này Cao Thiên Lâm đang ở trong văn phòng không thể chịu nổi. Anh ta đợi nửa tiếng nữa rồi mới hành động. Tại thời điểm này, hiệu quả của thuốc đã phát huy tác dụng. Anh ta rón rén đến phòng của hai người Diệp Quân Lâm. Lần đầu tiên anh ta bám chuông cửa, nhưng hồi lâu không có phản hồi. Anh ta lại gõ cửa, nhưng vẫn không có phản hồi. Cuối cùng, anh ta lấy thẻ phòng ra, mở cửa rồi lặng lẽ bước vào phòng. Sau khi anh ta bật đèn, nhìn thấy Lý Tử Nhiễm nằm trên giường lớn, nhất thời dục hỏa đốt người. Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đâu? Cao Thiên Lâm không nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lập tức tìm kiếm xung quanh. Bốp! Nhưng vào lúc này, anh ta đột nhiên bị đánh mạnh, hai mắt tối sầm, ngắt đi. Lúc này Diệp Quân Lâm đang đứng đằng sau anh ta. Sau khi hút xong điều thuốc, anh kéo Cao Thiên Lâm đến một phòng dành cho khách. Sau đó, anh bấm chuông cửa. Căn phòng này là ba người đồng tính mà họ đã gặp trước đó ở. Có người gõ cửa, bọn họ mở ngay. Chỉ sau khi mở cửa, không có ai ở bên ngoài. Nhưng bọn họ nhìn thấy một người đàn ông đang trần truồng nằm trên mặt đất, đó là Cao Thiên Lâm. Nhìn Cao Thiên Lâm, ba người đàn ông cường tráng nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười cực kỳ dâm mỹ. Ba người đàn ông mạnh mẽ cùng nhau khiêng Cao Thiên Lâm vào phòng. Một tiếng kêu thảm thiết có thể nghe thấy lờ mờ trong những căn phòng xung quanh căn phòng này vào đêm hôm đó. Mọi người chỉ coi họ như đang xem một bộ phim kinh dị, không quan tâm. Một số nhân viên của khu nghỉ mát tụ tập lại với nhau, cười nói, tối nay Cao Tổng lại làm chuyện xấu phải không? Không phải sao, hình như là con gái của bạn học của ba anh ấy, cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là thần tiên. Bây giờ Cao Tổng đang tận hưởng, phải không? Tôi đã thấy ông ấy lẻn vào phòng trước mặt tôi. Một đêm này, Cao Thiên Lâm ở trong trạng thái hoảng hốt. Dường như xảy ra trong thực tế, dường như là một giấc mơ. Có vẻ như anh ta đã bị hủy hoại bởi ba người đàn ông mạnh mẽ. Đau ở khắp mọi nơi. Sáng sớm ngày hôm sau, mông đau như lửa đốt, Cao Thiên Lâm chậm rãi mở mắt ra. Chuyện xảy ra là anh ta đang nằm trên một chiếc giường lớn. Vậy có lẽ tối qua mình đã ngủ Lý Tử Nhiễm rồi ha? Nghĩ đến điều này, Cao Thiên Lâm rất phấn khích. Cuối cùng, anh ta đã ngủ với nữ thần trong lòng mình. Nhưng dường như lại không có bất kỳ ấn tượng nào. Cao Thiên Lâm xoa cái đầu xương tây của mình. Ngay sau đó, anh ta trở nên yếu ớt, giống như suy sụp. Anh ta thậm chí còn cảm thấy đau khủng khiếp ở miệng, cổ, cánh tay và mông, như muốn xé toạc ra. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ đêm qua Lý Tử Nhiễm điên cuồng như vậy?
Cao Thiên Lâm nghĩ trong lòng. Anh ta lại mở mắt, cố gắng nhìn rõ. Rồi di chuyển cánh tay của mình sang một bên. Quả nhiên chạm vào cơ thể con người, nhưng cảm thấy rất cứng, giống như một hòn đá. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Cao Thiên Lâm nhìn rõ ba người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, anh ta đã choáng váng. Cao Thiên Lâm hét lên một tiếng thảm thiết. Giống như nóc nhà sắp bị xé toạc. Làm sao anh ta có thể ngủ với ba người đàn ông? Tất cả đều khỏa thân. Đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này Cao Thiên Lâm sắp gục ngã. Tiếng hét của anh ta đã đánh thức ba người đàn ông mạnh mẽ. Ba người liếc mắt nhìn Cao Thiên Lâm, cười nói, bé cưng, em tỉnh rồi à? Cây pi hú. Nghe thấy cách xưng hô của ba người, Cao Thiên Lâm sắp nôn ra hết bữa tối hôm qua. Quá kinh tởm. Cao Thiên Lâm nhanh chóng nhảy xuống giường, cảnh giác nhìn ba người, các người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bé cưng là em tự mình đến phòng tụi anh, còn không mặc quần áo. Bây giờ thưởng thức xong, quay mặt lại không nhận ai ư. Cặn bã mài. Nhìn bộ dạng giống khuôn mặt của ba người, Cao Thiên Lâm thực sự muốn phát điên. Rốt cuộc giữa anh ta và ba người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì? Anh ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cao Thiên Lâm vội vàng quấn chăn định rời đi, nhưng bị ba người bọn họ ngăn lại. Cưng à, bọn anh để em đi chưa? Các người muốn làm gì? Cẩn thận tôi chỉnh đốn các người. Cao Thiên Lâm nhẫn nhịn cơn đau đớn trên người, cảnh cáo bọn họ. Cưng à, em vẫn nên nhìn xem tối qua đã xảy ra chuyện gì đi. Một người đàn ông mạnh mẽ đưa máy ảnh cho Cao Thiên Lâm. Nhìn thấy nội dung tục tíu trong đó, Cao Thiên Lâm thực sự muốn chết. Anh ta thực sự đã bị hủy hoại bởi ba người đàn ông này. Ai, tôi không muốn sống nữa. Cao Thiên Lâm sắp nổi điên. Diệp Quân Lâm, chắc chắn là Diệp Quân Lâm đã tính kế mình. Diệp Quân Lâm, tôi sẽ không tha cho NHTL. Cao Thiên Lâm lập tức phản ứng lại. Rời đi. Cao Thiên Lâm muốn rời khỏi đây. Bé cưng, em đừng đi, nếu cưng muốn đi, tụi anh sẽ công khai đoạn video này ra ngoài. Ba người đàn ông mạnh mẽ đe dọa. Cao Thiên Lâm sợ chết khiếp. Nếu video này lộ ra ngoài, anh ta thực sự không cần phải sống nữa. Ngay cả cha mẹ anh ta cũng sẽ xấu hổ đến chết. Thình thịch. Cứ như vậy, Cao Thiên Lâm bị ba người đè lại, muốn làm gì thì làm. Tay Cao Thiên Lâm nắm chặt tấm khăn trải giường, rơi nước mắt vì tủi nhục. Đây là giây phút nhục nhã nhất trong cuộc đời anh ta. Đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông. Cuối cùng, khi Cao Thiên Lâm rời đi, anh ta bước đi khập khiếng, mặc quần áo của một người đàn ông vạm vỡ. Nước mắt anh ta cứ chảy dài, dây thần kinh tê dại đến mức không còn cảm thấy đau. Anh ta thực sự muốn nhảy khỏi tòa nhà. Một điều bất ngờ đã xảy ra như vậy. Hử, anh Cao, anh sao vậy? Sao lại đi khập khiếng? Sao? Anh lại khóc. Đột nhiên vang lên giọng nói của Lý Tử Nhiễm. Cao Thiên Lâm sợ hãi nhìn lên. Không biết Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm xuất hiện ở đây từ khi nào? Đúng vậy, người anh em một thằng đàn ông trưởng thành khóc cái gì chứ? Xảy ra chuyện gì à? Chậc, sao miệng anh lại bị phá như thế? Trên cổ anh còn có vết hẳn, vết son trên mặt, mùi nước hoa trên người. Diệp Quân Lâm cau mày. Bây giờ mỗi lời nói của Diệp Quân Lâm đều khiến Cao Thiên Lâm mở ra vết sẹo của anh ta, để anh ta nhớ lại nỗi đau vừa rồi. Những dấu vết này chính là nỗi hổ thẹn mà ba người kia mang đến cho anh ta. Người anh em tối qua anh đến chỗ quái quỷ gì thế? Quần áo này là của anh à? Diệp Quân Lâm nhắc nhở, làm nước mắt của Cao Thiên Lâm rơi không ngừng. Càng ngày càng bị làm nhục. Thậm chí anh ta còn thấy Lý Tử Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt chán ghét nhìn anh ta. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Trước mặt nữ thần hình tượng của anh ta bị mất sạch rồi. Đột nhiên Diệp Quân Lâm lại gần anh ta ngửi ngửi, sau đó nói với Lý Tử Nhiễm, vợ ơi, em có ngửi thấy mùi gì không? Mùi trên người anh ta giống hệt mùi trên người ba chàng gay mà chúng ta đã gặp đêm qua. Cao Thiên Lâm thực sự sắp bùng nổ. Diệp Quân Lâm quá xấu. Cái hay không nói, nói cái dở. Nếu mọi người biết anh bị ba người đàn ông hủy hoại, có lẽ chỉ có thể giải thoát bằng cái chết. Đặc biệt là để cho Lý Tử Nhiễm biết, anh ta không còn chút mặt mũi nào. Lý Tử Nhiễm cũng hít mạnh một hơi, đồng ý nói, đúng thế thật. Mùi giống hệt nhau.
em nhớ rõ mùi này. Chậc chậc chậc, anh Cao, không phải tối qua anh ngủ với ba chàng gay chứ? Trời ơi, anh còn có sở thích như vậy à? Tôi phục rồi, anh trâu bò thật đấy. Thảo nào đã 32 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nói quá lên, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Lý Tử Nhiễm cũng phụ họa nói, à phải rồi, em nhận ra rồi, quần áo trên người anh Cao là của một trong ba anh chàng gay. Em nhớ rất rõ, không lẽ anh Cao anh thật sự như vậy? Lý Tử Nhiễm nhìn Cao Thiên Lâm với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc này, Cao Thiên Lâm không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Anh ta cúi đầu bỏ đi. Trên mặt anh ta rơi ra những giọt nước mắt tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm chán ghét nói, hả? Chồng à, em thật không ngờ một người đàn ông to lớn lại có sở thích như vậy, trời ạ, em không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Diệp Quân Lâm cười nói, đúng thế, anh sắp nôn ra cả bữa ăn tháng trước rồi đây này. Cao Thiên Lâm chạy về phòng của mình, sau đó đốt quần áo. Anh ta chạy vào nhà tắm, tắm hàng chục lần, sử dụng hết một chai sữa tắm. Lúc này anh ta mới từ bỏ. Anh ta đã rửa sạch sự xấu hổ của mình. Những dấu vết mà họ mang lại cho mình. Anh ta mặc một bộ đồ mới, anh ta cứ xịt nước hoa suốt. Giống như có thể che đậy mùi của ba người đàn ông kia. Diệp Quân Lâm, chắc chắn là anh. Lúc này đầu óc Cao Thiên Lâm vô cùng sáng suốt. Anh ta phân tích một loạt màn biểu diễn vừa rồi của Diệp Quân Lâm, chắc chắn anh biết chuyện này, chắc chắn là do một mình anh thu xếp. Bởi vì sau khi vào phòng, không hiểu sao anh ta đã bất tỉnh. Chắc chắn là do Diệp Quân Lâm làm. Anh ta lập tức chạy đến phòng giám sát. Xem lại đoạn giám sát đêm qua. Khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm kéo mình đến phòng của ba người đàn ông mạnh mẽ đó, anh ta đã tức giận đập bàn. Diệp Quân Lâm, tôi chắc chắn sẽ giết anh. Cao Thiên Lâm thật sự sắp bùng nổ. Xem xong, anh ta lập tức hủy đoạn giám sát này. Mấy nhân viên bảo vệ trong phòng giám sát cười nói, anh Cao tối qua có sảng khoái không? Người phụ nữ đó đẹp như vậy, chậc chậc, nói ra để cho anh em ngưỡng mộ với nào. Chát, ngưỡng mộ con mẹ mày. Cao Thiên Lâm tát vào mặt một người. Anh ta bị ba người đàn ông cưỡng bức. Sảng khoái cái quằn. Sau khi đi ra ngoài, Cao Thiên Lâm dẫn theo một vài nhân viên bảo vệ, nhanh chóng chạy đến chỗ Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm, thằng chồng tốt của cô, đêm qua có nhiều khách bị mất đồ. Xem qua camera giám sát biết được chồng cô là Diệp Quân Lâm đã lấy trộm đồ. Cao Thiên Lâm tức giận nói. Bây giờ anh ta không quan tâm đến 3721 gì nữa. Chỉ muốn kéo Diệp Quân Lâm đến phòng an ninh và đánh anh. Nhưng anh ta cần phải tìm một lý do. Hả, không phải, tối hôm qua anh ấy ở cùng tôi. Lý Tử Nhiễm ngạc nhiên nói. Cao Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, tránh ra. Người đâu, mau đưa Diệp Quân Lâm đi cho tôi. Mấy nhân viên bảo vệ ngay lập tức chuẩn bị hành động với Diệp Quân Lâm. Cao Thiên Lâm, anh đang làm gì vậy? Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Hả, Trương Tổng sao anh lại đến đây? Cao Thiên Lâm ngạc nhiên nói. Người đến là ông chủ thực sự của khu nghỉ dưỡng. Có người mua toàn bộ khu nghỉ dưỡng, tôi đến làm thủ tục. Trương Tổng nói. Cái gì, có người đã thu mua lại khu nghỉ dưỡng? Cao Thiên Lâm sửng sốt. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng sửng sốt. Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ? Tối qua Diệp Quân Lâm giả vờ thu mua khu nghỉ dưỡng, thật sự thu mua được. Đúng vậy, tối hôm qua đã thu mua xong, mọi thủ tục đã hoàn tất. Chỉ là bọn họ muốn nghỉ ngơi, hôm nay để cho tôi lại tới. Lời nói của Trương Tổng khiến cho hai mắt Lý Tử Nhiễm như bay ra ngoài. Cô ngạc nhiên nhìn Diệp Quân Lâm, sẽ không phải là anh chứ? Trương. Trương Tổng, người thu mua khu nghỉ dưỡng là ai? Cao Thiên Lâm lắp bắp, nhận ra có điều không ổn. Trương Tổng cười nói, ngay trước mắt anh. Nói xong, Trương Tổng tiến lên một bước, cúi chào Diệp Quân Lâm, anh Diệp tôn quý, theo chỉ dẫn của anh, đã thu mua xong khu nghỉ dưỡng Thanh Vân rồi. Đây là hợp đồng và thủ tục, mời anh kiểm tra. Ngôn ngữ không kinh người, chết người không thôi. Trương Tổng nói điều này. Cao Thiên Lâm thực sự sắp bùng nỏ. Thực sự là anh. Đêm qua anh thực sự đã thu mua khu nghỉ dưỡng. 200 triệu tệ, chỉ một câu nói. Quá lợi hại. Anh không phải là thằng vô dụng dựa dẫm vào nữ sao? Lý Tử Nhiễm cũng có vẻ mặt không thể tin nổi.
Diệp Quân Lâm thực sự thu mua được. Cô nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Quân Lâm cười nói, không cần xem thủ tục đâu, có nghĩa là bây giờ tôi là người định đoạt khu nghỉ dưỡng. Đúng thế. Bọn họ cũng do tôi quản. Diệp Quân Lâm chỉ tay vào đám người bảo vệ. Đó là đương nhiên. Diệp Quân Lâm đột nhiên cao giọng, tức giận nói, vậy đội bảo vệ hãy nói cho tôi biết tối hôm qua có ai bị mất đồ không? Một câu nói khiến đội bảo vệ sợ hãi, Cao Thiên Lâm gần như chết ngạt. Các nhân viên bảo vệ nhìn nhau, nhìn Diệp Quân Lâm và Cao Thiên Lâm. Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Trương Tổng gầm lên, nói đi, nói thật. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức mở miệng nói, không có chuyện đó. Là Cao Thiên Lâm ra lệnh cho chúng tôi làm việc này, mục đích là muốn đánh chết anh Diệp. Phịch, Cao Thiên Lâm quỳ xuống đất. Tôi sai rồi, anh Diệp, Tử Nhiễm xin hai người bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ không dám nữa. Cao Thiên Lâm bật khóc. Diệp Quân Lâm cười nói, người đâu, đưa Cao Thiên Lâm tới phòng 14.091. Ngay khi nghe thấy số phòng, Cao Thiên Lâm sắp nổi điên. Hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Không, không không không. Làm ơn đừng mà, tôi xin các người. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, đưa đi cho tôi. Không. Cao Thiên Lâm xoay người bỏ chạy, nhưng anh ta đi khập khiếng nên chạy quá chậm. Bảo vệ lập tức chặn anh ta lại. Đối với anh ta, căn phòng đó giống như một lò luyện địa ngục tồn tại trên trái đất. Cuối cùng, anh ta bị đưa đến phòng 1409 giữa những làn sóng đầu tranh. Hả, chuyện gì xảy ra với phòng 1409 thế hai? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Ba người đàn ông kia ở trong đó. Diệp Quân Lâm nói nhỏ. Hả, Lý Tử Nhiễm không dám hỏi nữa. Đôi mắt Diệp Quân Lâm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dám chuốc thuốc vợ anh, hình phạt này còn nhẹ. Vấn đề của Cao Thiên Lâm đã kết thúc, sắp tới là buổi đấu giá của tập đoàn Đông Thiên. Trong hội trường đã sắp xếp xong, mọi người lần lượt đi vào. Lý Tử Nhiễm cũng đi theo Diệp Quân Lâm vào hội trường. Bên trong, quả nhiên hội tụ những ông lớn. Thậm chí Lý Tử Nhiễm còn nhìn thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ những nơi khác trong tỉnh. Có quá nhiều người đang nhìn vào miếng thịt béo bở của tập đoàn Đông Thiên. Người đẹp có thể kết bạn không? Lúc này, một nhóm người đã đi thẳng tới chỗ Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Người trẻ tuổi dẫn đầu mỉm cười với Lý Tử Nhiễm, hoàn toàn không để ý đến Diệp Quân ở bên cạnh. Lý Tử Nhiễm cười nói, xin lỗi, tôi đã có chồng rồi. Có chồng cũng không ảnh hưởng tới chuyện hai ta quen nhau. Tôi xin tự giới thiệu, Tô Triệu Phi nhà họ Tô ở tỉnh thành Kim Lăng. Người đàn ông đưa danh thiếp. Khi người đàn ông nói, mọi người đều kinh ngạc. Cái gì, Tô Triệu Phi tam thiếu nhà họ Tô ở tỉnh thành Kim Lăng? Sao anh ta lại tới đây? Nhà họ Tô ở tỉnh thành tương đương với cấp đại gia ở Tô Hàng. Bọn họ cũng nhìn ra miếng thịt mỡ của tập đoàn Đông Thiên. Làm sao chúng ta có thể tranh được nữa? Trực tiếp từ bỏ thôi. Các ông trùm kinh doanh này lần lượt rút lui. Bọn họ cũng biết gần đây có nhiều ông chủ lớn từ tỉnh thành đến Tô Hàng ăn thịt ăn canh. Không ngờ lại gặp phải ở chỗ này. Tô Triệu Phi rất hài lòng với hiệu ứng này. Những người thuộc gia đình lớn như họ ở tỉnh thành đến những nơi này, cảm thấy như một kiểu cải trang vi hành. Giống như hoàng đế đến một thị trấn xa xôi. Bây giờ cô đây thấy thân phận của tôi đã đủ chưa? Tô Triệu Phi đắc thắng cười. Những người trẻ tuổi ở tỉnh thành này từ lâu đã nghe nói đến vẻ đẹp của con gái ở Tô Hàng. Hôm nay gặp được Lý Tử Nhiễm quả thực kinh ngạc lòng người. Đẹp hơn những minh tinh mà anh ta đã từng thấy. Còn chuyện kết hôn hay chưa thì không quan trọng, chỉ cần anh ta nếm trải là được. Không đủ. Diệp Quân Lâm nói một tiếng, đưa Lý Tử Nhiễm ngồi vào vị trí đã định. Tô Triệu Phi nhìn lý lịch của Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, được rồi, đợi đấu giá xong rồi nói tiếp. Cô gái, cô không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, tất cả các quan chức chịu trách nhiệm đấu giá của tập đoàn Đông Thiên cũng đã đến. Sau khi giới thiệu về tập đoàn Đông Thiên và triển vọng của nó, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 1,5 tỷ tệ, bắt đầu đấu giá. Người dẫn. Chương trình hét lên. 1,530 tỷ tệ. Chủ tịch Vạn Vân giơ tắm biển lên. 1,550 tỷ tệ. Chủ tịch Long Nguyên ngay lập tức giơ tắm biển hét lên.
giá nhanh chóng leo lên 1,7 tỷ tệ. Mọi người đang dự kiến tăng giá đấu thầu. Chán quá, một lần tăng có 1.000 vạn, chơi cái gì? Diệp Quân Lâm có chút mất kiên nhẫn. Lý Tử Nhiễm cười nói, chúng ta nhìn xem việc đời là được rồi, không cần tham gia vào nó. Họ đấu giá với giá nào không quan trọng. Lý Tử Nhiễm liếc nhìn về phía Tô Triệu Phi, cười nói, kết quả có thể đoán trước được, chắc chắn là thiếu gia đến từ tỉnh thành kia. Mọi người đều nhìn Tô Triệu Phi. Không hổ danh là thiếu gia đến từ tỉnh thành, ra tay kinh quát. Tôi đã nói Tô Triệu Phi là người chiến thắng cuối cùng mà, chúng ta đánh không lại. Mọi người đều nói như thế. Các nhà điều hành của tập đoàn Đông Thiên cũng rất hào. Hứng. Giá vượt ngoài mong đợi. Lý Tử Nhiễm cười nói với Diệp Quân Lâm, em đã nói là anh ta sẽ thắng mà. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Lý Tử Nhiễm biến mất. Bởi vì Diệp Quân Lâm đã giơ tắm biển lên. Anh muốn đấu giá. Đại thiếu ở tỉnh thành Lý Tử Nhiễm muốn ngăn anh lại, nhưng đã quá muộn. Khi Diệp Quân Lâm giơ tắm biển lên, mọi người trên khán đài đều tập trung vào anh. 3 tỷ lẻ 1 tệ. Sau khi Diệp Quân Lâm hét giá, khán giả đã choáng váng. Sau khi Tô Triệu Phi hét giá 3 tỷ tệ, tất cả các ông lớn có mặt đều bó tay. Mọi người đều biết rõ trong lòng tập đoàn Đông Thiên sẽ thuộc về Tô Triệu Phi. Không ngờ sẽ có người ra giá, hét giá. Điều quan trọng nhất là chỉ thêm vào 1 tệ. Đây rõ ràng là đang khiêu khích Tô Triệu Phi. Tập đoàn Đông Thiên lo lắng. Làm gì có chuyện có thể tăng giá thêm 1 tệ. Vấn đề là họ không đặt con số tăng lên mỗi lần, nhưng mọi người đều mặc định là 1.000 vạn. Người nhà họ Tô ở tỉnh thành đều nhìn sang. Bọn họ không đoán ra được, nhưng ở Tô Hàng còn có người dám khiêu khích bọn họ. Tô Triệu Phi cười khẩy khi nhìn thấy đó là Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Dám khiêu khích anh ta. Tìm chết. 3,1 tỷ tệ. Tô Triệu Phi tăng giá 100 triệu tệ, khiêu khích nhìn Diệp Quân Lâm. Tôi xem anh có thể kéo dài được bao lâu. 371 tỷ lẻ tệ. Diệp Quân Lâm tiếp tục trả giá. Anh, Tô Triệu Phi tức giận bùng nổ. Đây rõ ràng là cố ý khiêu khích anh ta. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm. Tất cả đều tự hỏi, tại sao Diệp Quân Lâm lại can đảm đến vậy? Còn dám khiêu khích đại thiếu ở tỉnh thành. Không biết sau này chết như thế nào. Lý Tử Nhiễm cũng lo lắng. Đặc biệt nhà họ Tô có bối cảnh thâm sâu, đây chắc chắn là chuyện mà bọn họ không thể đắc tội. Diệp Quân Lâm đang chơi với lửa. Nhưng mũi tên đã lên dây, cô không thể ngăn nó lại. 3,2 tỷ tệ. Tô Triệu Phi tiếp tục tăng giá với vẻ mặt lạnh lùng. Theo kinh phí của gia tộc, 3 tỷ tệ sẽ đấu giá thành công. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một tên choáng váng như vậy, tăng 200 triệu tệ mà không rõ lý do. Anh ta thề sau buổi đấu giá này sẽ giết chết Diệp Quân Lâm, sau đó ngủ Lý Tử Nhiễm ở trước mặt anh. Mặt Diệp Quân Lâm không chút thay đổi nói, 3,2 tỷ lẻ 1 tệ. Anh. Tô Triệu Phi tức giận nổi trận lôi đình, những người nhà họ Tô khác đều sắp nhảy dựng lên. Mẹ nó đây là đang khiêu khích. Mọi người có mặt tại đây đều cau mày. Thằng nhóc này đem chuyện này ra làm rất tuyệt. Tốt, tôi xem anh sẽ kéo dài được bao lâu. Tô Triệu Phi giơ tắm biển hét lớn, 3,5 tỷ tệ. Hít! Cái giá này khiến mọi người hít sâu một hơi. Ngay cả tập đoàn Đông Thiên cũng rất hào hứng. Điều này vượt quá mong đợi quá nhiều. Tô Triệu Phi khinh thường nhìn Diệp Quân Lâm. 3,5 tỷ tệ đã là cái giá lớn nhất mà nhà họ Tô có thể mua được, xét cho cùng thì nhà họ Tô cũng phải chỉ tiền vào những lĩnh vực khác. Anh ta chỉ nhìn xem Diệp Quân Lâm có dám theo hay không, nếu anh không theo, anh ta sẽ không mát tập đoàn Đông Thiên. Nếu Diệp Quân Lâm theo anh ta sẽ không ra giá nữa, anh ta muốn nhìn xem Diệp Quân Lâm lấy 3,5 tỷ tệ từ đâu ra. Lúc này, tất cả mọi người trên khán đài đều tập trung vào một mình Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh anh cũng rất căng thẳng. Chỉ nhìn thấy Diệp Quân Lâm đang từ từ giơ tắm biển hét lên, 4 tỷ tệ. Cái gì? 4 tỷ tệ. Sau khi Diệp Quân Lâm hét giá, khán giả hoàn toàn im lặng. Mọi người đều cho rằng Diệp Quân Lâm sẽ thêm 1 tệ. Nhưng ai có thể ngờ rằng anh đã tăng thêm 500 triệu tệ. Tô Triệu Phi và nhà họ Tô đều sững sờ. Cứ tưởng Diệp Quân Lâm cố tình làm anh ta xấu hổ mà thôi, nhưng không ngờ anh lại làm thật. Lý Tử Nhiễm sắp gục ngã.
Diệp Quân Lâm bị điên hả? 4 tỷ tệ. Anh lấy tiền ở đâu? Anh đang đùa thôi phải không? Được rồi, cuối cùng thì tập đoàn Đông Thiên đã đấu giá với mức giá 4 tỷ tệ của anh Diệp. Tập đoàn Đông Thiên nhanh chóng hoàn thiện sự việc. Nhiều hơn 2 tỷ tệ so với dự kiến. Nghĩ đến đã rất vui vẻ. Bang bang bang. Tô Triệu Phi đập ghế vài lần. Khuôn mặt anh ta gớm ghiếc, nổi lên những đường gân hung bạo. Bởi vì bước đầu tiên để nhà họ Tô định cư ở Tô Hàng là thu phục được tập đoàn Đông Thiên. Nhưng anh ta đã thất bại ở đây. Tô Triệu Phi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cười nói, tôi muốn nhìn xem anh này làm thế nào mà lấy ra được 4 tỷ tệ. Rốt cuộc chuyện này không chỉ kêu là có được. Sau khi Tô Triệu Phi nhắc nhở, mọi người đều sôi nổi phản ánh. Đó là 4 tỷ tệ. Diệp Quân Lâm thực sự có. Không nói đến những người khác, ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Diệp Quân Lâm lấy 4 tỷ tệ từ đâu ra? Nhân viên lập tức đến chỗ Diệp Quân Lâm tươi cười nói, thưa anh cần chứng minh tài sản, đủ khả năng đấu giá. Tất cả các khách mời tham gia đấu giá đều có giấy tờ. Chứng minh tài sản, chỉ một mình anh là không có. Hy vọng anh giải thích một chút. Diệp Quân Lâm lấy ra một tấm thẻ đen, nhàn nhạt nói, quẹt thẻ. Tô Triệu Phi và mọi người có mặt sẽ không tin, trong thẻ đó có tiền. Đó là 4 tỷ tệ. Thẻ gì có hạn mức cao như vậy? Bọn họ thanh toán trực tiếp từ tài khoản công ty. 5 phút sau, một nhóm lớn nhân viên vội vã chạy tới trước mặt Diệp Quân Lâm. Loại thái độ này như muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh Diệp tôn quý, đã thanh toán thành công. Từ nay, tập đoàn Đông Thiên đã thuộc về anh. Đây là thẻ của anh. Giám đốc cầm đầu cúi người 90 độ, trả lại thẻ ngân hàng cho Diệp Quân Lâm. Hít. Lúc này, bên tai vang lên tiếng mọi người hít thở lạnh không dứt. Thành công. 4 tỷ tệ quẹt thẻ thành công. Ánh mắt của Tô Triệu Phi và những người khác đều sắp bay ra ngoài. Vừa đến Tô Hàng, đã gặp một siêu bạo chúa địa phương như vậy. Càng ngạc nhiên hơn là Lý Tử Nhiễm. Việc Diệp Quân Lâm mua lại khu nghỉ dưỡng vào buổi sáng đã gây cho cô một cú sốc lớn. Vậy mà bây giờ anh lại chỉ 4 tỷ tệ mua lại tập đoàn Đông Thiên. Anh lấy tiền ở đâu? Sợ là 6 năm trước anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Anh Diệp, phiền anh vào hậu trường cùng chúng tôi xử lý thủ tục. Giám đốc cung kính nói. Ồ, tôi quên nói, tôi đấu thầu tập đoàn Đông Thiên cho vợ tôi. Thủ tục, hợp đồng để cô ấy ký đi. Diệp Quân Lâm nói. Cái gì, đưa cho vợ của anh ta. Vợ anh ta cũng quá hạnh phúc rồi, quà tặng là công ty 4 tỷ tệ. Mọi người có mặt tại hội trường đều kinh ngạc. Em, Lý Tử Nhiễm càng kinh ngạc hơn che miệng lại, không nói nên lời. Cảm động, vô cùng cảm động. Sau khi bị nhà họ Lý đuổi ra khỏi nhà, lúc đó Diệp Quân Lâm nói sẽ làm cô Đông Son tái khởi. Không ngờ lại có một sự kiện kinh hoàng đến vậy. Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm, cảm động đến mức nước mắt của cô trào ra. Vợ à mau đi thôi, mau đi ký hợp đồng. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiễm đi theo các nhân viên vào hậu trường. Mấy người Tô Triệu Phi nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân Lâm, vẻ mặt vô cùng u ám. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, không được, chuyện này chưa thể xong được. Tôi nhất định phải lấy được tập đoàn Đông Thiên, còn người phụ nữ kia nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua. Cậu ba bây giờ chúng ta phải làm sao? Vương Hồ người anh ta mang theo hỏi. Lần này chúng ta mang theo bao nhiêu người? Tô Triệu Phi hỏi. Tổng cộng mang theo 30 vị cao thủ. Vương Hồ đáp. Tốt, cậu dẫn những người này đi chuẩn bị, đợi lát nữa ra tay trên đường. Tôi sẽ không để bọn họ trở lại nội thành Tô Hàng. Trong mắt Tô Triệu Phi lóe lên một cỗ sát khí khát máu. Phía sau hậu trường, phải mất nửa giờ để hoàn thành tất cả các hợp đồng thủ tục. Kể từ bây giờ, Lý Tử Nhiễm là chủ sở hữu mới của tập đoàn Đông Thiên. Ngay cả sau khi ký hợp đồng, tay của Lý Tử Nhiễm vẫn luôn run rẩy. Không thể tin được. Mọi thứ giống như đang mơ. Lý Tử Nhiễm sờ mặt Diệp Quân Lâm, chồng à, chúng ta còn đang ngủ à? Em dở hơi à? Diệp Quân Lâm nói. Vậy em nhéo anh đau không? Nói xong, Lý Tử Nhiễm nhéo Diệp Quân Lâm. Ui, đau, em muốn kiểm tra thì tự nhéo em đi. Diệp Quân Lâm nhanh chóng tránh ra. Cô vợ ngốc này. Sau khi Lý Tử Nhiễm khẳng định liên tục, đây không phải là mơ.
mọi thứ đều là thật. Vậy mà em lại nắm trong tay một công ty có tài sản hàng tỷ tệ. Chồng à, anh đối xử với em quá tốt rồi phải không? Lý Tử Nhiễm ôm chặt lấy Diệp Quân Đội. Chồng à, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Đôi lông mày xinh đẹp của Lý Tử Nhiễm hơi nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp của cô hiện lên một chút hoang mang. Anh! Diệp Quân Lâm vừa định nói, không ngờ điện thoại của Lý Tử Nhiễm lại vang lên. Lý Tử Nhiễm nghe điện thoại, là Phương Tử Tình gọi. Tử Nhiễm, bây giờ cậu đang rất vui chứ gì? Phương Tử Tình cười hỏi. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm nghi ngờ, hả? Tử Tình sao cậu lại biết bây giờ tớ đang rất vui? Không lẽ cậu cũng đang ở khu nghỉ dưỡng? Ha ha, ông chủ lớn thần bí của bọn tớ nhìn chúng tài năng của cậu, đặc biệt đấu giá tập đoàn Đông Thiên cho. Cậu, bây giờ anh ấy cũng đang thiếu nhân lực, đối với cậu mà nói đây là một cơ hội tốt. Cậu phải cố lên nha. Sau khi nghe Phương Tử Tình giải thích xong, vẻ mặt Lý Tử Nhiễm ảm đạm. Cô nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt phức tạp. Cô cứ tưởng anh ấy đang che giấu bí mật, nhưng anh ấy vẫn là vua. Không ngờ, chính ông chủ lớn đứng sau tập đoàn Vân Đình lại đầu giá. Hóa ra Diệp Quân Lâm mượn danh nghĩa tập đoàn Vân Đình đến để làm những việc này. Nhưng cũng đủ lãng mạn và đủ cảm động. Lý Tử Nhiễm không có trực tiếp vạch trần Diệp Quân Lâm, cô cười nói, Quân Lâm, anh cũng rất tuyệt. Anh đó, sau này nhất định phải phát triển tốt ở tập đoàn Vân Đình. Phấn đấu được lương cao, ở vị trí tốt. Diệp Quân Lâm sững sờ. Mình không phải là ông chủ của tập đoàn Vân Đình sao? Cần gì mức lương cao? Sau khi ký hợp đồng, Diệp Quân Lâm chuẩn bị rời đi cùng Lý Tử Nhiễm. Khi vừa ra khỏi cửa, cả hai lại tình cờ gặp Cao Thiên Lâm, anh ta được người ta cõng, đưa thẳng đến bệnh viện. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Dám có ý đồ với Lý Tử Nhiễm, không để anh ta chết đã là nhân từ lớn nhất rồi. Sau khi Diệp Quân Lâm lên xe rời đi, Tô Triệu Phi đã xuất hiện. Người đâu, đã rời đi rồi. Phé thằng đàn ông, nữ đề lại cho tôi. Còn nữ ép buộc bọn họ sửa lại hợp đồng, biến tập đoàn Đông Thiên thành của nhà họ Tô tôi. Khóe miệng Tô Triệu Phi vẽ lên một vòng cung tàn nhẫn. Ngay cả người bạn đồng hành của anh ta nghe thấy cũng lạnh sống lưng. Cậu ba, ý của anh là chúng ta không cần tốn một xu, mang tập đoàn Đông Thiên về. Không được hả, chúng ta vừa mới đến Tô Hàng. Cách tốt nhất để tỏ rõ vị trí là độc đoán, tàn nhẫn. Chỉ có như vậy mới có thể răn đe, để Tô Hàng sợ nhà họ Tô chúng ta. Tô Triệu Phi cười lạnh. Đi, chúng ta cùng lên. Trên đường đi, Lý Tử Nhiễm đã sớm chìm vào giấc ngủ. Mặc dù tác dụng của thuốc mê đã hết, nhưng vẫn cảm thấy mệt, vừa lên sẽ đã nhắm mắt ngủ. Lúc này, Diệp Quân Lâm nhìn thấy vài chiếc xe theo sau mình từ gương chiều hậu, anh cười lạnh. Tìm chết hả? Không lâu sau, đột nhiên, một chiếc xe chạy về phía anh, chặn đường của Diệp Quân Lâm. Mấy chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, vây chặt chiếc Audi của Lý Tử Nhiễm ở giữa. 30 người lao xuống từ máy chiếc xe. Trên tay bọn họ lần lượt cầm những thanh sắt, hung ác lao vào. Để không làm phiền việc nghỉ ngơi của Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm đã xuống xe. Vương Hồ hung hăng đi tới chỗ Diệp Quân, cười lạnh nói, anh thật can đảm. Nhìn thấy chúng tôi còn dám xuống xe. Diệp Quân Lâm châm một điều thuốc, thổi ra một vòng khói, chậm rãi nói, cút ngay, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của vợ tôi. Nếu không, kết cục của các người sẽ rất khổ sở. Ha ha ha. Nghe xong, Vương Hổ và các anh em đều bật cười. Ông đây không nói nhảm với anh, các anh em phé thằng này cho tôi. Vương Hổ ra lệnh, những người anh em của anh ta la hét lao lên. Bị chi? Diệp Quân Lâm đá người đầu tiên. Phịch. Lập tức người kia bay ra ngoài hơn mây chục mét, nặng nề đập xuông đát, co giật không còn động tĩnh. Chỉ một cú đã làm tất cả mọi người dừng lại. Phê thằng này cho tôi. Vương Hổ tức giận nói. Lúc này Diệp Quân Lâm cũng đã di chuyển. Hai cú đấm đánh bay người bên trái và bên phải. Anh đi lên phía trước, túm lấy Vương Hổ. Bốp. Khuỵu gối lên, lập tức áp vào mặt Vương Hổ. À, Vương Hổ hét lên một tiếng thảm thiết. Anh ta hoàn toàn thay đổi, máu me be bét. Tiếp theo, Diệp Quân Lâm thực hiện một cuộc tấn công tàn bạo đối với những người này. Một phút sau, tất cả mọi người đều nằm bất động trên mặt đất. Chân và tay của bọn họ đều bị phế. Quá mạnh,
đơn giản là quá mạnh. Vương Hổ Ổ và những người khác không ngờ Diệp Quân Lâm không chỉ xa hoa mà còn có một kỹ năng đáng sợ như vậy. Anh ta và 30 người anh em của mình đều là những cao thủ đã từng chiến đấu với những tay hắc quyền, bọn họ đã bị quét sạch trong vòng một phút. Điều đáng sợ hơn nữa là Diệp Quân Lâm dùng tay nhấc những chiếc xe chắn ngang đường trước mặt họ. Những chiếc xe này nặng vài tấn. Đó có phải là con người không? Hai mắt Vương Hổ như sắp bay ra ngoài. Ánh mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Không ngờ vừa đến Tô Hàng lại gặp phải chuyện biến thái như vậy. Lúc này, Diệp mang theo vài người tới chỗ Diệp Quân Lâm. Xin lỗi anh Diệp, tôi đến muộn. Diệp xin lỗi. Không sao, chỉ là một đám nhỏ nhoi thôi. Diệp Quân Lâm nói. À phải rồi, Diệp cậu ở lại đây, lát nữa sẽ có người tới. Nhớ này, đến mấy người, phế bằng đó. Đương nhiên, vẫn để lại lời nhắn. Diệp Quân Lâm dặn dò xong, anh lái xe rời đi. Nhìn trong xe, Lý Tử Nhiễm vẫn đang ngủ say. Diệp Quân Lâm nở một nụ cười cưng chiều. Nếu đánh thức vợ của anh sẽ chôn sống những người này. Lúc này Tô Triệu Phi đã rất nóng lòng. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Lý Tử Nhiễm, anh ta cảm thấy đói khát. Hơn nữa, còn toàn bộ tập đoàn Đông Thiên. Nhanh lên một chút, có lẽ đám người Vương Hổ đã xử lý xong rồi. Tô Triệu Phi gọi cho Vương Hồ, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ đã xử lý xong thằng oát Diệp Quân Lâm kia rồi nhỉ? Tô Triệu Phi cười lạnh. 5 phút sau, Tô Triệu Phi đến hiện trường. Nhìn thấy chiếc xe hỏng tan tác, anh ta cười. Diệp Quân Lâm dám đắc tội tôi hai anh tìm chết. Tô Triệu Phi nhanh chóng đến giữa hiện trường. Nhưng ngay lập tức đã chết lặng. Bởi vì Vương Hổ và 30 cao thủ đều nằm trên mặt đất. Tay chân đều bị phế, xảy ra chuyện gì? Tô Triệu Phi sững sờ. Anh ta tìm kiếm xung quanh, hình như không thấy xe của Diệp Quân Lâm. Bang! Lúc này, cửa xe bên cạnh mở ra. Một vài người đàn ông nước ngoài mạnh mẽ bước xuống xe, như những ngọn đồi. James cầm đầu nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ thích thú. Các người là ai? Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đâu? Tô Triệu Phi không khỏi hỏi. Anh Diệp đã đặc biệt dặn dò tôi, để tôi chiêu đãi anh thật tốt. Xem nở một nụ cười tàn nhẫn. Anh định làm gì? Nhìn thấy những người đàn ông cường tráng đang tới gần, Tô Triệu Phi hoảng sợ. Cánh tay và đôi chân nhỏ bé của anh ta. Bốp! Đột nhiên, Xem tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh. Cái tát này suýt chút nữa đã cướp đi nửa mạng của Tô Triệu Phi. Đánh đến mức đầu óc anh ta choáng váng. Răng rắc! Chuyện kinh hoàng hơn vẫn chưa đến. Đột nhiên Dêm đập mạnh vào chân anh ta, một tiếng gãy xương chân của Tô Triệu Phi bị gãy. Răng rắc, chân còn lại cũng bị gãy. Răng rắc, sau đó, cả hai cánh tay cũng bị gãy. Tô Triệu Phi cuồng loạn hét lên. Vốn tưởng rằng đến Tô Hàng gặp phải trắc trở thì coi như bị xui xẻo, nhưng bây giờ lại càng bị phế. Răng rắc, mấy thuộc hạ mà anh ta mang theo đều đã bị phế. Chỉ để lại một người còn nguyên vẹn. Nhắc nhở anh một câu, không phải ai cũng có thể đến Tô Hàng. James để lại một câu, sau đó rời đi. Hôm nay, giới thượng lưu của tỉnh Giang Nam có tin tức lớn, nhà họ Tô ở tỉnh Thành muốn xẻ thịt ở Tô Hàng, nhưng kết quả là lại bị vả mặt thảm thiết, cậu ba cùng hàng chục thuộc hạ đều bị phế, tống ra khỏi Tô Hàng. Tin tức này khá bùng nổ. Ban đầu nhiều người muốn đến Tô Hàng để lấy tiền và chiếm lãnh thổ. Sau khi tin tức được đưa ra, cũng đủ để cảnh cáo rất nhiều người. Mặc dù hội thương mại Tô Hàng và nhà họ Thẩm đã thất thủ, nhưng ở Tô Hàng vẫn có những người mạnh mẽ. Ví dụ, tập đoàn Vân Đình đã phát triển nhanh chóng. Nghe nói, người phế cậu ba nhà họ Tô ở tỉnh Thành là người của tập đoàn Vân Đình. Trong một thời gian, nhà họ Tô không có động thái gì, giếng như đang đứng ngoài lề. Các lực lượng gia tộc khác cũng đang theo dõi. Diệp Quân Lâm đưa Lý Tử Nhiễm đến thẳng tập đoàn Đông Thiên. Tập đoàn Đông Thiên được biết chủ sở hữu mới sẽ đến, tất cả các giám đốc điều hành của công ty đã ra ngoài chào đón họ. Hơn nữa cũng đã sắp xếp các phương tiện truyền thông, ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo. Sau khi Lý Tử Nhiễm đến, đầu tiên cô tiến hành nghỉ lễ kế vị, sau đó tham gia một cuộc họp báo để nói với giới truyền thông về vấn đề này. Nhà họ Lý hôm nay càng khốn khó. Tất cả rời khỏi.
Ban quản lý của quảng trường Ngân Hải đã buộc tập đoàn Lý Thị rời khỏi tòa nhà văn phòng. Mọi thứ bên trong đều bị vứt ra ngoài. Tập đoàn Vân Đình lại gọi điện thúc giục, chỉ còn một ngày nữa thôi. Nếu quá thời hạn, phải thanh toán tất cả khoản tiền vi phạm hợp đồng. Khoảng 1 tỷ tệ. Các công ty khác cũng thúc giục không ngừng. Người nhà họ Lý đã tìm Lý Tử Nhiễm suốt một đêm, nhưng không tìm thấy. Qua một đêm, mái tóc của Lý Thiên Hạo đã bạc trắng. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta thực sự sẽ phải ngồi tù sao? Lý Thiên Hạo nói. Những người khác cũng có quầng thâm dưới mắt, vô cùng hốc hác. Bọn họ cũng không có cách gì. Lúc này trên TV phát ra một đoạn tin tức. Hả, đó không phải là Lý Tử Nhiễm sao? Lý Mộng Nguyệt thốt lên. Cái gì, Lý Tử Nhiễm? Mọi người đều nhìn vào TV, quả nhiên nhìn thấy Lý Tử Nhiễm. Tin tức này là buổi họp báo của tập đoàn Đông Thiên. Nội dung là tin Lý Tử Nhiễm trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Đông Thiên. Căn cứ theo giá trên trị thị trường của tập đoàn Đông Thiên là từ 5 tỷ đến 6 tỷ tệ. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô Lý Tử Nhiễm, tập đoàn Đông Thiên sẽ vươn lên một tầm cao mới. Người phóng viên cười nói. Cái gì, Lý Tử Nhiễm trở thành chủ tịch tập đoàn Đông Thiên? Sao có thể, tập đoàn Đông Thiên có giá trị thị trường hơn 5 tỷ tệ? Lý Tử Nhiễm đã làm như thế nào? Tôi không nằm mơ đúng không? Nhà họ Lý sắp nổi điên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến ngày này. Sau khi Lý Tử Nhiễm bị đuổi ra khỏi nhà, nên đi xin cơm trên đường phố mới phải. Lắc mình một cái giá trị con người đã lên đến vài tỷ tệ. Hồi hận. Lý Thiên Hạo thật sự hồi hận. Bóp. Bóp. Ông ta tát vào mặt Lý Văn Phi và Lý Văn Hải. Đều là ý xấu của hai người. Muốn tôi xóa bỏ nhà Văn Uyên ra khỏi ra phải nếu không, bây giờ nhà chúng ta đã dính lây Lý Tử Nhiễm. Đối với cô ta mà nói, những khoản lãi nho nhỏ này cũng không tính là gì. Lý Thiên Hạo tức giận nói. Lý Văn Phi và Lý Văn Hải chịu ấm ức không dám nói. Rõ ràng Lý Thiên Hạo làm chủ. Bây giờ lại trách bọn họ. Sao không đi đi? Lý Tử Nhiễm quá giỏi rồi. Cô ta đã làm như thế nào? Lý Mộng Nguyệt vô cùng khó hiểu. Có lẽ là đi ngủ với ông nào. Tôi không nghĩ ra được phương diện nào khác ngoài chuyện này. Lý Văn Hải lạnh lùng nói. Đúng vậy, con đĩ này. Đúng là làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Cũng may không phải người nhà họ Lý chúng ta, nếu không chúng ta đã mất hết mặt mũi. Đúng vậy, dựa vào ngủ với người khác mà có được vị trí đó, thật mất mặt. Người nhà họ Lý làm nhảm. Lý Thiên Hạo gật đầu, chúng ta đều biết Lý Tử Nhiễm đã dùng phương pháp gì, nhưng không thể kìm chân bọn họ. Bây giờ bọn họ đã là chủ tập đoàn Đông Thiên, các người có thể làm gì? Bây giờ, chúng ta đi tìm cô ta. Chỉ có cô ta mới có thể giải quyết vấn đề của chúng ta. Nhà họ Lý đi thẳng tới tập đoàn Đông Thiên. Lần này may mắn, đúng lúc gặp được Lý Tử Nhiễm ở tập đoàn Đông Thiên. Mặc dù mọi người trong nhà họ Lý đều không thích cô, nhưng họ vẫn cười nói, Tử Nhiễm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cháu. Lúc trước là ông nội sai, đó là ý của bác cả và bác hai, ông đã nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ rồi. Tử Nhiễm chỉ cần cháu đồng ý quay lại. Ông sẽ khôi phục thân phận của cháu ngay lập tức. Cháu nể mặt ông nội, giúp nhà họ Lý đi. Cháu xem ông nội đã trông như thế nào. Quả thực, tuy chỉ mới có 2-3 ngày, Lý Thiên Hạo đã phờ phạc đi rất nhiều, tóc bạc trắng, nhiều nếp nhăn. Tử Nhiễm, bây giờ cháu đã là chủ của tập đoàn Đông Thiên. Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lý chỉ cần một câu nói của cháu, hơn nữa cũng sẽ tốt cho tương lai của cháu. Lý Thiên Hạo và những người khác cầu xin. Nhìn mọi người trong nhà họ Lý Tử Nhiễm thực sự, không đành lòng. Em làm gì vậy, vợ à, chúng ta nên về nhà thôi. Đúng lúc cô còn đang do dự thì Diệp Quân Lâm xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, người nhà họ Lý giận sôi máu. Thằng nhóc này lại muốn làm chuyện xấu. Tử Nhiễm chúng ta nói chuyện đi, chuyện này không liên quan đến Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo vội vàng nói. Diệp Quân Lâm nắm lấy tay Lý Tử Nhiễm. Muốn rời đi, không phải anh đã nói với em, không cần quan tâm đến những người ngoài này à? Em đều quên hết rồi à hai? Em, Lý Tử Nhiễm cắn môi. Bây giờ em không phải là người nhà họ Lý, chuyện của nhà người ta liên quan cái vẹo gì tới em? Diệp Quân Lâm rất khổ não, khi nào thì tính cách tốt bụng của vợ anh mới có thể thay đổi được? Diệp Quân Lâm,
mẹ nó cậu có ý gì? Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm sắp bị đưa đi, Lý Tùng Khuê lo lắng. Các người mau tránh ra, bọn tôi sẽ không giúp các người. Thái độ Diệp Quân Lâm kiên quyết. Ha ha ha, được, để tôi nói cho cậu biết một chuyện, cậu biết làm thế nào mà Lý Tử Nhiễm trở thành chủ tịch của tập đoàn Đông Thiên không? Lý Tùng Khuê hỏi. Làm thế nào? Ngủ với người khác mà có. Lý Tùng Khuê chỉ vào Diệp Quân Lâm với vẻ chế nhạo, cậu còn chưa biết đúng không? Tại sao Lý Tử Nhiễm lại nhận được khoản đầu tư? Tại sao lại có thể thuê một tòa nhà văn phòng ở quảng trường Ngân Hải? Tất cả đều là do cô ta ngủ với ông già mới có được. Thằng nhóc mày đã bị xanh từ lâu rồi, trên đầu đã mọc đầy cỏ xanh. Ha ha ha, đúng thế. Diệp Quân Lâm cậu là đồ ngốc, cậu thật sự cho rằng Lý Tử Nhiễm sẽ đợi cậu 6 năm. Nằm mơ đi, không biết trong khoảng thời gian đó đã leo lên giường bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Đúng, đúng vậy, Lý Tử Nhiễm là một con đĩ, là sự sỉ nhục của nhà họ Lý. Con đi không biết xấu hổ. Ba mẹ cô biết những việc làm này của cô không? Dù sao mặt mũi cũng đã bị xé nát, nhà họ Lý cũng không sợ hãi lần lượt sỉ nhục Lý Tử Nhiễm. Hu hu hu. Bị người nhà xúc phạm, Lý Tử Nhiễm khóc ngay lập tức. Lý Tùng Khuê cười khẩy nói, khóc cái gì? Cô còn cảm thấy mình bị ấm ức. Đừng tưởng chúng tôi không biết những chuyện lộn xộn của cô. Nói ra chỉ mất mặt mà thôi. Không biết xấu hổ. Chỉ là sau khi Lý Tùng Khuê nói xong câu này, đột nhiên anh ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Có cảm giác như rơi vào hầm băng. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Quân Lâm, anh ta đã sợ hãi đến mức suýt ngất đi. Đó là kiểu ánh mắt gì? Thú hoang. Kẻ sát nhân cuồng ma. Dáng vẻ đó đi thẳng vào lòng người, liếc mắt một cái sẽ khiến người ta gặp ác mộng. Ầm. Trong giây tiếp theo, Diệp Quân Lâm đã xuất hiện trước mặt anh ta. Đá bay Lý Tùng Khuê. Phụt. Lý Tùng Khuê nôn ra máu, đập đầu vào tường. Anh ta còn chưa kịp đứng dậy, Diệp Quân Lâm đã đến trước mặt anh ta. Nâng anh ta lên, ấn vào tường. Đặc biệt là tay phải của Diệp Quân Lâm túm chặt lấy cổ anh ta, hơn nữa càng ngày càng tăng lực. Hư! Chẳng mấy chốc, mặt Lý Tùng Khuê trở nên tím tái, trợn mắt, hai chân không ngừng động đậy. Anh ta sắp chết ngạt. Diệp Quân Lâm sắp giết người. Người nhà họ Lý đã phản ứng lại, lần lượt đến chặn Diệp Quân Lâm. Chỉ là đến một người, Diệp Quân Lâm đá một người. Không hề có tác dụng. Diệp Quân Lâm nhất định phải giết Lý Tùng Khuê. Rất nhanh mặt Lý Tùng Khuê đã đen lại. Quân Lâm, đừng, đừng làm chuyện ngu ngốc. Lý Tử Nhiễm đột nhiên lao tới kéo Diệp Quân Lâm ra. Phịch. Sau khi Diệp Quân Lâm buông tay, Lý Tùng Khuê đã ngã trên mặt đất, ngất xỉu vì thiếu oxy quá lâu. Mau đưa người đến bệnh viện. Nhà họ Lý vội vàng nâng Lý Tùng Khuê đến bệnh viện. Khi đám người Lý Thiên Hạo vẫn đang nói chuyện tàn nhẫn, họ đã bị sốc khi chạm vào ánh mắt tràn đầy sát khí của Diệp Quân Lâm. Đây là một thằng điên. Không thể chọc vào. Lý Tử Nhiễm cũng tức giận gầm lên, chuyện của nhà họ Lý không liên quan gì đến tôi. Các người đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ không giúp các người. Sau đó, Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm rời đi. Nếu không có Lý Tử Nhiễm ngăn cản, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ làm theo lời bọn họ vừa nói. Vợ của anh há có thể để người khác sỉ nhục. Nhà họ Lý thực sự tuyệt vọng. Lý Tử Nhiễm từ chối một cách phũ phàng, hy vọng duy nhất của bọn họ không còn nữa. Tiếp theo, bọn họ phải đối mặt với khoản nợ vài trăm triệu tệ, 1 tỷ tệ vi phạm hợp đồng. Những thứ này đủ để tống tất cả bọn họ vào tù. Lý Thiên Hạo đã từ bỏ. Sẵn sàng vào tù. Nhưng ông ta không cam lòng, những người còn lại trong nhà họ Lý vẫn còn trẻ. Bọn Lý Tùng Khuê mới ngoài 20. Đêm này là đêm dẫn vặt nhất của mọi người trong nhà họ Lý. Chỉ trong một đêm tóc của nhiều người đã bạc trắng. Ngày thứ hai, mọi người ngồi quây quần bên nhau chờ phiên xử. Lúc này, bên ngoài nhà họ Lý đã có vài chiếc ô tô chạy tới. Nghe thấy tiếng xe, cả nhà họ Lý tuyệt vọng. Tới tô hàng chẳng bao lâu. Một nhóm người bước vào nhà cũ nhà họ Lý. Khi Lý Thiên Hạo ngẩng đầu lên, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ. Một người đàn ông trung niên đi đầu nhìn thấy người nhà họ Lý như người mất hồn. Ông ta tức giận nói, còn ra thể thống gì hả? Nhà họ Lý ở Tô Hàng cứ như thế này, các người làm mất mặt gia tộc Lý thì tôi. Hả? Đám người Lý Thiên Hạo sững sờ.
không phải đến đòi nợ hả? Xin hỏi ngài là... Lý Thiên Hạo hỏi. Hừ, Lý Thiên Hạo ngay cả tôi mà ông cũng không biết. Tôi, Lý Vương Long nhà họ Lý ở tỉnh thành Kim Lăng. Lý Vương Long tức giận nói. Cái gì, người của nhà họ Lý ở tỉnh thành? Lý Thiên Hạo đứng dậy ngay lập tức, như muốn quỳ xuống. Đám người Lý Văn Hải cũng rất ngạc nhiên. Đây là nhà họ Lý ở tỉnh thành. Trong mắt bọn họ, giống như vương công quý tộc. Người nhà họ Lý ở tỉnh thành đến tô hàng, giống như hoàng đế ở cổ đại cải trang vi hành. Xảy ra chuyện gì? Lý Vương Long lạnh lùng hỏi. Lý Thiên Hạo nhanh chóng nói với Lý Vương Long những gì đã xảy ra. Sau khi điều tra rõ ràng, Lý Vương Long lạnh lùng nói, được rồi, nhà họ Lý ở tỉnh thành sẽ lo chuyện này. Hả hai? Lý Thiên Hạo và những người khác choáng váng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành lo. Đây là một bất ngờ từ trên trời rơi xuống sao. Bởi vì nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn mở rộng lãnh thổ và kinh doanh ở tô hàng, các người được coi là một bộ phận rất quan trọng, các người phải giải quyết tình huống khó khăn. Lý Vương Long giải thích lý do. Điều này làm người nhà họ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn đến tô hàng phát triển. Điều đó có nghĩa là bọn họ cũng có thể hưởng lợi. Lý Vương Long cười nói, chỉ cần các người làm tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Nhà họ Lý ở tô hàng là một phần quan trọng cho nhà họ Lý ở tỉnh thành phát triển ở tô hàng. So với các thế lực gia tộc khác, nhà họ Lý ở tỉnh thành tương đương với nơi có cơ sở ở tô hàng. Điều này sẽ giúp bọn họ có kế hoạch tốt cắm rễ ở tô hàng. Vì vậy, ngay cả khi Lý Thiên Hạo đang phải đối mặt với khủng hoảng hàng trăm triệu tệ như hiện nay, thì nhà họ Lý cũng đã có những biện pháp để giải quyết. Xét cho cùng, nhà họ Lý có thể sẽ đạt được những thành tựu hàng chục tỷ hoặc hàng trăm tỷ trong tương lai. Số tiền nhỏ này chẳng là gì cả. Sau sự xuất hiện của Lý Vương Long, mọi khủng hoảng của tập đoàn Lý Thị đã được giải quyết trong vòng chưa đầy một ngày. Thêm vào đó, nhà họ Lý ở tỉnh thành chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chiếm đất. Điều này làm cho giá trị của nhà Lý Thiên Di 33C ni bổ ré nhép ô, hợp chín ỏ quảng cáo. Điều này làm người nhà họ Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhà họ Lý ở tỉnh thành muốn đến tô hàng phát triển. Điều đó có nghĩa là bọn họ cũng có thể hưởng lợi. Lý Vương Long cười nói, chỉ cần các người làm tốt, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Nhà họ Lý ở tô hàng là một phần quan trọng cho nhà họ Lý ở tỉnh thành phát triển ở tô hàng. So với các thế lực gia tộc khác, nhà họ Lý ở tỉnh thành tương đương với nơi có cơ sở ở tô hàng. Điều này sẽ giúp bọn họ có kế hoạch tốt cắm rễ ở tô hàng. Vì vậy, ngay cả khi Lý Thiên Hạo đang phải đối mặt với khủng hoảng hàng trăm triệu tệ như hiện nay, thì nhà họ Lý cũng đã có những biện pháp để giải quyết. Xét cho cùng, nhà họ Lý có thể sẽ đạt được những thành tựu hàng chục tỷ hoặc hàng trăm tỷ trong tương lai. Số tiền nhỏ này chẳng là gì cả. Sau sự xuất hiện của Lý Vương Long, mọi khủng hoảng của tập đoàn Lý Thị đã được giải quyết trong vòng chưa đầy một ngày. Thêm vào đó, nhà họ Lý ở tỉnh thành chuẩn bị bắt đầu kế hoạch chiếm đất. Điều này làm cho giá trị của nhà Lý Thiên ngoài gia chú hai, cũng chính là Lý Nhị gia, sắp tới tô hàng. Trước khi ông ấy đến, tôi không muốn những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến ông ấy. Lý Vương Long nói. Cái gì, Lý Nhị gia cũng sắp tới. Ông trời cũng giúp chúng ta. Lý Thiên Hạo vô cùng phấn khích. Trong mắt Lý Vương Long lóe lên một tia lạnh lẽo, ngày. Mai đi cùng tôi giải quyết chuyện của Lý Tử Nhiễm. Nhà họ Lý chưa bao giờ ngờ tới, có ngày cá chép lại nhảy qua Long Môn. Sẽ làm cho nhà họ Lý ở tỉnh coi trọng. Đêm nay, họ gần như không thể ngủ được vì quá phấn khích. Mọi người đang mong chờ chuyện đối phó với Lý Tử Nhiễm vào ngày mai. Cuối cùng cũng có thể thở ra hơi. Ngày hôm sau. Đoàn xe hùng hậu của nhà họ Lý đi đến tập đoàn Đông Thiên. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Thấy một nhóm người tới, Lễ Tân vội hỏi. Lý Vương Long đi đầu, cười lạnh nói, tôi đến tìm Lý Tử Nhiễm. Ồ, tìm Lý Tổng, không biết ngài có hẹn trước không? Lý Tổng vừa mới nhậm chức nên rất bận. Nhân viên Lễ Tân cười nói. Chưa đến 7 giờ sáng, bọn họ đã thấy Lý Tử Nhiễm đến phòng làm việc. Lý Vương Long cười lạnh, hừ. Tôi muốn gặp cô ta mà còn cần phải hẹn trước. Thưa ngài không được, muốn gặp Lý Tổng thì phải hẹn trước, chúng tôi đã kiểm tra, hôm nay Lý Tổng không hẹn bất cứ ai. Mọi người quay về đi ạ. Nhân viên Lễ Tân lịch sự. Chát,
Đột nhiên Lý Vương Long tát vào mặt của nhân viên lễ tân. Một cái tát khiến người ta nghiêng trời lật đất, nhân viên lễ tân che mặt khóc thút thít. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ tới Lý Vương Long muốn đánh người thì đánh. Bảo vệ, mau gọi bảo vệ, có người đến gây chuyện. Những người khác hét lên ngay lập tức. Ngay sau đó, một đội bảo vệ đã đến. Ai gây chuyện? Lý Vương Long cười lạnh nói, bắt lấy. Bồn người đàn ông mạnh mẽ phía sau ông ta ra tay ầm ầm. Một lúc sau, hơn 20 nhân viên bảo vệ la hét nằm lăn ra sàn. Đám người Lý Thiên Hạo nhìn thấy thế cảm thấy rất sảng khoái. Gia tộc lớn đến từ tỉnh thành có khác. Quá hống hách. Hống hách như vậy, không coi ai ra gì. Lý Vương Long lạnh lùng nói, lập tức gọi Lý Tử Nhiễm xuống gặp tôi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngày càng có nhiều người vây quanh sảnh lớn, nhưng tất cả đều cảnh giác nhìn Lý Vương Long. Bọn họ đều đã nhìn thấy bốn người đứng sau ông ta có thể chiến đấu như thế nào. Sự việc này ảnh hưởng đến Lý Tử Nhiễm, cô đến cùng một nhóm lớn các giám đốc điều hành công ty. Khi nhìn thấy Lý Thiên Hạo và những người khác ở đó, sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi. Lý Tiên Sinh, đây là Lý Tử Nhiễm đứa cháu bát hiểu kia. Hủy hoại thanh danh nhà họ Lý khắp nơi, nề nếp nhà họ Lý của tôi cũng bị hủy hoại trong tay cô ta. Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt ngay lập tức hét lên. Ánh mắt uy nghiêm của Lý Vương Long rơi vào Lý Tử Nhiễm, cô chính là Lý Tử Nhiễm. Ông là... Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi. Hừ, Lý Tử Nhiễm nghe cho rõ, vị này là ông Lý Vương Long đến từ nhà họ Lý ở tỉnh thành. Theo Lý mà nói, cô phải gọi một tiếng ông nội, nhưng cô không xứng. Lý Tùng Khuê lạnh lùng nói. Hả, nhà họ Lý ở tỉnh thành. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Kể từ hôm nay, Lý Tử Nhiễm, cô thay đổi họ đi. Sau này, cô không được phép mang họ Lý nữa, họ của cô bị tước đoạt. Lý Vương Long hống hách nhìn chằm chằm vào Lý Tử Nhiễm. Cái gì, họ của tôi bị tước đoạt? Lý Tử Nhiễm cố gắng hết sức phản bác, hừ, đúng vậy, không sai, tôi đã bị xóa tên ra khỏi gia phả nhà họ Lý. Nhưng Lý Tử Nhiễm là tên của tôi, ai cũng không thể đổi. Đặc biệt đã được công nhận về mặt pháp lý, cho dù là hộ khẩu hay thẻ căn cước, tôi đều có tên này. Không ai có thể thay đổi. Mấy người Lý Văn Hải lập tức nổi lửa giận, ngài Lý ông thấy không? Cô ta ngang ngược vô lý như vậy đấy. Thái độ của Lý Tử Nhiễm khiến Lý Vương Long rất khó chịu, ông ta tức giận nói, hừ. Chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bây giờ tôi thay mặt nhà họ Lý ở tỉnh thành tước bỏ họ Lý của cô. Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận, được, vậy tôi cũng nói cho ông biết, không thể nào. Tôi sẽ là Lý Tử Nhiễm, không ai có thể đổi họ của tôi. Tốt, đây là cô ép buộc tôi, người đâu, mang cô ta đi, tôi còn không tin không đổi được họ của cô ta. Lý Vương Long ra lệnh. Bốn người phía sau cưỡng chế bắt Lý Tử Nhiễm đi. Bây giờ toàn bộ tập đoàn Đông Thiên đang ở trong một mớ hỗn độn. Nhưng đối phương là một gia tộc lớn ở tỉnh thành, bọn họ có thể làm gì? Đây là việc của nhà họ Lý, nếu ai dám xen vào, nhà họ Lý tôi ở tỉnh thành sẽ không tha cho kẻ đó. Trước khi đi, Lý Vương Long đã đưa ra lời cảnh báo. Mọi người càng không dám cử động. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm bị đưa về nhà cũng nhà họ Lý. Lý Tử Nhiễm bị ấn ngã. Quỳ trước tổ tiên nhà họ Lý. Ông chủ, tôi đã chào hỏi các bộ phận liên quan rồi, có thể thay đổi họ của Lý Tử Nhiễm bất cứ lúc nào. Lý Vương Hạo nghe xong, cười nói với Lý Tử Nhiễm, chọn một cái họ đi. Cô không xứng mang họ Lý. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không thể nào. Đời này tôi chỉ được gọi là Lý Tử Nhiễm. Cho dù ông tự ý đổi tên, đó là điều tôi không muốn, tôi có thể đổi lại bất cứ lúc nào. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự cứng đầu của Lý Tử. Nhiễm. Được lắm Lý Tử Nhiễm, cô dám bỏ qua quy củ nhà họ Lý. Lý Vương Long cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, vô cùng tức giận. Ông Lý, cô ta vẫn luôn như vậy. Đừng nói chỉ nhà họ Lý ở Tô Hàng, ngay cả nhà họ Lý ở tỉnh thành cô ta cũng không để vào mắt. Lý Tùng Khuê và một vài người vẫn ở một bên, điên cuồng thêm mắm dặm muối. Tôi hỏi cô lần cuối. Cô bằng lòng đổi tên không? Giọng điệu Lý Vương Long trầm thấp, cố nén cơn tức giận. Lý Tử Nhiễm tỏ ra kiên quyết, thấy chết không sờn. Tôi không bằng lòng.
cho dù ông hỏi tôi 100 lần, tôi cũng không bằng lòng. Lý Vương Long không giận mà cười, được, được lắm, cô có loại. Người đâu, sử dụng gia pháp. Không bằng lòng, tôi đánh cô đến khi bằng lòng mới thôi. Lời của Lý Vương Long vừa dứt, hai người cầm roi dài đi vào. Gia tộc càng lớn như vậy thì luật gia đình càng nghiêm khắc. Một khi ai đó trong gia tộc mắc sai lầm, thì việc hứng chịu đòn roi là điều không thể tránh khỏi. Sau khi bị đánh, 10 ngày nửa tháng sẽ không xuống giường được. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng cảm thấy rùng mình. Trước đây ông ta đã tận mắt nhìn thấy sử dụng gia pháp. Đánh một roi, da thịt sẽ bị bong chóc. Người kia bị đánh khoảng 10 roi, nằm một tháng mới khỏi bệnh. Ông ta không ngờ Lý Vương Long lại dám sử dụng gia pháp với Lý Tử Nhiễm. Sự bướng bỉnh của Lý Tử Nhiễm hiển nhiên đã khiến Lý Vương Long tức giận. Tôi sẽ đích thân dùng gia pháp. Lý Vương Long cầm lấy cây roi dài, nở một nụ cười quỷ dị với Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm, đứa cháu gái bất hiếu của nhà họ Lý, bỏ qua phép tắc gia đình, ruồng bỏ tổ tiên, dùng gia pháp để kỷ luật. Xóa tên ra khỏi gia phả, cũng cần phải lấy lại họ. Lý Vương Long lạnh lùng nói. Phạt 10 roi trước. Lý Vương Long đã tưởng tượng ra cảnh Lý Tử Nhiễm bị đánh tả tơi. Lý Thiên Hạo lo lắng. Cho dù Lý Tử Nhiễm có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng là cháu gái của ông ta. Hơn nữa, ông ta đã tận mắt chứng kiến hình phạt khủng khiếp của gia pháp. Nếu Lý Tử Nhiễm thực sự bị đánh 10 roi, cô sẽ rất khó sống sót. Lý Tiên Sinh, chờ một chút, để tôi nói với cô ta vài lời. Lý Thiên Hạo đi tới trước mặt Lý Tử Nhiễm nói, Tử Nhiễm, nghe lời của tôi, mau chóng đồng ý đi. Chẳng phải chỉ là đổi họ thôi sao? Không to tát gì, cô không chịu nổi gia pháp đâu. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm âm trầm, cười lạnh nói, ông nội, cảm ơn ông. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đổi họ. Đến đi, tôi không sợ. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lý Vương Long vô cùng tức giận, giơ roi dài lên, quát về phía Lý Tử Nhiễm. Lý Thiên Hạo sợ đến mức nhắm hai mắt lại. Lý Tử Nhiễm cũng nhắm mắt, chấp nhận tất cả những điều này trong tuyệt vọng. Bang! Âm! Đúng lúc này, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Cánh cửa nhà cũ nhà họ Lý bị một lực rất lớn thổi tung xuống đất, khói bụi mù mịt. Lý Vương Long sợ tới mức dừng động tác, sững sờ nhìn. Sau khi bụi tan, một bóng người từ từ xuất hiện. Hả, Diệp Quân Lâm? Lý Tùng Khuê ngạc nhiên nói. Sau khi thấy đó là Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm thoát ra, nhào vào trong ngực Diệp Quân Lâm. Hu hu hiu. Mặc dù vừa rồi cô rất kiên cường, nhưng cô rất sợ hãi. Diệp Quân Lâm không nói, mà nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Lý. Những người biết rõ Diệp Quân Lâm đều bị dọa sợ. Bởi vì trạng thái của Diệp Quân Lâm là đáng sợ nhất. Nếu ở trên chiến trường, chắc chắn đối phương sẽ gặp xui xẻo. Chiến thần Côn Luân tức giận, hàng triệu xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Là ông định đánh vợ tôi? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, là tôi. Cậu chính là Diệp Quân Lâm. Đúng lúc chú hai cũng mua ồn tới tìm cậu, tôi sẽ giải quyết cậu trước, coi đó là món quà tặng chú hai. Lý Vương Long cười lạnh nói. Giờ đây tên của Diệp Quân Lâm đã vang danh khắp nhà họ Lý ở tỉnh thành. Xử lý Lý Cuồng, anh cũng có phần. Lý Vương Tôn tàn phế, anh cũng có phần. Bắt cậu ta lại cho tôi. Lý Vương Long ra lệnh. Bồn tên thuộc hạ của ông ta từ từ đi về phía Diệp Quân Lâm. Vợ à, em về trước đi, anh sẽ giải quyết. Diệp Quân Lâm đẩy Lý Tử Nhiễm ra cửa. Bóp! Nhìn thấy một người đang đi tới, Diệp Quân Lâm lao tới. Dùng tay đâm mạnh vào mặt, hơn chục chiếc răng của người đó bay ra, nửa khuôn mặt bị lõm vào trong. Bốp! Một cú đấm khác đấm trúng mặt người đàn ông thứ hai. Bịch! Người đàn ông ngã thẳng, ngất xỉu vì một cú đấm. Bóp! Bốp! Hai người còn lại cũng phải chịu những cú đấm trời giáng, không thể cử động trong ít nhất một tháng. Cái gì, mạnh như vậy? Mọi người đều ngạc nhiên trước kỹ năng của Diệp Quân Lâm. Có thể đánh như vậy. Người ngạc nhiên nhất là Lý Vương Long. Ông ta biết bốn người mà ông ta mang theo có thể đánh như thế nào. Nhìn Diệp Quân Lâm bước từng bước, ông ta cảm thấy hơi rụt rè. Cậu biết cậu đang làm gì không? Lý Vương Long cầm roi cảnh giác nói. Diệp Quân Lâm cậu hoàn toàn xong đời rồi.
Cậu khiêu khích nhà họ Lý ở tỉnh thành hết lần này đến lần khác, chú hai sẽ đặc biệt tới đây xử lý cậu. Bây giờ, nếu cậu xin lỗi tôi, có thể tôi sẽ nghĩ lại tha cho cậu một con đường. Lý Vương Long nói. Nhưng ngay sau đó, Diệp Quân Lâm đã túm lấy cây roi. Anh giật roi từ tay ông ta ra. Diệp Quân Lâm liếc nhìn cây roi, cười nói, đây là gia pháp sử dụng roi. Rất rắn chắc. Nhận ra điều gì đó, Lý Vương Long giật mình toát mồ hôi lạnh, mắng, Diệp Quân Lâm, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng làm loạn. Cậu phải bình tĩnh, nếu không, vợ chồng cậu sẽ có kết cục thê thảm. Diệp Quân Lâm cười nói, vừa nãy tôi nghe nói ông định đánh vợ tôi 10 roi hai. Hả, không phải, không có. Chát. Đột nhiên, Diệp Quân Lâm dùng roi đánh Lý Vương Long. Một roi này trực tiếp đập nát quần áo của Lý Vương Long, ngay lập xuất hiện tức vết máu sâu. A! À, Lý Vương Long hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm thiết khiến Lý Thiên Hạo và những người khác sợ hãi ngã xuống đất. Chát! Roi thứ hai của Diệp Quân Lâm lại được đập lên người Lý Vương Long. Khi roi rơi xuống, toàn bộ quần áo bị đứt rời khỏi người ông ta, trên cơ thể mập mạp của Lý Vương Long in một vệt máu, khiến cho da đầu người xem tê dại. Có thể chọc Diêm Vương, không chọc Lý Nhị Gia AP. Lý Vương Long cúi rạp người trên mặt đất, vừa lăn vừa la hét. Chát! Cây roi thứ ba được quất xuống. Nửa cái mạng của Lý Vương Long gần như không còn. Ngoại trừ đau đớn, ông ta không thể cảm thấy bất cứ thứ gì khác. Ông ta hét lên đến mức giọng khàn. Ông ta cảm thấy linh hồn của ông ta đã ra khỏi cơ thể của mình. Chát! Chát! Diệp Quân Lâm đánh hết roi này đến roi khác. Sau 10 roi, Lý Vương Long ngừng la hét, cơ thể co giật kịch liệt một lúc, sau đó không có động tĩnh gì, cuộn mình lại. Mặc dù người đó chưa chết, nhưng mọi người đều hiểu, nửa đời còn lại Lý Vương Long đã phế rồi. 10 roi này đã làm mát gần hết sức lực của ông ta. Phải nằm trên giường bệnh ít nhất một năm. Thật sự chưa từng bị đánh. Diệp Quân Lâm cười lạnh, ném roi đi. Rời khỏi đây. Mau gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Lý Thiên Hạo lo lắng nói. Vấn đề này có thể tạo nên một vấn đề lớn. Lý Vương Long là người kế vị tiếp theo của nhà họ Lý ở tỉnh thành. Bị đánh như thế này ở Tô Hàng. Thậm chí bọn họ sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Diệp Quân Lâm này quá can đảm. Vậy mà dám đánh người nhà họ Lý ở tỉnh thành. Lý Tùng Khuê mỉm cười. Đúng vậy, như thế này. Nhà họ Lý ở tỉnh thành chắc chắn sẽ không để cho Diệp Quân Lâm sống. Đúng vậy, không phải Lý Nhị Gia nổi tiếng sắp tới rồi sao? Lý Mộng Nguyệt và những người khác đang mong chờ. Cuối cùng, Lý Vương Long đã lấy lại mạng sống của mình. Nhưng bệnh viện đưa tin, để lại nhiều di chứng. Ví dụ, Lý Vương Long có khả năng trở thành người thực vật, sẽ không bao tỉnh lại. Ví dụ khác, Lý Vương Long sẽ trở thành một kẻ ngốc, tàn tật. Dù là kết quả như thế nào, đều là kết quả mà nhà họ Lý ở tỉnh thành không muốn nhìn thấy. Đây là người thừa kế của bọn họ, nếu trở thành một kẻ ngốc, chẳng phải sẽ làm trò cười cho mọi người. Nhà họ Lý không chịu nổi sự sỉ nhục này. Khi nhà họ Lý ở tỉnh thành nhận được tin báo, thì liền nổi trận lôi đình. Tuyên bố san bằng Tô Hàng, trả thù cho Lý Vương Long. Ba người đời thứ hai của nhà họ Lý ở tỉnh thành. Lý Cuồng bị giết. Lý Vương Tôn trở nên vô dụng. Ngay cả Lý Vương Long cũng sắp trở thành người thực vật. Ai có thể nhẫn nhịn? Phải mất một tuần nữa Lý Nhị Gia nổi tiếng mới đến, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, ngày hôm sau Lý Nhị Gia sẽ đến Tô Hàng. Trong một tứ hợp viện ở tỉnh thành Kim Lăng của tỉnh Giang Nam, một ông già mặc bộ đồ thời Đường màu trắng đang ngồi trên nệm uống trà. Đây là Lý Nhị Gia nổi tiếng. Trong tỉnh thành có một câu nói lưu truyền. Có thể chọc Diêm Vương, không chọc Lý Nhị Gia. Điều đó đủ để giải thích Lý Nhị Gia khủng khiếp như thế nào. Danh hiệu Diêm Vương của ông ta không phải ngẫu nhiên mà có. Khi còn trẻ, ông ta tàn bạo và khát máu, không biết mình dính bao nhiêu máu tươi. Người ta nói thiên sát tinh giáng xuống trái đất. Sau này, ông ta dần về hưu, tính tình ôn hòa, ngày nào cũng uống trà, trồng hoa, thỉnh thoảng lên chùa thắp hương. Mục đích để giảm bớt sự hung bạo, sát khí trên cơ thể. Mấy năm nay đã ẩn lại quá nhiều. Nhưng lần này vấn đề của con trai nuôi Lý Cuồng của ông ta đã đưa ông ta trở lại với tính cách trước đây của mình.
bây giờ hai đứa cháu trai khác cũng xảy ra chuyện. Chuyện này khiến ông ta rất tức giận. Báo cáo nhị gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày. Mai ngài đi tô hàng. Lão Cao người hầu của Lý nhị gia nói. Lão Cao cũng là một cao thủ thực thụ. Lý nhị gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, đền nhà Ngục Nam Sơn đem Hắc Bạch Vô Thường ra đây. Hả, nhị gia đây là, ngài chắc chắn. Lão Cao dùng mình. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường rất khủng khiếp. Chắc chắn. Vâng, thuộc hạ làm ngay. Lão Cao hít một hơi rồi rời đi. Tên tuổi Diêm Vương của Lý Nhị Gia vang danh khắp bốn phương, hai thuộc hạ chiến đấu không thể tách rời với ông ta là Hắc Bạch Vô Thường. Hai nhân tài này là những chủ tàn bạo nhất, bọn họ lấy máu thịt làm đồ ăn. Hai người từng giết hơn 200 người, nổi danh ngay trong trận chiến đầu tiên. Tên tuổi Diêm Vương của Lý Nhị Gia vang danh khắp bốn phương, hai thuộc hạ chiến đấu không thể tách rời với ông ta là Hắc Bạch Vô Thường. Hai nhân tài này là những chủ tàn bạo nhát, tương truyền bọn họ lớn lên cùng bầy sói, mỗi ngày lấy máu thịt làm đồ ăn. Hai người từng giết hơn 200 người, nổi danh ngay trong trận chiến đầu tiên. Sau đó, cả hai tham gia một trận đấu hắc quyền ngầm, nhưng họ bị cấm tham gia vì quá tàn nhẫn. Có một cuộc thi đấu, người ta nói rằng bọn họ cắt bỏ xương sườn của một người, sau đó dùng xương sườn chọc đối thủ chết. Sau đó, sau khi đi theo Lý Nhị Gia, đánh đâu thắng đó bắt khả chiến bại. Giết được nhiều thế lực cùng các gia tộc đến nỗi bọn họ không ngóc đầu lên được. Chỉ cần nghe đến cái tên Hắc Bạch Vô Thường, thì đã cảm thấy sợ hãi vỡ mật. Vì Hắc Bạch Vô Thường quá độc ác, thường xuyên gây rắc rối nên Lý Nhị Gia đã đưa vào ngục, không cho bọn họ ra ngoài. Lần này, Lý Nhị Gia sẽ đến tô hàng cùng với Hắc Bạch Vô Thường. Chứng minh ông ta thực sự chuyển động. Nhưng giới lớn ở tỉnh thành đều biết Hắc Bạch Vô Thường ra khỏi nhà ngục Nam Son, ai nấy đều sợ chết khiếp. Khi hai kẻ giết người này ra tay, chắc chắn một số người sẽ gặp họa. Biết tin Lý Nhị Gia sẽ đưa hai người đến tô hàng, mọi người trong tỉnh thành đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng cầu nguyện cho tô hàng. Không biết kẻ nào đen đủi chọc giận Lý Nhị Gia, phải để cho Hắc Bạch Vô Thường ra mặt. Ai cũng hiểu những người đắc tội Lý Nhị Gia chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại. Chắc chắn sống không bằng chết. Thủ đoạn tàn bạo của Hắc Bạch Vô Thường đơn giản là kinh khủng. Tin tức trong giới lớn ở tô hàng vẫn rất đầy đủ. Sau khi Tiêu Quốc Phổ biết tin, việc đầu tiên ông ta làm là tìm Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh không hay rồi, Lý Nhị Gia mang Hắc Bạch Vô Thường đến tô hàng, ngày mai sẽ đến. Tiêu Quốc Phổ lau mồ hôi lạnh. Đến thì đến, sợ cái gì? Diệp Quân Lâm cười nói.